Chương 206, hoa hồng của cô. Không muốn, lúc này cô và tổng giám đốc Trang vì nghĩa quên mình muốn nhảy xuống biển cứu Như Mạt, dũng cảm nhảy vì đại nghĩa, hiện tại nhảy một bản cũng không được. Cô đừng quên, tình yêu giữa cô và tổng giám đốc Trang là tôi thúc đẩy đấy." Tưởng Thiên Lỗi nói một câu hai nghĩa. Trong miệng Đường Khả Hinh đang nhai bánh mì và trứng cá muối, cảm giác không tốt làm cho cô ho khan, không ngừng ho khan. "Ho sao, uống ly nước đi." Tưởng Thiên Lỗi không nói nhiều, trực tiếp cầm chai rượu đỏ trên bàn ăn, rót vào trong một cái ly cao cổ cực lớn ở trước mặt Đường Khả Hinh, cô có chút hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi cũng nóng lên, nhìn cô nửa uy hiếp, nửa tức giận nói: "Tôi cảnh cáo cô. Tôi đếm 1, 2, 3, nếu cô không đứng dậy, ngày mai cô không vào được cửa chính khách sạn Á Châu." "1 2 3." "Mẹ nó, nhanh như vậy." Đường Khả Hinh đứng lên, tức giận nhìn Tưởng Thiên Lỗi ngoan tưởng thiên lỗi lập tức kéo đường khả hình không nói gì kéo cô ra khỏi bàn ăn đi về phía ban công nhìn bọn trang hạo nhiên một cái đôi tay nắm eo nhỏ nhắn của đường khả hình buộc thân thể của cô dán vào mình đường khả hình không tự chủ được trực tiếp nhào vào trong ngực tưởng thiên lỗi hai tay trống ở lồng ngực anh hơi đỏ mặt nhìn anh tưởng thiên lỗi không nói hai lời ôm chặt đường khả hình theo nhạc khúc nhẹ nhàng cúi xuống nhìn cô có chút tức giận nói nhảy đi tôi 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 không biết, chấm ngoặc kép, đường khả hình muốn giấy dụa thoát ra lồng ngực của anh, tưởng thiên lỗi lại mạnh mẽ ôm cô vào trong lòng, mới cúi xuống, tức giận nói, không biết thì tôi dạy cho cô. Nghe cho kỹ, nhấc chân trái, nhấc chân phải. Đường khả hình có chút mất hồn, nhưng vẫn làm theo lời anh, đưa chân trái, cảm thấy chân vừa chạm đất, có chút yên lòng, không có đạp lên chân của anh, liền ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đàn ông vô cùng kiên nghị của tưởng thiên lỗi trong màn đêm. Cô không nhịn được nhấc chân phải, cảm thấy hai tay của anh nắm chặt bên hông của mình lui ra sau một bước phối hợp bước tiến của mình cô thở nhẹ một hơi nhấc chân trái tưởng thiên lỗi lui ra sau một bước sâu kín nói lui chân trái lui chân phải tâm trạng đường khả hình có chút căng thẳng lui chân trái một bước nhìn tưởng thiên lỗi bước tới một bước cô không tự chủ lui ra sau một bước cô biết tại sao người ta dùng hai người cùng khiêu vũ để đại biểu cho tình yêu tưởng thiên lỗi hỏi đường khả hình Audio điện tử võ tấn bền. Đường khả hình suy nghĩ một chút, không hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh. Bởi vì tình yêu vốn là một tiến tới trước, một lui lại phía sau, cho dù không biết có yêu nhau hay không, mâu thuẫn rồi lại khát vọng gián sát. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng nói. Đường khả hình trợn to hai mắt, có chút căng thẳng nhìn anh. Tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hình nói, cô hiểu tình yêu sao? Đường khả hình cảm thấy ánh mắt của anh không tốt, theo bản năng muốn lùi bước, lại bị hai tay anh bá đạo ôm chặt thân thể của cô dán vào người anh, cô đỏ mặt nhìn anh nói. Anh muốn nói gì? Tưởng thiên lỗi nhìn cô, hỏi lại cô hiểu tình yêu sao? Tôi, tôi không hiểu, đường khả hình nói theo tình hình thực tế. Hả, nếu không hiểu, còn dám thừa nhận là bạn gái của người ta. Đầu óc cô bị hư sao? Tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hình, tức giận hỏi. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Đường khả hình vừa lui người về phía sau, vừa nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi tức giận nói, "Đường Khả Hinh, mặc dù tôi đã từng nói nhiều lời hung ác với cô, nhưng rốt cuộc tôi có thực sự tổn thương cô hay không?" Đường Khả Hinh chớp mắt một cái nhìn anh. "Không có chứ." Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn cô nói, "Nhưng cô biết lúc này cô thừa nhận là bạn gái của Hạo Nhiên, làm hỏng chuyện lớn của tôi không?" Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt lạnh, có chút căng thẳng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô tức giận nói, người phụ nữ ngồi bên cạnh cô, đầu ngọn bút rất hung ác cô có biết không? Cô ấy viết một bài báo làm cho thị trường chứng khoán khách sạn Á Châu của tôi lao dốc, tối nay mở tuồng kịch này, cô không nên tới hát. Trang hạo nhiên không hoàn thành tuồng kịch này đem kết quả về cho tôi, tôi muốn mạng của cả hai người. Bước chân của đường khả hình không nhịn được dừng lại, nhìn anh. Tưởng thiên lỗi cắn răng nghiến lợi cúi người xuống, chán rán vào đường khả hình, tức giận nói, nếu như cô không hiểu tình yêu, không nên vì tiện đồng ý làm bạn gái người khác đầu óc của cô trống rỗng không chứa nổi đại sự lauren nói với tôi cô là một con phượng hoàng tôi tuyệt đối không tin tôi chỉ nhìn thấy cô trở thành vật hy sinh tôi có nên nhắc nhở cô hay không nên nhắc nhở cô hả không nhắc nhở cô cô làm hỏng chuyện lớn của tôi tôi làm sao tha cho cô sắc mặt của đường khả hinh hơi thu lại nhìn tưởng thiên lỗi đột nhiên cười nói ở trong lòng của anh tôi rất quan trọng sao cái gì, tưởng thiên lỗi cao mày nhìn cô. Tôi hỏi anh, tôi có quan trọng không? Đường khả hình giống như đã nhớ được điệu nhảy, hai mắt hiện lên chút tức giận, đôi tay đặt trước lồng ngực kiên cố của anh, học tiêu hảo ánh, đưa về phía bờ vai của anh, nhẽ nắm bả vai anh, sâu kín hỏi tiếp có quan trọng không? Bởi vì một chút dịu dàng của cô, tưởng thiên lỗi không lên tiếng. Đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn tưởng thiên lỗi nói, mỗi lần tôi nói chuyện với anh, anh đều lấn áp tôi, chỉ cần tôi tồn tại, thế giới này sẽ phải diệt vong, giống như chuyện như mà tiểu thư rơi trong biển, đây là lỗi của tôi sao? Đây là lỗi của anh, Tổng Giám Đốc Tưởng. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, mím chặt môi. Tôi không biết trong thế giới của anh, rốt cuộc có tình cảm hay không. Nhưng mới vừa, Tổng Giám Đốc Trang nói với tôi, một lát nữa, cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng phải ở bên cạnh anh ấy, tôi chỉ thực hiện lời hứa của tôi. Lúc tôi còn rất nhỏ, cha đã nói với tôi, Mặc kệ xảy ra chuyện gì, nếu đã hứa với người khác thì tôi nhất định phải làm đến cùng. Tôi vẫn luôn như vậy, dựa vào tín ngưỡng này mà sống." Đường Khả Hinh sâu kín nói. Tưởng Thiên Lỗi ôm nhẹ hông của cô, im lặng cúi đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, "Cuộc đời của anh có đối từng hứa với người khác hay không? Mà cần dùng cả đời để bảo vệ?" Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi khẽ chấp, im lặng không lên tiếng nhìn cô. Đường Khả Hinh nhớ tới chai rượu đỏ kia, sâu kín nói: Tôi có một lời hứa, có thể phải giữ cả đời. Tôi đã từng không cam lòng nhưng hiện tại tôi mới hiểu được thì ra đây chính là số mạng của tôi. Số mạng của tôi không liên quan đến bất kỳ ai. Ở trong bóng đêm, Tưởng Thiên Lỗi nhìn mắt to linh động của cô giống như hai vì sao sáng ngời. Lúc nói đến lời hẹn này, hai mắt mở đi, liền chậm rãi nói: Cô nhất định phải hết lòng giữ lời hứa sao? Vì một lời hứa, đánh đổi tính mạng cũng muốn giữ. Đường khả hình nhìn tưởng thiên lỗi, có chút hả hê cười nói, đó là bởi vì anh không có. Làm sao cô biết tôi không có? Tưởng thiên lỗi lập tức ôm chặt đường khả hình, cúi xuống nhìn môi của cô, nói. Ánh mắt đường khả hình mê ly chợt lẽ, lập tức nói tôi. Tôi, tôi cảm giác anh không có. Loại người như anh ngay cả tình yêu cũng không nắm giữ được thì lời hứa hẹn cũng vô dụng. Tưởng thiên lỗi giống như tức giận, mới vừa muốn lên tiếng, lại phát hiện tiếng Dương Cầm Du Dương đã chuyển sang điệu tango, trên mặt anh cứng lại cười một tiếng, đột nhiên nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Khả hình xoay tròn 360 độ. A, à, Đường Khả hình hoảng sợ, kéo lê giày cao gót trong sân nhảy, xoay tròn một vòng, mới vừa dừng lại, liền bị Tưởng Thiên lỗi tiếp được người, một tay anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, một tay đỡ chặt hông của cô, ngã người của cô xuống, cô hoảng sợ ngửa ra sau, bộ ngực căng tròn hiện lên. Sống mũi cao thẳng của tưởng thiên lỗi thiếu chút nữa quét qua bộ ngực sữa của cô Người được mùi thơm thân thể cô, đột nhiên ôm cả người cô lên Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, nhanh chóng nói, bước sang phải ba bước Đường khả hình hoảng sợ làm theo lời của anh, cùng anh bước sang phải ba bước Lui về phía sau một bước, vóc người tưởng thiên lỗi cao lớn Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, ôm chặt trên eo cô hướng dẫn Đường khả hình mới vừa lui về phía sau một bước tay của tưởng thiên lỗi từ trên eo cô quét thẳng xuống cái mông, quét qua bắp đùi của cô, khẽ nâng đùi đẹp thon dài, ôm thân thể của cô, xoay tròn 360 độ. A. À, chấm ngoặc kép, đường khả hình không nhịn được ôm chặt cổ của anh, để anh xoay tròn 360 độ, nhìn hai mắt anh nóng rực, lòng hơi run rẩy. Tưởng thiên lỗi đột nhiên để cô xuống sàn, xoay thân thể của cô, giống như người yêu ôm chặt sau lưng cô, cất bước đi về phía trước. Đường khả hình không nhìn tưởng thiên lỗi, tâm an tâm một chút, lại cảm giác lưng mình dựa vào lồng ngực kiên cố người đàn ông này, làm mặt của cô ửng đỏ, đi theo chân anh bước tới phía trước, tưởng thiên lối cúi đầu xuống, khuôn mặt kiên nghị dán khuôn mặt của cô, đôi tay ôm nhẹ cái bụng trơn nhẵn của cô, khẽ rỗi lên trên, quét qua nếp gấp trên váy, chạm nhẹ bờ bộ ngực cô, cả người đường khả hình trượt co lại, càng căng thẳng thở mạnh. Tưởng thiên lỗi lập tức xoay ngược đường khả hình, không biết từ lúc nào trong tay xuất hiện một đóa hồng, thả vào bên miệng của cô, Khả Hinh không tự chủ cắn cành hoa hồng, chừng mắt nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi im lặng ôm nhẹ hông của cô, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, khẽ di động đôi chân thon dài, bước tới phía trước cho đến ngang bằng với Khả Hinh, cúi đầu gần như muốn hôn lên môi đỏ mọng của cô, ngậm đóa hồng trong miệng cô, ánh mắt chợt lóe, nhìn ánh mắt cô căng thẳng, thu lại chân dài, đôi tay mạnh mẽ xoay hông của cô, buộc cô xoay tròn, sau đó bế cả người cô lên, nhanh chóng xoay tròn một vòng, hai vòng, ba vòng, A, à, chấm ngoặc kép, Đường Khả hình hoảng sợ, sau khi hét lên một tiếng, cảm giác thân thể của mình rơi xuống, lúc trái tim cô chợt lạnh cảm nhận thân thể mình sắp nện xuống sàn nhà thì bên hông đột nhiên bị cánh tay mạnh mẽ ôm chặt, chân trái của cô vững vàng chạm mặt đất, chân phải nhẹ co lên, thắt lưng ngửa mạnh ra sau, nhìn ánh sao sáng trên bầu trời đêm đang nhấp nháy cô thần thờ nhìn những vì sao, biết mình chạm đất rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, mới vừa muốn đứng dậy lại thấy một đóa hoa hồng đưa tới ngay trước mặt. Cô chớp mắt nhìn đóa hoa hồng tươi đẹp, chậm rãi đứng dậy nhìn thấy tưởng thiên lỗi nắm cành hoa hồng nhìn mình. Cô thở hổn hển đứng ở trước mặt của anh, nhìn anh giống như có chút gian nan, thở dốc một hơi, trên trán dịn ra mồ hôi, hai mắt nóng rực nhìn về phía mình, cô ngây người. Tưởng thiên lỗi thở dốc một hơi, nắm cành hồng đưa về phía đường khả hình. Đường khả hình vẫn thở hổn hển nhìn anh, trong mắt linh động nhìn ánh mắt nóng rực của tưởng thiên lỗi, hốc mắt cô không nhịn được đỏ thắm, Đôi tay khẽ đặt ở lồng ngực của anh, không dám động. Hoa hồng của cô, không muốn sao? Tưởng Thiên Lỗi lại đưa hoa hồng tới trước mặt cô. Chương 207 đã từng. Dường như xung quanh tất cả đều yên lặng lại. Ánh đèn, hoa tươi, không khí, tất cả đều yên tĩnh, toàn bộ đèn màu xanh tỏa sáng rất nhu hòa. Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh hai người cứ nhìn đối phương. Đám người xung quanh cũng yên lặng nhìn bọn họ. Đông Anh đứng ở trước cửa sổ sát đất, Nhìn về phía tổng giám đốc và Đường Khả Hinh bên ngoài ban công, hai mắt của cô lộ ra dịu dàng và đau lòng. "Thư ký Lưu, cô nhìn cái gì mất hồn như vậy?" Trần Mạn Hồng mỉm cười đi về phía cô, cùng với cô nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh đang đứng chung một chỗ, nhìn đối phương. Đông Anh khẽ cười một tiếng, từ góc độ này, chỉ nhìn thấy nửa bên mặt của Tưởng Thiên Lỗi, sâu kín nói từ trước đến giờ. Tổng giám đốc cũng không có tình nhiệt khiêu vũ với bất kỳ cô gái nào hả, Trần Mạn Hồng mỉm cười nói, nhưng tôi thấy Tổng Giám Đốc. Nhảy rất tốt. Đông Anh vẫn nhìn nửa khuôn mặt tưởng thiên lỗi trong bóng đêm, thậm chí có thể nhìn thấy hai tròng mắt nóng rực của anh, hơi xa xăm nói, anh ấy vẫn rất nhẫn nại, rất lặng lẽ, rất đè nén, cho tới bây giờ cũng không có một cô gái nào có thể làm cho anh ấy không còn tịch mịch, ngược lại vì một số người, anh ấy càng tịch mịch hơn. Chỉ một mình làm rất nhiều chuyện, rất hiếm khi nhìn thấy anh ấy phóng túng bản thân mình như tối nay. Bản thân tôi cũng không biết thì ra tổng giám đốc còn có thể khiêu vũ, có thể trải qua cuộc sống sinh động như thế. Trần Mạn Hồng có chút ngạc nhiên nhìn về phía ánh mắt lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi nói, thật không. Đông Anh im lặng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm tổng giám đốc mà cô cung kính nhất từ trước cho tới nay. Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn Đường Khả Hinh, tay cầm hoa hồng, nói, không thích sao? Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt nóng rực, ngón tay khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn sâu kín lắc đầu một cái nói, hoa hồng này. Không phải của tôi. Tưởng thiên lỗi nhìn cô. Đường khả hình chậm rãi rời khỏi thân thể của anh, hai tròng mắt của cô hơi trong suốt nhìn anh, lộ ra nụ cười nói, mẹ tôi nói với tôi, không thể nhận quà của người xa lạ. Ánh mắt tưởng thiên lỗi có chút lạnh lùng, ngón tay nắm cành hoa hồng hơi buông lỏng. Đường khả hình không lên tiếng, xoay người đi khỏi. Tay tưởng thiên lỗi khẽ nhúc nhích, muốn nắm cổ tay của cô, nhưng vẫn không nhúc nhích, để cho cô đi qua bên cạnh mình. Đường khả hình xoay người nhìn về phía mọi người đang bình tĩnh kỳ quái nhìn mình, cô hơi sửng sốt, cười nói chuyện gì vậy. Trang hạo nhiên không nhịn được vươn tay, bốp, bốp, bốp. Vỗ tay mấy lần, mới thở dài cười nói quá đặc sắc. Tôi thật sự không nghĩ tới tổng giám đốc tưởng của chúng ta cũng biết nhảy tango. Quá thần kỳ, thiên lỗi, rốt cuộc anh còn gạt tôi bao nhiêu chuyện vậy. Tưởng thiên lỗi không nói gì quay đầu nhìn người này. Trang hạo nhiên lập tức đứng dậy, đi qua bên cạnh đường khả hình, đi tới trước mặt của tưởng thiên lỗi, ánh mắt lộ ra thâm tình rất đáng yêu nói với anh, thân ái, có thể tặng hoa hồng này cho tôi không? Hai mắt tưởng thiên lỗi lóe lên một cái, tay cầm hoa hồng, nhìn về phía anh nói, một đấng mày dâu như cậu muốn hoa hồng làm gì? Ở trước mặt của anh, tôi chính là cô gái nhỏ. Ánh mắt trang hạo nhiên lộ ra thâm tình. Cút! tưởng thiên lỗi ném hoa hồng trên người anh. Trang hạo nhiên đưa tay chặn lồng ngực, thuận lợi chụp được cành hoa hồng, tao nhã xoay người, đi tới trước mặt của đường khả hinh, hết sức cưng chiều, hết sức thương yêu nói với cô, tối hôm nay biểu hiện rất tốt, thưởng cho em một đóa hoa hồng. Đường khả hinh nhịn cười nhìn về phía trang hạo nhiên nói, cũng chỉ có một đóa hoa thôi à. Anh chưa từng tặng hoa cho bất kỳ ai, trang hạo nhiên lập tức nói. Vớ vẩn, Lâm sở nhai không nhịn được cười nói, trước kia bạn gái họa sĩ của anh mỗi ngày nhận một phòng hoa hồng. Khả Hinh, đừng để cho anh ấy chỉ dùng một cành hoa hồng theo đuổi cô, nếu không có nhẫn kim cương 13 ca la, tuyệt đối không chấp nhận anh ấy. Đi, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lập tức nói, tuy rằng chỉ có một đóa hoa hồng, nhưng ở trong lòng anh là một biển hoa hồng. Đường khả Hinh vẫn nhịn không được bật cười, im lặng vươn tay nhận lấy hoa hồng trong tay anh. Bốp bốp bốp, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay hào hứng. Trang hạo nhiên vui vẻ đỡ đường khả hình trở lại chỗ ngồi, tự mình kéo ghế ngồi cho cô, để cho cô cẩn thận ngồi xuống, mình mới ngồi xuống, lại tự mình cắt thịt bò bít tết cho cô, rất dịu dàng ân cần, tưởng thiên lỗi ngồi ở đối diện, nhìn thấy, khuôn mặt lạnh lùng không có chút tình cảm. Bữa ăn tối tiếp tục, Trần Mạn Hồng vội vàng ra ngoài, sắp xếp trong ngoài, nhã tuệ nhìn dáng vẻ của Trần Mạn Hồng liền không đành lòng muốn đứng lên phụ giúp mặc dù cô từ chối không cần, nhưng trong lòng lại gấp gáp lúc trước có tàu anh kiệt anh và cô phối hợp rất tốt nếu cô chiêu đãi khách ở phía trước anh liền đến phòng bếp xem tình hình một chút hoặc cùng mình ứng phó khó một số khách khó tính hiện tại anh đi rồi khách sạn tạm thời chưa phái quản lý mới tới đây giúp một tay gần đây cô mệt mỏi đến choáng váng đầu kêu cha chửi má nó chỉ thấy cô đứng ở bàn ăn nhìn tổ trưởng dẫn nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa món ăn đưa đến khách trước mặt đoán trước trang hạo nhiên là cao thủ phẩm rượu nhất định không cần chuyên gia hầu rượu. Cô đã từng hỏi anh cần rượu gì, anh nói một câu tùy tiện làm cho cô đau đầu, cô lập tức im lặng đi xuống biến mất ở ban công, chuẩn bị đến khu rượu. Tào Anh Kiệt nhìn thấy liền im lặng đứng dậy, cũng đi vào trong, thấy mấy tổ trưởng cùng nhân viên phục vụ, bọn họ thật đáng thương dối giết nhìn về phía mình nói, quản lý, chúng tôi rất nhớ anh, kể từ khi anh không có ở đây, quản lý Trần rất bận rộn, chúng tôi cũng bận rộn muốn chết. Ngoan, mọi người cố lên, rất nhanh sẽ có quản lý mới tới thay thế tôi." Tào Anh Kiệt nói xong, liền im lặng đi vào khu vực rượu, đẩy nhẹ cửa ra, lập tức nhìn thấy Trần Mạn Hồng đứng ở khu rượu lá pi. Theo kiến thức chuyên nghiệp của mình, chọn 3 loại rượu đỏ, còn có một loại rượu trắng, đặt ở trên xe thức ăn, căn dặn Tiểu Nhu, đợi lát nữa, lúc đẩy ra ngoài cẩn thận một chút cho tôi. "Vâng." Chấm ngoặc kép, Tiểu Nhu mới vừa nói xong, nhìn thấy Tào Anh Kiệt, ánh mắt sáng lên muốn gọi người. Tào Anh Kiệt lập tức ra dấu. Tiểu Nhu vội vàng gật đầu nói với Trần Mạn Hồng, quản lý, vậy tôi đi ra ngoài trước. Ừ, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng vẫn đưa lưng về phía cửa, muốn chọn thêm mấy chai rượu đỏ. Tiểu Nhu liền im lặng đẩy xe thức ăn đi ra ngoài, đi qua bên cạnh anh Kiệt, bướng bỉnh ngẩng khuôn mặt tươi cười. Tào anh Kiệt vỗ vỗ nhẹ khuôn mặt của cô, mới để cho cô đi ra ngoài, còn mình cẩn thận cất bước đi tới sau lưng Trần Mạn Hồng, nhìn bóng lưng của cô cũng xinh đẹp hấp dẫn như vậy, đồ đồng phục ôm bả vai gầy gò thật rất hấp dẫn, anh khẽ cười một tiếng, tiến lên trước cầm lấy một chai lá pi năm 1986 nói, tổng giám đốc chúng ta thích uống loại này. Trần Mạn Hồng sợ hết hồn, xoay người nhìn thấy Tào Anh Kiệt đứng ở phía sau, sắc mặt của cô tối sầm lại, tức giận nói, đồ quỷ. Cậu không có việc gì, chạy vào dọa người làm gì. Tào Anh Kiệt có chút bất đắc dĩ nhìn về phía cô nói, không phải sợ cô mệt sao. Lúc này, chân của cô nhất định rất đau, nếu có tôi, bây giờ cô đã tại phòng giải khát nghỉ ngơi rồi. Trần Mạn Hồng lạnh lùng xoay người, tiếp tục chọn rượu đỏ nói, tôi không có số mệnh như cậu, có ngày được ông chủ lớn bảo bọc, chúng tôi còn phải dãy ruộng ở trong bể khổ. Không nên nói như vậy mà, tôi quan tâm cô mới tiến vào, Tào Anh Kiệt nhìn về phía Trần Mạn Hồng nói. Không nên vào đây, hai ngày nay tâm trạng của tôi không tốt, không muốn nói chuyện với cậu. Trần Mạn Hồng đi tới khu Conti Winery, đang suy nghĩ có nên chọn hai chai rượu nho trắng hay không. Có chuyện gì, Tào Anh Kiệt đứng ở một bên hỏi. Ex, boyfriend gọi điện thoại cho tôi, đề nghị hợp lại. Trần Mạn Hồng chọn một chai rượu trắng năm 2006, đang do dự. Tào Anh Kiệt lập tức đứng thẳng người, đi tới bên cạnh Trần Mạn Hồng, căng thẳng nói anh ta cầu xin muốn hợp lại. Hắc, cái thứ không biết xấu hổ. Cô suy nghĩ đi, mùa xuân năm trước, mồng một đầu năm bị anh vứt bỏ rất đáng thương. Anh ta còn có mặt mũi yêu cầu hợp lại? Trần Mạn Hồng cau mày nhìn về phía Tào Anh Kiệt nói, tại sao cậu tức giận? Anh ấy muốn hợp lại chứng minh tôi ưu tú, chẳng lẽ cậu cũng không cảm thấy tôi ưu tú sao? Đây là hai chuyện khác nhau, Trần Mạn Hồng, Tào Anh Kiệt tức giận nói. Trần Mạn Hồng nhìn anh, a hát một tiếng, tức giận chỉ vào trán của anh nói, bây giờ cậu đắc chí ha, bây giờ có bản lãnh ha, lại dám gọi cả tên họ của tôi. Nhớ lúc ấy cậu tới phòng ăn, còn gọi tôi bằng chị bản tiểu thư lớn hơn cậu 2 tuổi, hãy tôn trọng tôi một chút. Lớn hơn 2 tuổi thì thế nào? Chúng ta vẫn không phải phối hợp rất tốt sao? Tào Anh Kiệt nói thẳng. Phối hợp thật tốt thì thế nào? Trần Mạn Hồng không muốn để ý đến anh, xoay người muốn đặt chai rượu xuống. Từ phía sau lưng Tào Anh Kiệt đột nhiên ôm thân thể của cô, cảm thán nói, hai ngày nay, tôi nhớ cô muốn chết. Trần Mạn Hồng sướng sờ ở trước giá rượu, tay cầm chai rượu nho trắng, mở chừng hai mắt, mặt hơi nghiêng. Tào Anh Kiệt từ phía sau lưng, hôn nhẹ tóc cô, ôm chặt thân thể của cô, cúi xuống, ngửi mùi thơm nơi của cô nói, thật sự là mất đi mới biết quan trọng, tôi. Tôi rất nhớ cô. Hai mắt Trần Mạn Hồng xoay tròn, tức giận níu mở tay của anh, xoay người cầm chai rượu trắng muốn gõ anh nói, cậu cút đi. Cái thứ không biết xấu hổ, bà cô không cảm thấy hứng thú đối với em trai, nhất là cậu, cậu không có một chút cảm giác an toàn cái gì gọi là cảm giác an toàn. Tào Anh Kiệt lập tức ôm chặt Trần Mạn Hồng, cướp chai rượu trắng trong tay cô thả vào một bên, xoay cô dựa vào bên tường, đè ở trên người của cô nói, mấy năm này chúng ta hợp tác, tôi thương cô không đủ sao. Tôi làm không đủ tốt. Tránh ra, Trần Mạn Hồng không muốn nói chuyện với anh. Tào Anh Kiệt sóng lòng sôi sụp ôm chặt Trần Mạn Hồng, vừa căng thẳng vừa vội vội vã, lại ngọt ngào cúi đầu nói, hôn một chút. Cậu bệnh thần kinh à, Trần mạn hồng xoay mặt muốn đẩy anh ra tào anh kiệt hôn nhẹ khuôn mặt của cô ngay sau đó lại ngửi được một mùi thơm hai tay của anh lập tức véo nhẹ hông của cô lại ngửi lỗ tai của cô lại ngửi cổ của cô cậu nổi điên làm gì mặt của trần mạn hồng hơi hồng quay đầu muốn đẩy anh ra hôn một chút mà chấm ngoặc kép tào anh kiệt lại cúi đầu hôn lên môi của cô đầu lưỡi lập tức xông vào quấn lấy lưỡi cô ư mh chấm ngoặc kép, miệng Trần Mạn Hồng bị ngăn chặn, kêu một tiếng ư mờ hát, vội nắm tay trang của anh. Tào Anh Kiệt cũng đã không có cách nào nhẫn nại hôn môi của cô, mút lấy đầu lưới của cô, tay nhẹ vuốt ve hông của cô, lại rời lên phía trên, khẽ xoa ngực cô, cảm giác nó rất săn chắc làm cho máu người ta sôi trào, anh càng cuồng nhiệt hôn cô, đôi tay run rẩy cởi cúc áo đồng phục tây trang của cô. Đừng, Trần Mạn Hồng đẩy anh ra, vội vã nói nhỏ. Sẽ không có người đi vào, tôi đã căn dặn bọn họ, nơi này không có camera. Chấm ngoặc kép, Tào Anh Kiệt nói xong, không nhịn được hôn lên môi của cô, mút lấy đầu lưới của cô, đôi tay đã mở cúc áo đồng phục của cô, gấp gáp giúp cô cởi ra, cách quần áo mỏng manh khẽ vuốt ve bả vai của cô, bộ ngực sữa của cô, làm cho anh hưng phấn từng hồi, tay lãi xoa cái mông của cô, quét qua bắp đùi của cô. Ư mờ buông ra, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng bị hôn thở hổn hển vẫn khôi phục một chút lý trí đẩy Tào Anh Kiệt ra, tức giận nói cậu bị phát điên sao? Đây là chỗ nào, chẳng may bị người nhìn thấy thì làm thế nào? Sẽ không, Tào Anh Kiệt lại tiến lên, bưng lấy mặt của cô, hôn lên môi của cô. Trong lòng Trần Mạn Hồng cũng rung động, nhưng vẫn gấp đẩy anh ra, tức giận cúi người xuống, nhặt đồng phục lên, nhanh chóng mặc vào, nghiêm nghị nói, lần sau cậu còn dám như vậy, xem tôi có thu thập cậu không? Cô không yêu thích tôi sao? Tào Anh Kiệt lập tức kéo thân thể của cô lại, gấp gáp hỏi. Cậu điên sao, Trần Mạn Hồng đưa lưng về phía anh, cài xong cúc áo đồng phục. Tào Anh Kiệt lại cười một tiếng, từ phía sau lưng ôm lấy cô, khẽ ngửi cổ của cô, khẽ cắn vành tai của cô. Khuôn mặt của Trần Mạn Hồng đỏ lên. Tào Anh Kiệt dâng lên ham muốn, khẽ hôn cổ của cô, đôi tay cách đồng phục xoa nắn ngực cô, thậm chí xông vào trong đồng phục cô, nhanh chóng cởi xuống cúc áo ở giữa, tham lam tiến vào xoa nắn ngực cô, quét nhẹ đốm nhỏ trên ngực. Cả người Trần Mạn Hồng giống như mềm yếu, nhắm mắt lại, hưởng thụ vuốt ve ngắn ngủi này. Tôi thật nhớ cô, hiện tại liền muốn, hả, Tào Anh Kiệt lại hôn cái cổ mềm mại của cô, xoa mạnh bộ ngực đầy đặn của cô. Quản lý, Tổng Giám Đốc muốn thêm một chai rượu ướp lạnh nữa, Tiểu Nhu đột nhiên đẩy cửa xông vào, chương 208, Mi Hát Will Go On. Trần Mạn Hồng đi ra, sắc mặt bình tĩnh nhìn Tiểu Nhu nói, thật sao? Tôi biết rồi. Tiểu Nhu phát hiện sắc mặt của quản lý không đúng, liền có chút ngạc nhiên nhìn Tào Anh Kiệt cũng từ bên trong giá rượu đi ra, vẻ mặt có chút mập mờ, cô lại càng ngạc nhiên. Cô đi ra ngoài trước đi, tôi phải xem có rượu ướp lạnh nào tốt. Chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng thúc giục Tiểu Nhu. Ồ, chấm ngoặc kép, Tiểu Nhu không lên tiếng, xoay người đi ra ngoài. Cửa đóng lại, ngay sau đó trần mạn hồng quay đầu nhìn về phía tào anh kiệt nói sau này không cho phép cậu làm như vậy tại sao tào anh kiệt nhìn về phía trần mạn hồng phát hiện cô trở thành người khác rất không quen nói trần mạn hồng thở dốc một hơi đè nén tất cả cảm xúc mãnh liệt lúc này mới nhìn tào anh kiệt nói trần mạn hồng tôi không có hứng thú đối với em trai lúc này có thể tôi chỉ bị cậu mê hoặc bởi vì quá lâu tôi không có người yêu tôi cũng không có ý định sống chung với đàn ông cả đời có thể cậu cũng thiếu một cô gái, cho nên nổi điên. Tôi nổi điên, Tào Anh Kiệt tức giận nói, cô cảm thấy Tào Anh Kiệt tôi muốn phụ nữ, rất khó sao? Trần Mạn Hồng xoay người, thản nhiên đối mặt với anh nói, không khó. Bởi vì tôi cũng rất ưu tú, tôi không chỉ là người rất xinh đẹp, rất hấp dẫn, rất nhiều đàn ông cũng nói tôi rất xinh đẹp và hấp dẫn. Tôi tin tưởng sức hấp dẫn của mình, nhưng tôi không tin tình yêu của cậu, huống chi, tôi thật sự không thích em trai nhỏ tuổi hơn tôi rất không thích, bởi vì tôi biết, loại người vất vả như tôi, nhất định sẽ già đi rất nhanh so với rất nhiều phụ nữ. Cô nói xong, liền xoay người kéo cửa đi ra. Tào Anh Kiệt tức giận đứng ở trong kho rượu, nhìn cánh cửa đóng chặt, nắm chặt quả đấm nói, tôi cũng không tin đàn ông lớn hơn tôi 3 tuổi có bao nhiêu cảm giác an toàn cho cô. Tiểu quỷ nhát gan. Anh nói xong, liền nhanh chóng kéo cửa kho rượu, vẻ mặt thối đi ra phòng ăn, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người đi ra ban công, tức giận ngồi xuống. Lâm sở nhai quay đầu nhìn dáng vẻ của anh, liền bật cười phốc một tiếng nói thế nào. Bị từ chối sao? Tào anh kiệt quay đầu lại tức giận nhìn lâm sở nhai, người đàn ông này đã 31 tuổi, nói tôi bị từ chối thì thế nào? Mắc mớ gì tới anh? Không cần nói, nhất định là vấn đề tuổi tác, lâm sở nhai không nhịn được cười nói. Chấm ngoặc kép, tào anh kiệt hí mắt nhìn về phía anh. Lâm Sở Nhai ngẩng đầu nhìn về phía anh, vẻ mặt nghiêm túc vì nghĩa lớn nói, "Tôi nói cho cậu biết, bình thường cô gái hơn 26 tuổi không kết hôn đều không có cảm giác an toàn, vào lúc này, người đàn ông nhỏ tuổi là vết thương chí mệnh của cô ấy. Nếu đổi lại người này là tôi, có thể cô ấy sẽ nhanh chóng tiếp nhận. Hay là anh thử chạm cô ấy một chút?" Tào Anh Kiệt liếc về phía anh. "Không thể lừa gạt vợ bạn." Lâm Sở Nhai lập tức nhìn anh, sau khi nói xong, vẫn kiên trì quan điểm khẽ xoay qua nhã tuệ đang ăn rất thoải mái nói, hay là cậu hỏi nhã tuệ đáng yêu một chút. Cậu hỏi cô ấy xem, dường như năm nay cô ấy 24, 25 tuổi rồi, có thể lựa chọn người đàn ông nhỏ tuổi hơn cô ấy làm chồng hay không? Tào Anh Kiệt lập tức nhìn về phía nhã tuệ. Nhã tuệ vừa ăn tôm hùm, vừa nhìn về bọn Tào Anh Kiệt nói cái gì? Lâm sở nhai xoay khuôn mặt đẹp trai, có chút dịu dàng nhìn về phía nhã tuệ, rất cảm tính hỏi, nhã tuệ, cô và mạn hồng bằng tuổi chứ, Nhã Tuệ mỉm cười nói, "Không có. Cô ấy lớn hơn tôi 3 tuổi, bởi vì lúc cô ấy học khoa quản lý du lịch, sau đó VS boyfriend báo khoa quản lý khách sạn, cô ấy lại chuyển ngành học thêm 3 năm." "Tốt." chấm ngoặc kép, Lâm Sở Nhai mỉm cười nhìn về phía Nhã Tuệ nói, "Nếu như là cô, cô sẽ chọn người đàn ông chín chắn như tôi hay sẽ chọn em trai như anh Kiệt?" Nhã Tuệ liếc tạo anh Kiệt một cái, lại nhìn Lâm Sở Nhai một cái, vừa đúng lúc anh đang dịu dàng nhìn mình. Cô do dự một lúc, rốt cuộc mở miệng nói tôi. Tôi, tôi chọn quản lý Tào. Sắc mặt của Lâm Sở Nhai thu lại, sợ hãi kêu oát. Từ trước đến giờ Nhã Tuệ là cô gái chân thành hiền lành, mỉm cười nói, tôi sẽ chọn quản lý Tào, anh ấy là người đàn ông tốt. Tào Anh Kiệt vui vẻ cười một tiếng. Tôi không tốt sao? Lâm Sở Nhai có chút giật mình nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Sở Nhai dịu dàng nói chắc hẳn anh có rất nhiều cô gái yêu thích bởi vì anh rất tự nhiên rất dịu dàng rất rất lịch sự nhưng anh cho người cảm giác hư hỏng nếu như cô gái nào nghiêm túc muốn đi cùng anh cả đời có thể sẽ suy tính lâu một chút đây là một cô gái biết nói chuyện đến cỡ nào giống như một người chủ chỉ tiết mục tình cảm đến cỡ nào vẻ mặt lâm sở nhai có chút phạn vẹo nhìn về phía nhã tuệ muốn cười nhưng cười không nổi ha 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 chấm ngoặc kép, Tào Anh Kiệt không nhịn được cười thật to. Người toàn bộ bàn ăn đều nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn về phía Tào Anh Kiệt nói, cậu bị phát điên hả? Cười cái gì? Có người, chấm ngoặc kép, Tào Anh Kiệt lại không nhịn được bật cười nói, có người bị từ chối, anh ấy không vui. Người nào bị từ chối? Tô Lạc Hoành rất buồn cười hỏi. Lâm sở nhai, anh ấy bị nhã tuệ từ chối, ha 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 ha. Chấm ngoặc kép, Tào Anh Kiệt nói không rõ, lại cất tiếng cười to. Cái gì, đường khả hình ở đầu này nghe không rõ, lập tức hơi nghiêng người tới trước, nhìn về phía nhã tuệ kinh ngạc nói, nhã tuệ. Cô, 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 thật, bị thổ lộ à, tại sao từ chối? Nhã tuệ như vô tội, trong tay còn cầm cây xiên, vẻ mặt đỏ bừng nhìn về phía mọi người, run rẩy nói, không có. Không có, không có à. Lâm sở nhai rất bi phẫn nhìn về phía Tào Anh Kiệt tức giận nói cậu bị phát điên sao. Rõ ràng lúc này tôi muốn thổ lộ với cậu, tại sao cậu chuyển tầm mắt đến trên người người khác. Ha 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 ha, chấm ngoặc kép, Tào Anh Kiệt vẫn còn đang cười điên cuồng. Lâm sở nhai nhìn về phía anh, tức giận nói cậu còn cười. Cậu còn cười phải không? Cậu cho rằng cười có thể che giấu được cậu sự thực yêu tôi sao? Anh nói xong, ở trước mắt bao người, đột nhiên nâng mặt của Tào Anh Kiệt, hôn mạnh lên môi anh. A, à, chấm ngoặc kép, đôi tay đường khả hình che miệng, sợ hãi kêu lên. Vẻ mặt trang hạo nhiên khoa trương nhìn hai người đàn ông trước mặt. Đây là đàn ông hôn đàn ông sao? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Nhã tuệ ngồi ở gần hai người đàn ông, nhìn thấy lâm sở nhai nâng mặt của Tào Anh Kiệt, miệng đối miệng hôn, Tào Anh Kiệt cứng ngắc tại chỗ, như cô gái trợn mắt nhìn lâm sở nhai. Tay cô mền nhún, đôi đũa rất xuống, con người cũng muốn nổ tung. Trần Mạn Hồng đang cầm một con gà nướng, đứng ở trên ban công, trợn mắt nhìn cảnh tượng này, nhớ tới nụ hôn lúc này, cô đột nhiên buồn nôn cầm gà nướng đi trở về. Trang Hạo Nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên, chỉ vào hai phế vật lâm sở nhai và Tào Anh Kiệt nói các người. Các người thực sự lén phén, thật quá đáng, lâm sở nhai, thậm chí cậu còn nhìn lén tôi tắm. Cậu thật quá đáng. Lâm sở nhai lập tức buông Tào Anh Kiệt, Vẻ mặt vờ như đứng đắn ngồi xuống, ngưng một lát mới nói, "Không phải tôi đã nói, hai chúng tôi yêu nhau sao?" Lúc này Tào Anh Kiệt mới dần dần lấy lại tinh thần, sâu kín quay đầu nhìn về phía Lâm Sở Nhai, bộ dáng như đang nằm mộng. Lâm Sở Nhai không nhịn được bật cười, nhưng người về phía Nhã Tuệ, giang hai tay ra nói, "Được rồi, đùa một chút thôi." Tào Anh Kiệt tức giận đến cả người nổi da gà run rẩy ô một tiếng, cầm lên cây xiên Điên cuồng kêu lên, tối nay tôi không giết anh, tôi không phải họ Tào. Lâm Sở Nhai lập tức cười to, chạy tới phía trước, núp Tào Anh Kiệt nói, dù sao cậu cũng sẽ gả cho tôi, theo họ của tôi. Anh còn nói nữa, Tào Anh Kiệt nhào tới muốn bắt được Lâm Sở Nhai. Lâm Sở Nhai vừa cười vừa chạy đến gần lan can, Tào Anh Kiệt thuận lợi bắt được anh, sau đó bẻ quạt cánh tay, buộc chặt cổ của anh, đè anh ở trên sàn lâm sở nhai nằm trên mặt sàn cười kêu to đến đây đi đến đây đi sỉ nhục tôi đi anh còn dám kéo tào anh kiệt lại tức giận muốn xiết cổ anh nhưng bản thân mình lại không nhịn được bật cười mọi người nhìn hai người bọn họ đùa giỡn như vậy tất cả đều cười ha ha thoải mái đường khả hinh cũng vui vẻ bật cười cười rất ngọt đôi mắt to lấp lánh hơi lộ ra vẻ tinh nghịch cô tò mò nhìn về phía đầu kia suy nghĩ Tào Anh Kiệt có thể tổn thương được Lâm Sở Nhai hay không thì phát hiện tưởng thiên lỗi đang ngồi ở đối diện, lạnh lùng nhìn mình. Sắc mặt của cô hơi thu lại, cũng nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Giữa bọn họ để một cành hoa hồng đỏ tươi. Anh yêu tôi, anh không yêu tôi, anh yêu tôi, anh không yêu tôi. Chấm ngoặc kép, có một giọng nói ở bên cạnh truyền ra. Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên đã cầm cành hồng, vặt một cánh hoa, nói một câu, anh yêu tôi, lại vặt một cánh hoa nữa, nói anh không yêu tôi. Anh làm gì thế? Đường Khả Hinh không nhịn được nhìn về phía anh cười hỏi. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười, kề sát gần đường Khả Hinh nói, lúc anh theo đuổi chị học Harvard, ôi trao thật khổ nha, ngày ngày ôm guitar đứng ở trên bệ cửa sổ phòng học của chị hát bài, mi hát will go on, gió lạnh thổi mạnh, nhiệt tình bắt đầu tan chảy. Phốc, đường Khả Hinh không nhịn được bật cười, cười thật vui vẻ hỏi, sau đó thì sao? chị ấy có đồng ý anh không? Trang Hạo Nhiên vặt cánh hoa hồng đến cánh cuối cùng, mới cười nói, không có. Cô ấy chê tôi nhỏ tuổi. Lúc ấy anh bao nhiêu tuổi? Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi. Tiêu Hảo Oánh cũng bị hấp dẫn với chủ đề của anh, mỉm cười nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, liền cười nói, dường như là 19 tuổi, mới vừa ra khỏi nước. Chị kia bao nhiêu tuổi? Đường Khả Hinh lại nhìn về phía anh, hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh, đột nhiên có chút dịu dàng nói, 19 tuổi 11 tháng. Sắc mặt của Tưởng Thiên lỗi chợt thay đổi, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Chương 209, Hoa hồng. 19 tuổi 11 tháng. Đường Khả Hinh tò mò nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói, làm sao anh nhớ chính xác như vậy? Trang Hạo Nhiên mỉm cười một cái, giơ cành hoa hồng màu xanh đậm trong tay đã trụi mất cánh hoa, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng. Nhớ lại quá khứ, khắp bầu trời bay đầy cánh hoa màu hồng, đó là cánh hoa anh đào. Hành lang rộng rãi tại tầng trệt sân trường, có vài học sinh đang đi tới đi lui, thỉnh thoảng có người vui vẻ chỉ vào cây hoa anh đào bên ngoài hành lang nói, lại một năm nữa hoa anh đào nở rộ. Có một nam sinh, mặc áo len màu trắng cổ chữ V, quần thường màu trắng, tay cầm sách giáo khoa, nở nụ cười đẹp trai như ánh mặt trời đi tới hành lang thật dài, bước chân càng đi càng nhanh, cuối cùng đi chậm tới phía trước ba nữ sinh nhìn theo phương hướng anh đi tới nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh mặt không khỏi đỏ bừng anh không chút nào chú ý đến vẻ mặt người khác mà vội bước đi về phía trước rốt cuộc đã đi đến trước cửa một phòng học dừng lại hai mắt nhìn hành lang thật dài phía trước lộ ra nụ cười dịu dàng sâu kín xoay người nhìn vào bên trong phòng học trống vắng có một cô gái mặc váy len dài màu trắng mái tóc dài đến eo đang chăm chú nhìn bên trong sách giáo khoa anh mỉm cười tay vịn bên cạnh cửa nhìn nửa khuôn mặt cô, thật dịu dàng mộng ảo, lông mi thật dài, khẽ chớp mắt, hai mắt giống như có thể vê ra lấp sóng, lỗ mũi cao vỉnh lên, cánh môi hình cung đẹp mắt, đường viền vòng quanh rất xinh đẹp, anh đứng nhìn ngây người, tay cầm sách giáo khoa, không tự chủ mở ra, lật vài tờ, có một cánh bướm xanh in ở trong sách giáo khoa, hết sức tao nhã xinh đẹp. Anh nhìn cánh bướm một cái, mới vừa muốn đi vào, lại thấy cô từ trong sách giáo khoa đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng đen trước mặt, vẻ mặt lộ ra yêu thương dối rắm anh đứng đó, nhìn cô, bất động. Hai mắt của cô lộ ra ngượng ngùng, mặt ửng đỏ, lại suy nghĩ không ra, đưa ngón tay lên khẽ chạm cánh môi. Anh lặng lặng nhìn vẻ mặt cô. Một cành hoa hồng màu đỏ thấm khẽ đặt ở trên sách học. Cô cầm cành hoa hồng màu xanh nhẹ nhàng xoay tròn, xoay tròn, nhìn một lúc lâu, rốt cuộc không có biện pháp, đưa ngón tay thon dài trắng tinh vặt một cánh hoa hồng, đặt ở trên sách học nói, anh yêu em lại vặt hái một cánh hoa chấm ngoặc kép anh không em mặt của cô lộ ra thẹn thùng trong trái tim giống như có chút ngọt như mật lại tiếp tục vặt một cánh hoa khẽ đặt ở trên sách học dịu dàng nói anh yêu em anh không em anh yêu em anh không em từng cánh từng cánh từng cánh từng cánh hai mắt của cô lộ ra tình yêu ngọt ngào vặt xuống cánh hoa hồng cuối cùng khẽ đặt ở trên sách học thong thả nói anh yêu em một lúc tâm trạng cô có chút tốt lên có chút ngọt ngào, giống như kẹo ngọt, ngọt đến mềm nhún, thật hạnh phúc. Đỏ mặt, cô vội vã đưa hai tay ra, khẽ vuốt ve khuôn mặt, kềm chế cảm xúc dâng trào, đứng lên, vội vàng chạy ra khỏi cửa phòng học. Anh tựa phía sau cửa phòng học, nhìn cô giống như đám mây nhẹ nhàng chạy ra bên ngoài, đuôi váy nhẹ nhàng bay lên, lộ ra giải đáy bằng màu trắng và chiếc vòng chân bằng ngọc thạch. Anh im lặng nhìn cô biến mất ở hành lang thật dài mới từng bước từng bước đi vào phòng học, đi về phía chỗ ngồi của cô, nhìn cành hồng màu xanh đặt ở trên mặt bàn, mở sách giáo khoa ra, cánh hoa hồng màu đỏ thẫm nối thành hình trái tim. Anh nhàn nhạt nhìn hình trái tim, ở giữa hình trái tim có chữ viết thật xinh đẹp, tưởng thiên lỗi. Sách giáo khoa rơi xuống, cánh bướm xanh bay ra khỏi sách giáo khoa rơi trên mặt đất, có chút buồn bã. Nhớ lại chuyện cũ, tâm trạng có chút bâng khuâng. Trang hạo nhiên đột nhiên nhìn về phía đường khả hình, mỉm cười nói, bởi vì 11 tháng, so 12 tháng, còn có cảm giác tiếc nuối đường khả hinh không hiểu lại nhìn về phía anh trang hạo nhiên cầm cành cây gõ nhẹ cái mũi nhỏ của cô một cái ôi chao đường khả hinh rụt đầu cố ý đoạt lấy cành cây nói ghét tại sao vặt hết hoa của tôi đúng rồi cánh hoa cuối cùng là câu gì trang hạo nhiên nhìn về phía đường khả hinh đột nhiên hai mắt lộ ra một chút đắc ý nói anh yêu em đi đường khả hinh cầm nhánh cây đánh tay của anh ha 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 chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên bật cười, nhìn nét mặt lạnh lùng của tưởng thiên lỗi ở phía đối diện nhìn mình, sắc mặt của anh thu lại. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn Trang Hạo Nhiên, nhớ lại đoạn chuyện cũ, trong hành lang thật dài, còn có một bóng dáng đứng ở phía sau anh, hai mắt nhìn anh lộ ra mất mát, anh im lặng không lên tiếng đi khỏi. Hôm sau, cô đi xuống xe hơi màu đen, ôm sách giáo khoa, mặc váy bươm bướm màu xanh thật dài, buộc tóc đuôi ngựa thơ ngây, vừa mỉm cười muốn đi vào trường đại học lại bị cảnh sát trước mặt làm cho sợ ngây người. Cô trừng mắt to mộng ảo có chút căng thẳng nhìn chằm chằm đường lớn hoa hồng thật dài, trải thẳng về phía tòa giáo vụ ở đầu kia, cô có chút hoảng hốt, còn đang suy nghĩ, hoa hồng này do ai lãng mạn trải ra, phía trước bay lên mấy cái bong bóng khổng lồ, viết, như mạt, anh yêu em. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía năm bong bóng khổng lồ, hai mắt lộ ra ươn ướt, cô có chút căng thẳng, có chút lo sợ, lại mong đợi ôm sách giáo khoa từng bước từng bước đi dọc theo quả bóng bay trong suốt trên con đường trải hoa hồng đỏ thẫm đi về phía trước vừa đi vừa nhìn từng bó hoa hồng bên cạnh đầy tràn tình ý nồng đậm làm cho tâm trạng cô thấp thỏm lại rất ngọt ngào mong đợi trên mặt của cô không đè nén được vui vẻ rốt cuộc đi tới vòng tròn trước tòa giáo vụ ngừng bước chân ngẩng đầu lên lại kinh hãi ở trước vòng tròn tòa giáo vụ thần kỳ bày ra vòng tròn hoa hồng màu trắng gần trăm mét vuông ở giữa dùng hoa hồng màu đỏ thấm xếp thành hình trái tim mộng ảo, mà anh đứng ở giữa hình trái tim, đối diện ánh mặt trời ấm áp nhìn về phía mình. Hai mắt của cô tràn đầy nước mắt nhìn về phía anh. Tất cả các bạn học tại tòa giáo vụ dối rít vỗ vỗ tay cuồng nhiệt, còn có một vài người hô to hoa khôi đẹp nhất của trường, hôm nay người có tình sẽ thành thân thuộc. Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng đưa tay về phía cô. Cô có chút căng thẳng, nhưng vẫn đạp đoàn hoa hồng màu trắng mềm mại đi vào bên trong, làm cho người ta có chút đau lòng. Cô gái hiền lành này vẫn tràn ngập chờ mong đạp trên cánh hoa xinh đẹp, đi vào trong hình trái tim đỏ thấm, đi tới trước mặt của anh. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Anh không nói gì, chỉ bưng mặt của cô, ở trước mặt thầy cho toàn trường, cúi xuống hôn lên môi của cô. Khắp xung quanh cánh hoa xoay tròn, từng cánh xoay tròn, từng cánh xoay tròn. Trong thế giới của cô, tình yêu xoay tròn, tình yêu, tình yêu. Trong thế giới của anh, tình yêu xoay tròn tình yêu tình yêu một người khác đứng ở trong đám người nhìn cảnh tượng trước mặt liền im lặng thối lui ra khỏi đám người nắm sách giáo khoa đi về phía trước sau lưng vẫn một mảnh nhiệt liệt chúc phúc cùng tiếng vỗ tay nhưng anh hiểu người kia đang dùng những tiếng vỗ tay những lời chúc phúc đang cảnh cáo mình không nên tùy ý đến gần cô nhớ lại có chút bâng khuâng hai mắt tưởng thiên lối lóe lên mãnh liệt giống như nhìn thấy cô gái mộng mơ trong trí nhớ mặc váy lông cừu đứng ở trước mặt của mình, giống như một cô vợ nhỏ, dịu dàng cảm động nhìn mình, khe khẽ hỏi, anh thật yêu thích em sao? Anh yêu em, anh nói nhanh. Mặt của cô ửng đỏ, không nói thêm gì nữa, nhón chân lên, đưa hai tay ôm cổ của anh, thật lòng cảm động nói, em cũng yêu anh. Em thề, cả đời em chỉ yêu một mình anh, đời đời kiếp kiếp, không bao giờ thay đổi. Anh cười, ôm chặt thân thể của cô, ở trong đoàn hoa hồng nhanh chóng xoay tròn. Soảng chấm ngoặc kép một cái ly thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn về phía tiểu nhu thật căng thẳng đang cầm khay hướng về phía tất cả thực khách nói xin lỗi xin lỗi xin lỗi cô lập tức khom người xuống đưa tay ra muốn nhặt miệng thủy tinh chờ một chút chấm than ngoặc kép tô lạc hoành đột nhiên chỉ tiểu nhu gấp gáp nói cẩn thận bị thương tay tay của tiểu nhu ngừng giữa không trung nhìn về phía tô lạc hoành tại sao không cẩn thận như vậy Trần Mạn Hồng lập tức dẫn tới hai nhân viên phục vụ, giúp Tiểu Nhu dọn dẹp miệng thủy tinh. Tiểu Nhu thật căng thẳng mím môi, cúi đầu liếc về phía quản lý, thấy ánh mắt của Trần Mạn Hồng sắc nhọn như dao, cô cắn chặt môi dưới, quay đầu nhặt miệng thủy tinh. Tô Lạc Hoành nhìn nét mặt của Tiểu Nhu, không nhịn được bật cười một tiếng. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn bộ dáng run rẩy của Tiểu Nhu, đột nhiên nhớ tới câu nói mất mát đáng thương của Như Mạn ở bệnh viện, em đột nhiên rất khổ sở. Rất tuyệt vọng em cảm thấy em sắp mất anh, em cảm thấy anh không yêu em nữa. Có phải em bị trừng phạt hay không? Ông trời đang trừng phạt em, để cho em sắp mất anh. Hơi thở của anh hơi gấp, hai mắt nhanh chóng chấp lóe. Trang hạo nhiên nhìn nét mặt tưởng thiên lỗi, sâu kín hỏi, tổng giám đốc tưởng, nhìn ánh mắt của anh, có phải nhớ tới chuyện gì hay không? Ánh mắt tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn anh. Trang hạo nhiên hơi cười nhìn về phía anh, nói, nhớ lại đã đạp nhiều đóa hoa, không biết, có phải trong thoáng chốc có thể biến mất hay không? Tưởng thiên lỗi nhìn về phía anh, sâu kín nói cậu muốn nói gì? Trang hạo nhiên bật cười nói, người ta chỉ có một trái tim, không biết có thể chứa được bao nhiêu đóa hoa hồng. Ánh mắt tưởng thiên lỗi lạnh lùng lại lóe lên. Đường khả hình có chút im lặng nhìn về phía hai người bọn họ. Trong thế giới của tôi, từ đầu đến cuối, chỉ có một đóa hoa hồng. Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi có chút tức giận nhìn về phía trang hạo nhiên. Đường khả hình trước mắt, chương 210, gai. Cuối cùng bữa ăn tối kết thúc. Mọi người vừa nói vừa cười đi khỏi phòng ăn ngựa tôn, trang hạo nhiên ôm khẽ đường khả hình đột nhiên có chút không thoải mái đi khỏi phòng ăn, thực hiện lời hứa muốn đưa cô và nhã tuệ đi khỏi. Tối nay tiêu hảo ánh bày tỏ rất vui vẻ, liền mỉm cười vươn tay với trang hạo nhiên, nói lúc nào chúng ta hẹn thời gian phỏng vấn. Trang hạo nhiên mỉm cười vươn tay, bắt tay với cô, nói bây giờ chúng ta ở Trung Quốc, khách làm chủ tự nhiên thời gian do cô quyết định tiêu hảo oánh có chút mập mờ nhìn về phía trang hạo nhiên nói thời gian do tôi quyết định đúng vậy trang hạo nhiên khẳng định nhìn về phía cô nói cảm ơn như vậy tôi sẽ chọn một ngày thật tốt đẹp hẹn anh cùng đi ăn tối vừa làm phỏng vấn tôi tin tôi có thể lấy được một chút chuyện xưa truyền kỳ ở trên người anh tiêu hảo oánh thật vội nhìn về phía người đàn ông ở trước mặt Trang Hạo Nhiên bật cười nói, chia sẻ lẫn nhau đi. Hẹn gặp lại, chấm ngoặc kép, tiêu hào ánh nhìn anh thật sâu. Hẹn gặp lại, chấm ngoặc kép, sau khi Trang Hạo Nhiên nói tạm biệt, liền im lặng đỡ đường khả hình đi ra đại sảnh. Tưởng thiên lỗi im lặng đi tới trước mặt của tiêu hào ánh, lấy tư thế của chủ nhân, vươn tay nói, tiêu ký giả, lần này cảm ơn cô có thể tới khách sạn Á Châu, cảm thụ thành ý của khách sạn chúng tôi, hy vọng ngòi bút của cô có thể phát huy hiệu quả cao hơn viết ra sự thật. Tiêu Hào Oánh bình tĩnh vươn tay bắt tay với anh, mỉm cười nói: Tôi biết rồi, anh yên tâm. Hy vọng trong tương lai, khách sạn Á Châu chúng tôi có thể phục vụ cho cô tốt hơn. Chúc cô có chuyến lữ hành vui vẻ trong nước. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói: Cảm ơn anh. Tiêu Hào Oánh mỉm cười nói xong, liền xoay người đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng. Trong lúc Trang Hảo Nhiên nói đùa với mọi người nhanh chóng đi qua bên cạnh từng người bọn họ ngồi lên chiếc Rolls Royce của mình căn dặn tài xế đến bệnh viện Vâng, tài xế lập tức nổ máy xe Đường Khả Hinh đứng ở trong hành lang đón gió biển thổi mạnh nhìn xe tưởng thiên lỗi chạy đi lòng của cô đột nhiên hơi chìm xuống Đi thôi, Trang hạo nhiên mỉm cười đỡ đường Khả Hinh lên xe Đường Khả Hinh lập tức nhớ tới chuyện gì xoay người nhìn Nhã Tuệ còn đứng ở trong hành lang nói chuyện phiếm cùng đồng nghiệp Cô lập tức vươn tay vui vẻ gọi Nhã Tuệ sau khi nhã tuệ tán gẫu với đồng nghiệp trước quầy tiếp tân rồi đi nhanh ra ngoài, nhìn thấy chiếc bên ngoài đại sảnh khách sạn này bộ Audi Pipe Peak, cô vui vẻ la hoảng lên nói, trời ạ, à, xe này quá tuyệt rồi. Đường khả hình thấy bạn thân vui vẻ, cô cũng vui vẻ nói, tuyệt chứ. Lúc này tổng giám đốc đồng ý với tôi, dùng chiếc xe này đưa chúng ta về nhà. Có thật không, nhã tuệ liếc mắt nhìn trang hạo nhiên đang nheo mắt mỉm cười nhìn về phía mình, cô lập tức hồ một tiếng, che mặt ửng đỏ, Kích động nói, trời ạ, à, không phải tôi đang nằm mơ chứ, nhất định tôi đang nằm mơ. Đường khả hình không nói nên lời, có chút mất hồn nhìn về phía nhã tuệ, cười nói, vui vẻ như vậy à. Cô không biết sao, nhã tuệ sôi nổi nhìn về phía đường khả hình, thật kích động nói, chiếc xe thể thao Audi pipic màu trắng này, toàn thế giới chỉ có một chiếc. Giá trị 3 tỷ, cô biết tốc bao nhiêu không? Đường khả hình nhìn về phía nhã tuệ, ngây ngốc lắc đầu một cái. Nhã Tuệ thở mạnh một hơi, mới nhìn hướng đường khả hình kích động đến muốn khóc nói, 100 km 5 giây. Đường khả hình chừng lớn con ngươi, nhìn về phía Nhã Tuệ nói cái gì? Nói chính xác là trở về nhà chúng ta, chỉ cần 2 giây sao? Đúng vậy, Nhã Tuệ kích động kêu lên, cô không biết, loại xe này thời gian càng dài thì giá chỉ càng tăng, mười mấy năm sau bán ra ngoài sẽ tăng gấp mấy lần, thân xe của nó dùng kim loại nhớ bị đụng móp méo có thể dùng nước sôi ủ nóng lập tức khôi phục lại như cũ. Quá tuyệt rồi. Có thật không, đường khả hình vừa nghe, không nhịn được nâng chân lên muốn đạp một cái vào chiếc xe. Này, Trang Hạo Nhiên bật cười nói, đừng nói quá thần kỳ. Chỉ có 9 người 7 cây số, 5 giây, điều này cho thấy có rất nhiều hạn chế. Một giờ khoảng 300 cây số thôi. Ha 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 ha. Chấm ngoặc kép. Lâm sở nhai lái chiếc Lamborghini của anh dừng ngay ở trước cửa khách sạn, mở mái che nói, tôi nói này thân ái, hai người các cô ai ngồi Audi Pipe hả? Trong xe người ta chỉ có hai chỗ ngồi, một ghế lái, một ghế lái phụ. Chấm ngoặc kép, đường khả Hinh nhìn bạn thân, cười nói cô ngồi đi. Tôi biết rõ cô rất thích. a à, không 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 không, nhã tuệ vẫn có chút gấp gáp nói tôi. Không cần, cô ngồi đi. Cô hơi sợ cấp trên, không, cô ngồi đi, đường khả hình vẫn kiên trì nói, đừng sợ, ngồi đi. Đừng tranh cãi nữa, tôi đưa quản lý lưu về. Lâm sở nhai cười đi ra xe, đi về phía nhã tuệ nói. Không không không, tôi, tôi, chấm ngoặc kép, nhã tuệ càng sợ lâm sở nhai hơn, đỏ mặt muốn từ chối. Tô lạc hoành lái chiếc xe thể thao của mình chạy băng băng, dừng ở phía sau chiếc Lamborghini, mỉm cười thò đầu ra nói tôi đưa cô thôi, Nhã tuệ nhìn về phía Tô Lạc Hoành, lập tức vui vẻ đi tới nói tốt. Không được, tên kia 12 giờ khuya sẽ biến thành sói. Lâm sở nhai không nói hai lời, tiến lên, dắt tay nhã tuệ, kéo đến xe của mình. Nhã tuệ hoảng sợ, lúc này nhìn thấy anh hôn tạo anh kiệt làm cho mình còn sợ hãi. Cô không dám dính dáng tới anh, cô vừa miễn cưỡng cười rút tay của mình, vừa nói không. Không cần. Ngồi một chút, lâm sở nhai kéo cô đi về phía ghế lái phụ, Tự mình mở cửa xe cho cô, nhét cả người cô vào xe. Không, nhã tuệ muốn chạy ra, lâm sở nhai lập tức khom người xuống thắt chặt dây an toàn cho cô. Lâm sở nhai không để ý đến cô, trực tiếp cười đứng dậy, đi tới ghế lái. Trang hạo nhiên mỉm cười nhìn đường khả hinh, tự mình mở cửa xe cho cô, đường khả hinh nhìn anh một cái, cũng cười cười ngồi vào trong xe. Trang hạo nhiên đi về phía ghế lái, ngồi vào trong xe, thắt chặt dây an toàn liền lái xe chạy về phía trước. Đường Khả Hinh vui vẻ nói, hai giây về đến nhà. Trang Hạo Nhiên vừa lái xe dọc theo đường lớn Tân Hải, vừa cười nói, đèn xanh đèn đỏ cũng không chỉ hai giây, thật coi xe này là cổ máy thời gian à. Thoáng một cái đã đến. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hơi cảm ứng tâm linh nói có phải. Anh rất ưa thích đồ vật có liên quan đến thời gian và trí nhớ hay không. Trang Hạo Nhiên lái xe, dừng ở trước đèn xanh đèn đỏ, mới quay đầu nhìn đường khả hình, mỉm cười hỏi có ý gì. Đường khả hình đảo mắt, nhìn anh cười nói anh thích trong chóng gió, thích Audi pipic thích rượu đỏ, giống như đều có liên quan đến ký ức, chẳng lẽ trong trí nhớ của anh mất một thứ gì rất quý giá. Trang hạo nhiên cầm tay lái, hai mắt nhìn đèn giao thông phía trước đã chuyển màu xanh, liền nổ máy cho xe chạy đi, nhìn theo ánh đèn đỏ ở dưới cây ngô đồng, có một con đường màu trắng thật dài, anh cứ chạy theo dọc theo màu trắng thật dài ở phía trước, mới sâu kín nói cổ máy thời gian của tôi giống như rớt mất một khối, còn thiếu một người đạp một chân, dùng nước nóng thử một chút, có thể sẽ khôi phục. Đường Khả Hinh phì cười. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn đường Khả Hinh một cái, cũng cười, giống như lơ đáng hỏi, đã yêu rồi chưa? Ánh mắt đường Khả Hinh lóe lên một cái, sâu kín lắc đầu nói, không có. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, liền nắm chặt tay lái, cho xe phóng nhanh về phía trước mới nói sau này không nên tùy ý tiếp nhận hoa hồng của đàn ông đưa cho cô bởi vì nó có gai sẽ trúng vào cô đường khả hình quay đầu im lặng nhìn anh bóng đêm có chút lãng mạn có lẽ sắp đến mùa thu có sương mù quanh quẩn ở bầu trời bệnh viện ánh đèn đường màu xanh dương chiếu sáng lên một gốc cây tương tư trên con đường nhỏ nào đó tiếng bước chân nặng nề đi tới phòng bệnh viết bệnh viện từng bước đi tới hai vệ sĩ đặc cấp đứng bảo vệ phòng bệnh ở đầu kia, nhìn thấy người tới, bọn họ lập tức đứng thẳng, cung kính gọi tổng giám đốc. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, tay cầm bó hoa hồng, đẩy nhẹ cửa phòng bệnh, nhìn phòng bệnh to lớn nhưng có chút lạnh lẽo, trên giường bệnh sắc mặt như mà tái nhợt nằm ở trên giường, thậm chí cũng không có hơi thở, anh có chút lo lắng đi về phía giường bệnh, nắm hoa hồng bỏ xuống một bên, nhìn như mạt. Như mạt vẫn ngủ say, đôi bàn tay nhỏ bé đặt ở giữa bụng, có chút phập phồng. Trên mặt tưởng thiên lỗi buông lỏng, nhìn khuôn mặt tái nhợt của như mặt, lúc nào cô cũng thiếu huyết sắc như vậy, cho dù có bồi bổ thế nào, cũng rất tái nhợt. Anh im lặng đem hoa hồng thả vào một bên, sau đó cẩn thận ngồi ở bên giường bệnh, trầm ngâm nhìn cô, giống như chìm vào trong thế giới của cô. Gió lạnh lùng thổi tới. Tưởng thiên lỗi chợt nhớ mình quên đóng cửa sổ, mới vừa muốn đứng dậy, lại cảm thấy người trên giường khẽ động đậy, anh liền chăm chú nhìn về phía cô rốt cuộc từ trong gió lạnh, như mặt mệt mỏi, tái nhợt, lim dim tỉnh lại, trong lúc mông lung, thấy một khuôn mặt quen thuộc, cô có chút không dám tin, hé cặp mắt mơ mộng, thật sự nhìn thấy tưởng thiên lỗi đang mỉm cười nhìn mình, lúc này cô mới khẽ thở phào, mặt lộ vẻ gian nan muốn chống giường ngồi dậy, tưởng thiên lỗi lập tức vịn vào bả vai của cô, đau lòng cưng chiều nói, đừng động. Tại sao anh tới vào lúc này? Như mặt nằm ở trên giường, có chút mệt mỏi, lim dim hỏi tưởng thiên lỗi nhìn chằm chằm đôi mắt u buồn xinh đẹp của như mạt sâu kín nói tôi nhớ em lắm trên mặt như mạt lộ ra một chút nhu tình mỉm cười nhìn về phía anh tưởng thiên lỗi cũng cười nhẹ một tiếng chậm rãi cúi người xuống ôm lấy cô gái đã từng thể muốn cưới cô làm vợ cảm thụ cô mềm mại đột nhiên có chút đau lòng hôn nhẹ cổ của cô sắc mặt như mà tái nhợt ôm bờ vai của anh dịu dàng hỏi tại sao cảm thán như vậy tưởng thiên lỗi không lên tiếng chỉ ôm nhẹ cô vào trong ngực sâu kín nói lúc anh mới vừa đến đây phát hiện mùa thu sắp tới rồi như mặt hiểu ý của anh liền mỉm cười nói trái tim của em sắp vượt qua năm thứ ba rồi qua mùa thu này em sẽ không sao tưởng thiên lỗi mỉm cười ôm nhẹ thân thể của cô thở dài nói sau này anh sẽ cùng em vượt qua cuộc sống từng mùa thu anh sẽ không để cho em có chuyện như mặt cười nước mắt lăn xuống audio điện tử võ tấn bền. Chương 211, thiệp mời. Đêm, vẫn còn là đêm. Khả Hinh tắm rửa xong, mặc bộ quần áo vịt Donan của cô, cố sức muốn đẩy cánh cửa sổ ra, hít thở một chút không khí mát mẻ, nhưng cho dù cô cắn răng như thế nào vẫn đẩy không ra, làm cho cô đầu đầy mồ hôi. Nhã Tuyết cũng tắm rửa xong, sở trường khăn lau tóc, nhìn Khả Hinh ở dùng hết sức muốn đẩy cánh cửa sổ này cô tức giận nói cũng không biết lần trước tổng giám đốc tưởng làm sao đóng lại. Đem cửa sổ cho đóng chặt, làm cho chúng ta đẩy thế nào đẩy cũng không ra. Có phải hư rồi hay không? Hư, chấm ngoặc kép, đường khả hình thở hồn hển nhìn cánh cửa đóng chặt sổ, mới sâu kín nói, tôi tình nguyện nó vỡ nát, rơi xuống cũng không muốn như vậy, mở không ra. Rất buồn bực, nếu không, chấm ngoặc kép, bây giờ nhã tuệ cũng không có biện pháp, từ đáy giường lấy ra một cây búa sắt nói, đập chứ tôi cũng không chịu nổi. Đường khả hình căng thẳng quay đầu, nhìn về phía nhã tuệ nói, đập chỗ nào? Đập kính đó, nhã tuệ nói, sẽ làm bị thương đến người. Đường khả hình đột nhiên nhớ đến lời của Trang Hạo Nhiên, cô sâu kín nói hết lời, liền đột nhiên không còn hơi sức ngồi ở trên ghế, nhìn cây đèn bàn màu xanh lá hơi cong xuống, trên đầu mút thật sự có một cây gai, cô xa xăm nhìn nó. Nhã tuệ nhìn thấy bộ dáng của khả hình, liền tò mò ngồi xuống, nhìn cô nói, thân ái, cô làm sao vậy? Đường khả hình không lên tiếng, chỉ sâu kín nhìn thân chiếc đèn, đột nhiên cảm giác trái tim khó chịu, đau đớn, cô thở mạnh một hơi, ngẩng đầu lên nhìn về phía nhã tuệ nói, có phải trái tim tôi? Có vấn đề gì không? À, nhã tuệ giật mình, ngồi ở bên giường, nhìn về phía khả hình lo lắng nói, cô làm sao vậy? Cô đừng làm tôi sợ, mặc dù cô gầy nhưng thân thể cô thật tốt. Đường khả hình không nói gì, vội vã đứng lên đi ra khỏi phòng, lao ra phòng khách, đi tới trước ban công, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, nặng nề thở dốc một hơi. Nhã tuệ vội vàng đi theo ra ngoài, nhìn về phía bóng dáng của khả Hinh chìm trong bóng đêm, liền có chút đau lòng đi tới, dịu dàng hỏi cô làm sao vậy? Có phải tâm trạng không tốt hay không? Đường khả Hinh không lên tiếng, chỉ sâu kín nhìn về phía vầng trăng sáng kia, nói tôi đột nhiên rất hâm mộ bóng đêm. Nhã tuệ đứng ở trước ban công, gió nhẹ nhẹ lay động cây ngọc lan, nhìn về phía vầng trăng tỏa sáng lấp lánh, mỉm cười nói chuyện gì. Đường khả hình nhìn vầng trăng nói, tôi cảm thấy nó rất tự do. Nhã tuệ nhìn về phía cô nói, cô không tự do sao. Đường khả hình không lên tiếng, cảm giác ánh trăng soi vào trên mặt mình, có chút lạnh lẽo, giống như bên má trái không trọn vẹn, cũng không có cách nào chút hết bi thương trong trái tim. Cô nhìn chằm chằm về phía vầng trăng sáng giống như thấy trong ánh trăng có hai bóng người đối diện nhau, bọn họ đang nhẹ nhàng khiêu vũ dưới ánh trăng, ánh mắt nóng rực tỏa sáng lấp lánh ở trong bóng đêm, nhanh chóng chiếu vào trong lòng người ta, trái tim lại giống như bị đè nén đau đớn, rất đau đớn. Khả Hinh đột nhiên chặn ngực, thở gấp, trên trán dịn ra một chút mồ hôi lạnh. Khả Hinh, cô không sao chớ, nhã tuệ căng thẳng đỡ Khả Hinh, lo lắng hỏi. Đường Khả Hinh lắc đầu một cái, im lặng không lên tiếng đè chặt vị trí trái tim, cảm giác nó đang từng hồi đè nén và buộc chặt, Cô thở một hơi, khẽ trống bên cạnh ban công, được Nhã Tuệ nâng đỡ chậm rãi đi vào phòng khách, đang lúc đi qua chai rượu đỏ thì ngừng lại, hơi thở dần dần khó chịu, chậm rãi nhìn chai rượu đỏ ngây ngốc nằm ở trong tủ kính, tỏa ánh sáng lâu đời, cô đột nhiên hỏi Nhã Tuệ, cô có biết, tại sao rượu đỏ trước khi chuẩn bị ra hầm rượu được đặt nằm xuống không? Nhã Tuệ gật đầu một cái, cũng nhìn chai rượu đỏ nói, bởi vì rượu đỏ được lưu giữ một thời gian dài, nút gỗ sồi sẽ dần dần bị khô ráo và co rút lại trong không khí, như vậy để cho không khí dễ dàng xông vào bên trong chai, cho nên đặt rượu đỏ, nằm ngang một là có thể ủ dịch rượu bên trong, để cho nó phát ra mùi gỗ sồi, hai là nút gỗ sồi bị ngâm qua, khiến cho nút gỗ nở to, sau đó ngăn cản không khí từ ngoài xông vào trong chai rượu, phá hư chất rượu. Đường khả hình chậm rãi nhìn chai rượu đỏ, đột nhiên tiếng nói của cha vang lên, cuộc sống thành công giống như rượu đỏ, có đôi khi cô đơn, âm thầm, chua sót và khổ mà người ngoài không thể lý giải, nhưng có thể chịu đựng chua sót và khổ sở mới có thể thành tựu chuyện lớn. Đừng nên quá lý tưởng, thành công sẽ đạt được nhiều hạnh phúc, thật ra đến lúc đó, có lẽ con sẽ chịu đựng khổ sở nhiều hơn hạnh phúc. Cho nên, hưởng thụ cuộc sống đi, tựa như dịch rượu chịu đựng sự cô đơn cuối cùng có một ngày sẽ tỏa ra mùi rượu tinh khiết nhất. Đường khả hình không nói gì thêm, chặn trái tim mơ hồ đau, thở mạnh một hơi, đi vào gian phòng, hai mắt sáng ngồi trước bàn nhỏ, mở máy vi tính ra, mở tài liệu hôm nay Trang Hạo Nhiên lưu cho mình, lại mở quyển sổ nhỏ của mình, cầm bút máy lên, chăm chú ghi chép tài liệu Conti Winery. Nhã Tuệ ngạc nhiên nhìn về phía dáng vẻ đường Khả Hinh đột nhiên thay đổi, có chút lo sợ nói, Khả Hinh, cô làm sao vậy, không phải cô không thoải mái sao, tại sao? Đường Khả Hinh vừa ghi chép tài liệu vào sổ nhỏ, cũng không dơ vừa nói, Tổng Giám đốc giao cho tôi tài liệu, Hôm này còn chưa xem xong. Ngày mai anh muốn kiểm tra tôi, tôi nhất định phải học thuộc lòng cho xong. Cô phải học thuộc lòng toàn bộ bao nhiêu tài liệu này à? Hiện tại cũng 12 giờ rồi. Có thể học thuộc lòng sao? Nhã tuệ nhìn về phía Khả Hinh, lo lắng hỏi. Đường Khả Hinh lập tức nói, không có việc gì. Tối nay tôi không ngủ là được. Không ngủ à? Nhã tuệ căng thẳng nói, ngày mai làm sao có tinh thần đi làm. Không có việc gì. Đường khả hình mỉm cười nói. Nhã tệ nhìn chằm chằm đường khả hình nở nụ cười ngọt ngào tràn đầy hy vọng, giống như trở lại nhiều năm trước, mặc kệ xảy ra chuyện gì, vẫn là cô gái nhỏ đáng yêu dí dỏm, lòng của cô đột nhiên trở nên kích động nói tốt. Vậy cô từ từ xem, ngày mai phải kiểm tra đạt 100% nhé. Ừm, đường khả hình lập tức gật đầu cười nói. Tôi pha coffee cho cô nhé. Nhã tuệ nhìn về phía khả hình, cười nói. Tốt, đường khả hình lập tức gật đầu, rồi chăm chú ghi chép tài liệu. Nhã tuệ lập tức vui vẻ đi vào phòng bếp, pha một ly cà phê nóng hổi đưa đến trước mặt của Khả Hinh, đã thấy cô xem tới lịch sử phát triển của rượu lá pi, giống như nhiều năm trước, cô sắp tham gia cuộc thi ở khách sạn Á Châu, vùi đầu gian khổ, cô cảm thấy an ủi mỉm cười, vừa ngồi ở trên giường, vừa nói, Khả Hinh, chúng ta chọn thời gian, đi xem xe đi, hai năm nay, tôi cũng để dành chút tiền, sau này chúng ta mua xe, không nên chen lấn xe buýt có được không? ừm tốt trong thẻ của tôi còn mấy chục ngàn chúng ta cùng nhau tiêu tiền khả hinh vừa nhìn tài liệu vừa cười nói nhã tuệ cảm thấy được an ủi mỉm cười nằm ở trên giường kéo chăn nhất thời cảm thấy trong lòng thoải mái rồi nhiều năm qua lần đầu tiên thoải mái cô mỉm cười nhắm mắt lại nước mắt lăn xuống đường khả hinh cũng ít hít lỗ mũi đỏ bừng lau nước mắt nơi khóe mắt chăm chú xem tài liệu ở dưới đèn bàn sáng sớm hôm sau không khí có chút mát mẻ ngoài cửa sổ vang lên tiếng rào rào, khiến cho khả hình mặt dính vào trên bàn, ngủ giống như heo, nhíu nhíu mày, nhất thời cảm giác mình đau lưng, đầu óc choáng váng, cô thở dốc một hơi, mới nhíu mặt, hít mắt, ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn về phía cửa sổ màu trắng đóng chặt, biết trời đã sáng, cô thở mạnh một hơi, mới xoay lưng mỏi, quay đầu nhìn về phía nhã tuệ vẫn còn ngủ say ở trên giường, cô khàn khàn kêu lên, nhã tuệ, nhã tuệ, thức dậy. Nhã tuệ cũng mơ hồ, đầu tóc rối bời ngồi bật dậy trên giường, hất tay chộp đồng hồ báo thức, nhìn thời gian, mơ hồ nói, 9 giờ. Âm, um, một tiếng. Nhã tuệ và khả hình kêu to lên, 9 giờ. Ngoặc kép chấm, phanh, khả hình và nhã tuệ thật nhanh nắm túi sách, tóc còn không chưa chảy, chỉ mặc áo sơ mi tay ngắn đơn giản và váy ngắn, phát điên lao xuống lầu, mới đẩy cửa sắt ra, liền thấy mưa to rào rào tạt vào người, bọn họ cũng bấp chấp, cầm túi sách che mưa chạy về phía trước xe buýt bóp còi một tiếng, muốn chạy qua mưa. Đợi chút, nhã tuệ và đường khả hình chạy như bay về phía trước, đội mưa đuổi theo xe. Xe buýt dừng lại, nhã tuệ và khả hình chạy lên xe, kêu to, mau lái xe. Sắp tới trễ rồi. Thời gian 9 giờ 37 phút. Cả người đường khả hình ướt sóc rách, đồng phục còn chưa kịp thay đứng ở trong phòng tổng giám đốc, nhìn về phía trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên nhanh chóng nhìn tài liệu, mặt cũng không ngẩng lên hỏi mấy giờ rồi. 9, 9 giờ 37 phút, chấm ngoặc kép, đường khả hình nói có chút gấp rút. Trang hạo nhiên nhìn tài liệu hỏi, hôm nay đi làm ngày thứ mấy? Đường khả hình có chút lo sợ nhìn về phía trang hạo nhiên, biết mặc dù anh là người hiền hòa, nhưng tuyệt đối công và tư rõ ràng, mặc kệ ngày hôm qua anh đưa cô về nhà, nói đùa với cô như thế nào, nhưng hôm nay anh vẫn cấp trên của cô, mặt của cô có chút gian nan vặn vẹo nói thứ. Ngày thứ hai, sốt cuộc Trang Hạo Nhiên tức giận ngẩng đầu lên, nhìn về phía đường khả hình mặc áo sơ mi tay ngắn màu trắng, váy ngắn màu đen, mang màu đen cũng dép lê, cả người ướt đẫm, có chút ủy khuất đứng ở trước mặt của mình. Anh A hát một tiếng, nghiêm túc nói có phải cô muốn nói với tôi, ngày hôm qua gánh vác trách nhiệm, trở về muộn cho nên hôm nay tới trễ hay không? Đường khả hình lập tức trừng lớn con người nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, không dám lên tiếng, nhưng cô là nghĩ như vậy. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên lại nghiêm túc nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, "Cô biết đi làm muộn có ý nghĩa là gì sao?" Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, cúi đầu thật thấp. Trang Hạo Nhiên liền nghiêm mặt, nhìn về phía cô nói, "Đi làm không đến muộn là thái độ tôn trọng công việc của cô, cũng là một loại lời hứa nghiêm túc trong công việc của cô. Không phải cô là một người chú trọng lời hứa sao? Làm một nhân viên của khách sạn, chúng ta không cho phép chậm trễ." "Vâng, tôi biết rồi." sau này tôi đừng nói với tôi cô biết sai rồi sau này sẽ không như thế nữa sau này tuyệt đối sẽ không đi trễ trang hạo nhiên lạnh lùng nhìn về phía đường khả hình nói hứa hẹn tức là bắt đầu phản bội nếu như cô có ý định này muốn đạt tới mục đích thì phải làm cho tôi xem là được tôi không cần lời hứa dư thừa của cô vâng chấm ngoặc kép đường khả hình trịnh trọng gật đầu hai mắt lộ ra ánh sáng kiên định trang hạo nhiên lạnh lùng trợn mắt nhìn cô một lúc lâu mới cầm thiệp mời màu xanh dương lãng mạn đặt ở trên bàn làm việc, mở ra xem một cái, nói, hôm nay có thiệp mời của cô, trực tiếp đưa đến phòng tổng giám đốc tôi, mặt mũi của cô cũng không nhỏ à. Đường khả hình sướng sờ ngẩng đầu nhìn về phía anh nói, à, thiệp, thiệp mời, chương 212, tư thái cao nhất, ừ, chấm ngoặc kép, ngón tay giữa của trang hạo nhiên đang kẹp tấm thiệp mời, quay về phía đường khả hình. Đường khả hình nhìn không rõ ràng lắm, liền hít mắt, muốn đi gần một bước nhìn tấm thiệp mời cho rõ ràng vẻ mặt trang hạo nhiên lộ ra trêu chọc xoay tấm thiệp mời nhìn về phía cô đường khả hình dừng bước lại có chút ngây ngốc nhìn trang hạo nhiên trang hạo nhiên cau mày nhìn bộ dáng ướt đẫm ngây ngốc của cô nói nhìn dáng vẻ của cô bây giờ còn ra thể thống gì cả người đều ướt như vậy còn dám chạy tới gặp tôi tôi chấm ngoặc kép đường khả hình có chút hủy khuất cúi đầu nghĩ tới vừa rồi mình đội mưa vọt vào tòa cao ốc, cũng đã thấy tiêu đồng giống như cây cột, ngăn ở cửa lạnh lùng chờ mình, nói với mình tổng giám đốc bảo cô nhanh đi gặp anh ấy. Mình mới cố gắng chạy đến, không ngờ anh có thể nói mình như vậy, còn dám nói với mình trí nhớ anh rất tốt. Hừ, cô không phục mím chặt môi, không lên tiếng. Còn đứng ngây đó làm gì, muốn thuận tiện bị cảm, xin nghỉ à. Trang hạo nhiên lập tức mắng cô. Đường khả hình không dám lên tiếng, vội vàng khẽ gật đầu, liền đi ra ngoài. Trang hạo nhiên nhìn đường khả Hinh đi ra ngoài, rốt cuộc mở tấm thiệp mời màu xanh dương, liếc mắt nhìn, cao mày có chút nghi ngờ. Đường khả hình nhanh chóng đi tới tầng lầu nhân viên, tắm nước nóng, thay đồng phục của mình, sấy khô tóc, soi gương, chỉnh sửa tóc ngắn của mình một chút, nhìn tóc ngắn bên má trái nhẹ nhàng che lại vết sẹo, cô có chút mất hồn, dường như trong khoảng thời gian này rất bận rộn, lại quên mất má trái không trọn vẹn, làm cho mình đau đớn mơ hồ, cô cười khổ im lặng nhanh chóng đi ra phòng thay quần áo đi tới cao ốc văn phòng tổng giám đốc tiếng gõ cửa vang lên vào đi chấm ngoặc kép bên trong có một âm thanh truyền ra đường khả hình đứng ở bên cửa nghe được âm thanh kia có chút lười biếng giống như người kia đang bận rộn cô hơi mỉm cười đẩy nhẹ cửa ra liền thấy trang hạo nhiên cởi tây trang màu trắng chỉ mặc áo sơ mi màu đen quần tây dài đen cổ áo mở ra ngồi ở trên ghế salon màu trắng cầm tấm thiệp mời kia giống như đang nghiên cứu, cổ tay rắn chắc đeo một chiếc đồng hồ bạch kim dây đen, lộ ra chút xu hướng thời trang của anh. Đường khả hình im lặng đi tới, nhìn dáng vẻ anh lười biếng ngồi ở trên ghế salon, theo bản năng muốn liếc nhìn tấm thiệp mời. Trang hạo nhiên ô một tiếng, thu hồi tấm thiệp mời, lạnh lùng nhìn cô. Đường khả hình không lên tiếng, cúi đầu. Sắc mặt trang hạo nhiên bình tĩnh nhìn vẻ mặt cô, chậm rãi nói, ngày hôm qua bài tập giao cho cô đã làm xong rồi. Ừm, chấm ngoặc kép, đường khả hình bình tĩnh gật đầu. Trang hạo nhiên không lên tiếng, đặt tấm thiệp mời trên bàn thủy tinh, cầm một phần tài liệu đặt ở trên bàn, trồng trên đùi, lật ra một phần tài liệu, mở ra lạnh lùng nói, nếu tôi kiểm tra một đề tài trong đó mà cô trả lời không được thì làm thế nào? Sẽ không đâu, đường khả hình nhẹ nhàng nói ba chữ này đầy tự tin. Trang hạo nhiên nhắc mí mắt, xẹt qua vui vẻ nhìn cô nói, đây là cô nói đấy. Ừm, nếu như đáp sai thì sao? Trang Hạo Nhiên hỏi. Đáp sai, anh trừng phạt tôi, đuổi tôi ra ngoài cũng được. Đường Khả Hinh dịu dàng nói. Trang Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, giơ một phần tài liệu rượu trong đó nói, vậy trước tiên bắt đầu từ rượu Petrus đi. Vâng, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh nói xong, ngay lập tức nuốt một ngụm nước bọt, thở nhẹ một hơi, mới mở miệng, dịu dàng đọc rất nhịp nhàng, trang trại rượu Petrus do gia tộc Undinua thành lập vào thế kỷ 19, tọa lạc tại vùng Minro, bóc đô nước Pháp, diện tích vườn nho khoảng 11,05 hecta. nó cùng với le là loại rượu nho quý nhất vùng bóc đô. Petrus là lấy từ tên của môn đệ đầu tiên của Chúa giê -xu là Phaero, tiếng Latin là Petrus, tiếng Anh và Đức gọi là Peter, nó là loại rượu ngon nổi tiếng nhất, đặc biệt nhất chính là bàn tay của Petrus cầm chìa khóa mở ra cánh cửa thiên đường.

1994. Trang Hạo Nhiên hỏi tiếp, giống nho chủ yếu là giống gì? Sauvignon, Merlot, Cabernet Nephilim. Giống Sauvignon và Cabernet Nephilim có hạt nhỏ, vỏ dày, cứng, là giống nho chủ yếu trồng trọt vùng bóc đô nước Pháp. Nơi đây quả nho được trưng cất ra rượu đỏ hiện lên màu đỏ sậm, có chứa mùi nấm cục, sô-cô-la, sữa tươi, hoa, sâu tằm, kết hợp với độ ủ nồng đậm, có thể phát huy đặc tính vô cùng tinh tế và vô cùng biến hóa. Cô nói ra tất cả màu sắc và mùi thơm. Trang hạo nhiên không nói nên lời, cười nhìn cô nói, tôi hỏi cô màu rượu và mùi thơm sao. Mặt của đường khả hình ửng đỏ, không dám lên tiếng. Mật độ cây trồng trong vườn là bao nhiêu? Mật độ cây trồng trong vườn là 6.000 cây trên 1 hecta, với độ tuổi trung bình là 40 năm, cũng có cây gần 80 năm tuổi. Trồng trọt và thu hoạch, sản xuất phương thức chọn lựa, quả khống, trong vườn nho rất nghiêm khắc, mỗi gốc cây nho chỉ giữ mấy một mầm, mỗi một mầm chỉ giữ lại một chùm nho. Người khai thác và thợ nấu rượu yêu cầu quả nho chín, nhưng không được chín mùi, nếu không sẽ ảnh hưởng mùi vị tinh tế của quả nho. Thời gian thu hoạch vào buổi chiều, mục đích là để cho ánh mặt trời buổi trưa làm khô hơi xương lưu lại đêm trước. Nơi này có một tính tiết nhỏ, trong quá trình thu hoạch đã từng có dự đoán thời tiết sai lầm, cho nên chủ vườn phải thuê máy bay trực thăng thổi khô cả vườn nho. Mỗi vụ thu hoạch chỉ kéo dài nửa ngày, thuê 180 công nhân nhanh chóng thu hái 2 đến 3 lần là hái xong vườn nho. Thông qua chuyện này, có thể thấy ở phương diện thu hoạch, vườn nho Petrus yêu cầu hết sức nghiêm khắc. Đường Khả Hinh nhanh chóng nói. Trang Hạo Nhiên nhắc mí mắt nhìn cô. Ánh mắt Đường Khả Hinh rất chăm chú và bình tĩnh nói tiếp, trong quá trình trưng cất rượu Petrus, cứ 3 tháng sẽ thay đổi thùng gỗ có chất liệu khác nhau, thời gian lắng 22 tháng, thay đổi liên tục để cho rượu hấp thu các loại mùi thơm của gỗ, làm cho Petrus có mùi thơm hỗn hợp. Cho nên Petrus cũng có tên gọi đặc biệt là đổi thùng. Trang hạo nhiên ngẩng đầu nhìn cô, hỏi sản lượng hàng năm của nó là bao nhiêu. Đường khả hình đọc đến đây, không khỏi có chút mất hồn nói, 40.000 chai. Tối đa cũng chỉ có 50.000 chai, bất quá con số này cũng chỉ ám sản lượng nhà máy rượu đỏ lớn nhất nước Mỹ sản xuất trong vòng 6 phút, cho nên giá cả vô cùng đắt đỏ, mỗi quốc gia chỉ có một đại lý ủy quyền cho nên nó vẫn xếp hạng thứ nhất trong mười mấy nhà máy rượu vang trên toàn thế giới. Mặc dù nó còn có một chút tiếc nuối nho nhỏ. Trang Hạo Nhiên nhìn chằm chằm về phía cô, hỏi tiếc nuối cái gì? Đường Khả Hinh chậm rãi nói, từ năm 1855, nước Pháp bắt đầu có truyền thống bình chọn rượu đỏ, xác định không năm nhà máy rượu vang hàng đầu, nhưng sự phân chia này chỉ nhằm vào phân cấp trong khu vực mà không có bình chọn qua nơi sản sinh chủ yếu của Petrus tại khu Minro, cho nên rượu đỏ Petrus vẫn không thể tìm được sự khẳng định chính thức, mặc dù sau đó, công chúng yêu cầu phân chia khu vực lần nữa, bình chọn rượu đỏ cao nhất, nhưng nước Pháp coi trọng truyền thống, không muốn sửa đổi truyền thống năm 1855. Cho nên cho đến tận bây giờ, trên nhãn hiệu Petrus chỉ có thể in ký hiệu, rượu ngon, mà không thể in, rượu vang hàng đầu. Nhưng cho dù tên gọi như thế nào, rượu đỏ chân chính luôn chống lại thử thách của thời gian và lịch sử, khẳng định mình. Sót cuộc vẻ mặt trang hạo nhiên lộ ra vui vẻ nhìn về phía cô nói, thông qua chuyện này, cô hiểu được điều gì. Đường Khả Hinh khẽ chớp mắt, thật lòng nói, tối hôm qua tôi xem tài liệu này thì là có cảm giác rất đau lòng, nhất là nhãn hiệu vẻ vang kia không thể in ở trên chai rượu, phải biết, truyền thống không phải của mỗi người, mỗi trang trại rượu đều có nguyên tắc, phát triển theo thời gian, thời đại bây giờ thông tin rất mạnh, bước tiến của mỗi con người, mỗi nhà máy cũng rất nhanh, không biết sẽ bị chậm trễ cho nên rất cần sự dũng cảm và chịu đựng tĩnh nghịch. Nhưng sau đó tôi mới phát hiện, cũng bởi vì một chút thiếu sót như vậy mới để cho chúng ta nhớ kỹ loại rượu này. Cũng bởi vì điểm thiếu sót này, chúng ta mới chịu bảo vệ cái tốt đẹp của nó. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn về phía Đường Khả Hinh, khi nói đến mấy câu này thì hai mắt lộ ra ánh sáng tha thiết, đau lòng cùng bất đắc dĩ, cả khuôn mặt nhỏ nhắn rơi vào trong trầm tư thật sâu, anh đột nhiên cười một tiếng. Đường Khả Hinh nghe tiếng cười không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía anh trang hạo nhiên không lên tiếng lấy thêm một phần khác tài liệu nói ngồi đi đường khả hinh nghe vậy liền thật cẩn thận đi tới ghế salon bên kia chăm chú nhìn về phía trang hạo nhiên trang hạo nhiên tiếp tục lật xem rượu lá pi tiếp tục kiểm tra cô về lịch sử phát triển của rượu khả hinh đều nhanh chóng đối đáp trôi chảy ngay cả dấu chấm câu cũng không có bỏ qua trang hạo nhiên không lên tiếng cầm tài liệu conti winery vừa nhìn vừa hỏi cô. Cô nuốt một ngụm nước bọt, liền mở đôi mắt to trông suốt, chu cái miệng nhỏ nhắn, trả lời từng chữ từng chữ, không thiếu chút nào, thậm chí có lúc còn đưa thêm vào một chút quan điểm của mình làm cho Trang hạo nhiên sửng sốt. Anh phì cười một phen, lấy thêm tài liệu rượu Mago, mở ra, nhìn về phía cô nói tối hôm qua. Cô thật không ngủ à? Đường khả hình trừng mắt về phía Trang hạo nhiên, lầu bầu nói, anh giao cho tôi nhiều tài liệu như vậy, ngày mai trả lời cũng không được, tối hôm qua còn chiếm dụng thời gian rất lâu, tôi làm sao dám ngủ. Dường như hơn 7 giờ tôi mới thật sự không chịu nổi nằm thiếp đi ở trên bàn, ngủ bị đau lưng mỏi eo. Trên mặt trang hạo nhiên hiện lên nụ cười nhìn về phía cô, nhưng đột nhiên nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô co lại trong bụng, chỗ cổ tay hơi sưng đỏ, thậm chí có vài lỗ kim nho nhỏ, anh nhíu mày chặt, nói, lại đây ngồi. À, đường khả hình không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nghiêm túc vỗ vỗ vị trí ghế salon bên cạnh, nói, "Lại đây ngồi." Đường Khả Hình có chút xấu hổ, cắn cắn môi dưới, nhưng vẫn nhẹ nhàng chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, thật cẩn thận ngồi xuống ở bên cạnh anh, đôi tay có chút căng thẳng đặt phía trong bụng, xoay đi. Đưa tay ra, Trang Hạo Nhiên nghiêm túc nhìn cô, ra lệnh. Đường Khả Hình chớp chớp mắt, lập tức đem bàn tay nhỏ bé giấu ở trong tay áo dài, không dám động. "Tôi bảo cô đưa tay ra." chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên hơi cất cao giọng lạnh lùng ra lệnh. Đường khả hình hoảng sợ, vẻ mặt đau khổ, cau mày, nhẹ nhàng chậm rãi đưa đôi bàn tay nhỏ bé đặt ở trước mặt trang hạo nhiên, có chút căng thẳng. Trang hạo nhiên lạnh lùng nhìn cô một cái mới ném tài liệu sang một bên, khẽ kéo đôi bàn tay nhỏ bé của cô, liền thấy trên lưng bàn tay nhỏ bé mềm mại, giờ phút này tất cả đều là máu bầm, tất cả đều là dấu răng, thậm chí tại chỗ cắn cũng sưng lên, mà trên cổ tay gầy gò đều là lỗ kim anh lập tức ngẩng đầu lên, nóng mắt nhìn đường khả hình. Đường khả hình căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên vội vàng giải thích nói tôi. Tôi, tối hôm qua tôi thật sự rất mệt mỏi, bởi vì đã mấy ngày ngủ không ngon giấc, hơn nữa tối hôm qua còn uống rượu đỏ, cho nên. Tôi không chống nổi, véo cũng không được, cắn cũng không được, thật sự là không có cách nào nên lấy kim chích. Thật không ngờ có hiệu quả, xem buồn ngủ, chích vào, xem buồn ngủ chích tiếp. Thật dễ dàng hơn. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, nghe xong nhích lại gần một chút, nhìn chằm chằm hai mắt to của cô có chút tia máu, túi mắt cũng đen kịt, sắc mặt cũng tái nhợt, đôi môi khô khốc, lòng bàn tay có chút run rẩy, không chừng chính là nguyên nhân không ngủ ngon, anh bất đắc dĩ thở dốc một hơi. Đường Khả Hình cảm thấy anh thở dốc một hơi, liền có chút căng thẳng muốn rút tay lại. Trang Hạo Nhiên lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé, nói chờ tôi một lát. À, Đường Khả Hình có chút kinh ngạc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên buông bàn tay nhỏ bé của cô, đứng dậy vừa đi ra khỏi phòng tổng giám đốc, vừa nói, ngồi ở chỗ này không được nhúc nhích, không cho phép lật loạn bất kỳ thứ gì trên bàn tôi. Anh ra lệnh xong, người đã đi ra ngoài. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía người khác im lặng đi ra ngoài, có chút ngạc nhiên suy nghĩ anh muốn làm gì. Trong mắt cô chuyển một cái, lại liếc về phía tấm thiệp mời màu xanh dương trên bàn, nhíu nhíu mày, liền cố ý xê dịch chỗ ngồi một chút, cúi đầu nhìn trang đầu tấm thiệp mời viết chữ tiếng anh, cô cau mày nhẹ nhàng suy nghĩ. Chấm ngoặc kép. Cô không hiểu tiếng anh, không đọc được. Cô thở nhẹ một hơi, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn về phía tấm thiệp mời rất lãng mạn, rất ấm áp, hình ảnh rất mềm mại, cô thật rất muốn rất muốn mở ra xem. Khả Hinh đột nhiên có chút tức giận nói, đây không phải là của tôi sao? Tại sao tôi không thể xem? Cô nói xong, ngay lập tức vươn tay muốn cầm tấm thiệp mời lên nhưng bàn tay nhỏ bé mới vừa chạm đến trang giấy mềm mại chờ thu tay lại không dám vi phạm ý của trang hạo nhiên biết người nọ tức giận rất đáng sợ cửa mở ra đường khả hinh lập tức ho khan một tiếng ngồi trở lại vị trí mới vừa rồi nhìn về phía trang hạo nhiên đã mang theo một cái cái hòm thuốc nho nhỏ còn có một cái khay trong khay có khăn lông nóng cùng mấy quả trứng gà cô sửng sốt nhìn về phía anh có đụng đến đồ trên bàn của tôi không trang hạo nhiên ngồi xuống hỏi không có, không có, chấm ngoặc kép, đường khả hình chấp đôi mắt mắt to ngây thơ, nói. Trang hạo nhiên im lặng vươn tay, nhẹ nhàng mở tấm thiệp mời màu xanh dương, từ trong cái hở cầm lên một sợ tóc màu đen, đặt ở trước mặt, giống như thật nhàm chán nhìn nhìn. Ha ha ha, buồn cười, rào hoạt mà. Đường khả hình hít vào một hơi, trợn to hai mắt, chỉ vào trang hạo nhiên kêu to anh. Trang hạo nhiên nở nụ cười, thổi rất sợi tóc kia, mới đi về phía phòng hợp, qua phòng nghỉ ngơi, rửa tay, mới nói cuốn ống tay áo lại, tôi bôi thuốc cho cô. trong mắt đường khả hình sáng lên nhìn trang hạo nhiên ngồi xuống, cầm trứng gà nóng hổi đã lột vỏ, thở nhẹ một hơi, vẻ mặt khó chịu nói thật nóng. a, à, tôi không muốn cầm trứng gà nóng lăn tan máu bầm, rất đau. chấm than ngoặc kép, đường khả hình giống như đứa bé, che mắt kêu to. không có tiếng động, không có chút tiếng động nào, thậm chí ngửi thấy mùi trứng thật thơm đường khả hình có chút ngạc nhiên hé ngón tay nhìn vẻ mặt trang hạo nhiên đang ngạc nhiên nhìn mình sau đó cô buông ngón tay ra trợn mắt nhìn trang hạo nhiên cầm trứng gà đưa đến bên miệng của mình cô sửng sốt trang hạo nhiên im lặng giơ trứng gà nhìn cô nói hiện tại là thời đại nào rồi còn cầm trứng gà lăn tan máu bầm cho cô ăn đấy đói bụng đến run tay lúc này đường khả hình mới thở phào nhẹ nhõm thả tay xuống muốn nhận lấy trứng gà nói sao anh không nói sớm trang hạo nhiên rút tay lại bàn tay nhỏ bé của đường khả hình hụt giữa chừng cô ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn về phía anh trang hạo nhiên không nhịn được cười cầm trứng gà đưa tới bên miệng của cô nói thưởng cho cô kiểm tra đủ tư cách cái này cho cô ăn đường khả hình trừng mắt nhìn anh nhưng được khen cô có chút vui vẻ có chút đắc ý liền mở miệng cắn một miếng trứng gà thuận tiện cắn luôn ngón tay của anh ôi chao trang hạo nhiên co tay một cái trừng mắt nhìn cô ha ha, chấm ngoặc kép, đường khả hình không nhịn được lấy tay che miệng cười. Trang hạo nhiên nhìn cô một cái, im lặng không lên tiếng, cầm khăn lông trắng, bọc lại trứng gà nóng hổi, hơi cong môi nói cái trứng gà lớn này mới lăn máu bầm cho cô đấy. Hả, đường khả hình chừng lớn con ngươi, nhìn người này đã cầm trứng gà, xoay người nhìn mình, cô vội vã nhảy dựng lên, vừa đấm ngực, vừa chỉ trang hạo nhiên nghẹn hỏng nói, anh nói dối. Tại sao cô có thể tin đàn ông là quân tử? tất cả đàn ông đều là cầm thú bao gồm cả tôi trang hạo nhiên đã đứng lên nhìn về phía đường khả hinh ngoắc ngoắc tay nói tới đây tôi không muốn tôi đi ra ngoài đường khả hinh không nói hai lời muốn chạy ra ngoài không ngờ cánh tay bị người kéo mạnh cô a hát một tiếng cả người rơi về trên ghế salon trang hạo nhiên đã ngồi xuống nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô ấn mạnh xuống bàn tay nhỏ bé của cô một cái a à, chấm ngoặc kép đường khả hinh kêu lên Trang Hạo Nhiên im lặng nở nụ cười, nhẹ nhàng cầm khăn lông bọc trứng gà, nhẹ nhàng lăn ở trên lưng bàn tay nhỏ bé của cô, vừa lăn tới lăn lui, vừa cúi đầu thổi máu bầm phía trên, mới nói, một đôi tay đẹp như thế cô cũng cắn ác như vậy. Cô nhìn xem, có dấu răng đấy. Đường Khả Hinh ngồi ở ghế salon, có chút nhu thuận nhìn anh. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, nhẹ nhàng lăn trứng gà ở trên mu bàn tay, vừa lăn vừa cúi đầu, thổi thổi hơi lạnh, nhìn dấu răng cắn rất sâu liền cao mày bất mãn thở dài. Đường khả hình không nhịn được cười. Trang hạo nhiên lăn vết bầm trên mờ u bàn tay cho đường khả hình xong, mới nhắc hòm thuốc, cầm nước sát trùng, khử trùng lỗ kim trên mờ u bàn tay cho khả hình, vừa khử trùng vừa bất mãn nói tại sao có người có thể đối với mình ác như vậy. Đường khả hình nghe xong, lập tức nhìn trang hạo nhiên cười nói, vậy lần sau anh bố trí bài tập ít một chút. Không được. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh không nói nhìn anh. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn khuôn mặt không phục của Đường Khả Hinh, cười nói cô muốn tôi đối với công nghiêm một chút hay dễ một chút. Thỉnh thoảng nghiêm một chút, thỉnh thoảng dễ một chút. Tốt, tiền lương giảm một nửa. Nghiêm một chút đi. Ừm, có phải bài tập nhiều một chút, tiền lương cho thêm nhiều một chút hay không? Tiền là giấy à. Đường Khả Hinh không lên tiếng, nhìn Trang Hạo Nhiên giúp mình khử trùng xong liền im lặng đem bông băng và thuốc nước trả lại trong hòng thuốc, bấm chiếc khóa nhỏ lại, đẩy nó sang một bên, đôi tay đan nhau quay đầu sang, ánh mắt lộ ra trêu chọc nhìn mình. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ giơ đôi bàn tay nhỏ bé của mình bị tàn phá không chịu nổi, nhẹ nhàng thổi nhẹ phía trên vết thương lỗ kim, cảm thấy thuốc mỡ thật mát, thậm chí còn có mùi thơm bạc hà, cô càng ngửi càng thích. Vào lúc này Trang Hạo Nhiên mới như người tới trước cầm tấm thiệp mời màu xanh dương mở ra, tựa vào trên ghế salon xem. Đường khả hình nhắc mí mắt nhìn về phía tấm thiệp mời, dáng vẻ của anh thần bí, cô cũng bắt trước anh, tựa vào trên ghế salon, quay đầu, nghiêng tròng mắt nhìn về phía tấm thiệp mời nhưng vẫn không nhìn thấy gì, cô cau mày, nghiêng mặt sát gần mặt của Trang Hạo Nhiên. Làm gì, không có lễ phép, Trang Hạo Nhiên lập tức thu hồi thiệp mời, giả bộ nhìn đường khả hình. Đường khả hình nghiến răng, trường lớn con người nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, chật một tiếng, nói, ai mà thèm anh chứ? Nhưng không phải anh nói thiệp mời này cho tôi sao? Đó chính là của tôi, tôi có quyền xem. Trang hạo nhiên quay đầu, rất buồn cười nhìn đường khả hinh nói, đúng vậy. Đây là của cô mà, cô có quyền xem, cầm đi đi. Anh đưa thiệp mời cho đường khả hinh. Trên mặt đường khả hinh nở nụ cười sôi nổi, đoạt lấy thiệp mời, vô cùng hăng hái mở ra, nhìn vào bên trong, sắc mặt lập tức đen thui, có chút tức giận nói tiếng Anh người nào xem hiểu chứ khi dễ tôi đọc sách ít à vẻ mặt nhìn rất miên man trang hạo nhiên có chút ngạc nhiên xoay người tay đặt nhẹ ở phía sau thành ghế của cô mới khoa trương nói không biết tiếng anh à xem không hiểu à đường khả hình tức giận nhìn trang hạo nhiên trang hạo nhiên a hát một tiếng nhìn cô cười nói tôi thu nhận cô quên hỏi cô một chuyện thật quan trọng rồi cô có bằng cấp gì thế mặt của đường khả hình nhanh chóng đỏ lên nhìn anh có chút đáng thương nói, trình độ học vấn quan trọng như vậy sao? Trang hạo nhiên tựa vào trên ghế salon, suy nghĩ một chút chuyện này, mới nói cũng không phải rất quan trọng. Nhân viên vào hoàn cầu, trình độ học vấn thấp nhất cũng chỉ thạc sĩ thôi. Giống như tiêu đồng, nhưng cũng chỉ trên tiến sĩ chỉ những người sau khi lấy được học vị tiến sĩ vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp. Đường khả hình nhất thời tức giận, trong cổ họng giống bị nghẹn trứng gà, không vào được, không ra được, không thở nổi. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh rất nghiêm túc hỏi, rốt cuộc cô tốt nghiệp cái gì? Đối với mình, Đường Khả Hinh có chút im lặng, nhưng vẫn thành thực nói, trung học. Tôi, nhà tôi điều kiện kém, cho nên sau khi cha tôi xảy ra chuyện, anh trai cũng bỏ đi, một mình tôi đi theo sống cùng với gia đình một ông chú rất tốt với cha tôi trước kia, chính là cha của Nhã Tuệ. Bọn họ đối xử với tôi rất tốt, để cho tôi học xong trung học vốn muốn để cho tôi học đại học nhưng tôi không muốn liên lụy người ta nên tự động bỏ qua. Nét mặt trang hạo nhiên không lộ vẻ gì, nhưng có chút thâm ý như người tới trước, cầm một tài liệu nằm ở phía dưới tài liệu rượu, mở hồ sơ cá nhân của đường khả hình, xem bảng điểm học trung học, nói, lúc ở trường học, cô đoạt toàn danh hiệu hạng nhất, muốn học tiếp dễ như trở bàn tay, sao dễ dàng từ bỏ như vậy. Đường khả hình cười khổ nói, 10 năm sau, một triệu cũng không có quan trọng bằng một chén cơm hôm nay. Những người như chúng tôi đã quen khom lưng với chén cơm. Xem như tôi còn tốt, có thể học lên trung học, cũng bởi vì cha của tôi Hiền Lành đã từng chăm sóc cho đồng nghiệp, cho nên mới được đối xử như vậy. Tôi rất thỏa mãn. Trang Hạo Nhiên nhìn A à Đường Khả Hinh, thử hỏi, trong nhà của cô rốt cuộc xảy ra biến cố gì? Nghe trong giọng nói của cô, cha cũng đã từng là một người rất ưu tú. Mặt của cô có chuyện gì? Đường Khả Hinh sâu kín nhìn Trang Hạo Nhiên nói, tôi nói anh sẽ khi dễ tôi hay đồng tình với tôi. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô một lúc lâu, mới nói, sẽ không. Đường Khả Hinh mỉm cười nói, cảm ơn anh. Như vậy, xin anh đừng hỏi, đồng tình hay khi dễ, tôi đều không muốn. Trang Hạo Nhiên nhìn ánh mắt trong suốt lấp lánh của cô lộ ra quá nhiều ẩn nhẫn và bất đắc dĩ, nhưng cố gắng kiên trì, anh đột nhiên cười một tiếng. Từ hồ sơ cá nhân của đường Khả Hinh rút ra một phần giấy chứng nhận nói, ngày hôm qua lúc tôi họp, Tranh thủ thời gian gọi điện thoại đến trường Đại học Á Thái nói chuyện với hiệu trưởng một chút, dùng kết quả học tập của cô và quan hệ hợp tác tốt giữa khách sạn Á Châu và trường Đại học Á Thái từ trước đến giờ, giúp cô xin học lớp quản lý khách sạn hệ ban đêm. Để cho cô thuận lợi đi học xong đại học, thời gian nhập học là tháng 6 năm sau, trong khoảng thời gian này cô chuẩn bị xong kiểm tra nhập học. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn Đường Khả Hinh. Mỉm cười nói, đừng có lộ vẻ mặt này. Bởi vì học ở trường là một chuyện rất vất vả, phả, cô phải chuẩn bị sẵn sàng. Đợi đến khi cô đọc xong 3 năm quản lý khách sạn, sau khi học tập lượng kiến thức rượu đỏ nhất định ở hoàn cầu, tôi và Lauren tiên sinh sẽ đề cử cô đến West là học viện rượu đỏ hàng đầu để học tập rượu đỏ. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải lấy được danh hiệu đứng đầu trong cuộc thi tuyển chuyên gia hầu rượu lần này. Đường Khả Hinh thật sự hào hứng phấn nói, tôi sẽ nỗ lực tôi nhất định sẽ cố gắng cảm ơn mọi người đừng vui mừng quá sớm chấm ngoặc kép trang hạo nhiên mỉm cười nhìn cô nói tất cả mọi thứ mà hoàn cầu cấp cho cô sau khi học xong trở lại rất có khả năng phải ký hợp đồng cả đời với hoàn cầu cô chấp nhận không tôi chấp nhận bởi vì tôi có một lý do rất quan trọng ở lại chỗ này đường khả Hinh vội vã nói trang hạo nhiên cau mày nhìn vẻ mặt nôn nóng của cô liền không nhịn được tổn hại cô nói không phải cô thích một người nào đó chứ cho nên muốn ở lại đường khả hình nghe vậy liền nhìn anh cười nói một người nào đó ai vậy là chấm ngoặc kép trang hạo nhiên cố ý liếc về phía cô nói chính là người tặng hoa hồng cho cô đó đường khả hình chừng lớn con ngươi suy nghĩ một chút liền nhìn trang hạo nhiên cố ý nói tôi nào dám thích tổng giám đốc anh sắc mặt trang hạo nhiên thu lại trừng mắt nhìn cô nói, còn nhỏ tuổi, đi học người ta nói móc nguéo. Ôi chao, được rồi, chúng ta đừng thảo luận chuyện này. Chúng ta thảo luận vấn đề thiệp mời. Đường Khả Hinh lập tức mở tấm thiệp mời ra, thật khổ não nhìn chữ tiếng Anh phía trên nói, rốt cuộc nói gì vậy. Lúc tôi học trung học, tiếng Anh cũng khá tốt, nhưng đã nhiều năm không có tiếp xúc. Trang Hạo Nhiên cố ý ho khan một tiếng, mới đọc cho cô nghe, đi Miss Đường Khả Hinh, Su so Hao Invite You In July 28 TH, For Mr. Suarix's so Birthday Dinner, The Address Is A Hotel On The Third Floor Banquet Hall, Won't Please Bring Your Invitation, Enter The Hall. We Look Forward To Your Visit. Đường Khả Hinh nghe được mơ hồ, cũng có chút gấp gáp quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi, nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu, tôi chỉ nghe hiểu tên tiếng Anh của tôi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, mới chậm rãi dùng tiếng trung đọc nội dung phía trên, Đường Khả Hinh tiểu thư thân ái, Tô phủ muốn mời cô tham gia tiệc sinh nhật buổi tối của ông Tô Thủy Kỳ vào ngày 28 tháng này, địa chỉ là sảnh tiệc lầu 3 khách sạn Á Châu, lúc đi mời cô mang theo thiệp mời tiến vào trong hội trường. Rất mong cô tham dự. Đường Khả Hinh sửng sốt, nhìn tấm thiệp mời, trái tim hơi ấm áo, không nghĩ tới Tô Thủy Kỳ lại dùng cách này để mời mình, cô đột nhiên nở nụ cười cảm động, nhưng có chút căng thẳng nói, chuyện này, chuyện này thiệp mời, làm sao? Làm sao đến phòng tổng giám đốc?" Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, giúp cô nói ra nghi ngờ này. Đường Khả Hinh vội vàng nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô nói, bởi vì bây giờ cô đã là một người có thân phận, người của Tô phủ tôn trọng cô, tự nhiên sẽ đem thiệp mời đưa đến hoàn cầu. Mà thiệp mời do trong phủ thủ tướng phát ra, có chứa cảm giác vinh dự nào đó, đương nhiên có thể đưa đến văn phòng tổng giám đốc trước. Do tôi kết luận cô có thể tham gia tiệc sinh nhật tối của cháu trai của thủ tướng hay không?" Đường Khả Hinh im lặng nhìn Trang Hạo Nhiên, không biết nên làm sao cho phải. Trang Hạo Nhiên lại nhìn cô, im lặng cười một tiếng, vỗ nhẹ bả vai của cô nói, "Chuẩn bị đi, đây là tư thái cao nhất cậu chủ Tô chào đón cô." Chương 213: Khéo léo. Đường Khả Hinh nghe bốn chữ kia, cả người lập tức căng thẳng, lập tức nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, "Cao nhất tư thái?" bốn chữ này quá đáng sợ tôi là một người đơn giản làm sao dám tiếp nhận thiệp mời như vậy tôi cho rằng chỉ là một bữa tiệc sinh nhật tối đơn giản tôi đi cũng chỉ núp ở một góc nho nhỏ chúc phúc cho anh ấy cảm ơn anh ấy đã chăm sóc trong những năm qua là được rồi phương thức mời này quá long trọng tôi làm sao dám tham gia tôi 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 không đi chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nhìn bộ dáng đường khả hinh hoang mang sợ hãi anh đột nhiên cười một tiếng Ngón tay nhẹ nhàng chuyển một cái, tờ thiệp mời trong tay về phía cô nói, cô có biết tấm thiệp mời này có ý nghĩa ở chỗ nào không? Đường Khả Hinh có chút căng thẳng nhìn Trang Hạo Nhiên. Hai mắt Trang Hạo Nhiên nghiêm nghị chợt lóe, nhìn cô nói, "Đường Khả Hinh, thiệp mời đưa đến văn phòng phòng tổng giám đốc Hoàn Cầu, cô đại diện cho tập đoàn Hoàn Cầu, không phải cá nhân cô, tiệc sinh nhật lần này cô không muốn đi cũng phải đi, hơn nữa phải dùng một tư thái xinh đẹp nhất tham gia." Bắt đầu từ giờ này, hình tượng của cô cũng đã trở nên hết sức quan trọng. Cô là một nhân viên khách sạn, nên biết tầm quan trọng của hình tượng chứ. Lúc này đường khả hình mới thật bắt đầu giật mình, cô hoảng sợ nói tôi. Tôi, tôi đại diện cho hoàn cầu đi qua. Tôi, tôi, tôi không được, tôi mới đến đây không tới hai ngày. Tôi làm sao có thể đi thay hoàn cầu. Trang hạo nhiên nghe vậy có vài phần nghiền ngẫm nhìn đường khả hình, nói, nói cũng phải, hình tượng của cô làm sao có thể thay thế hoàn cầu tham gia bữa tiệc của cậu chủ Tô. Tối hôm qua lúc cô đi dùng cơm chung với tôi, mọi nghi thức xã giao gần như không có làm được, gần như có trăm ngàn chỗ hở. Đường Khả Hinh ngây người, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói anh. Tối hôm qua anh có để ý đến lúc tôi dùng cơm sao? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai mắt phát ra ánh sáng sắc bén và chuyên nghiệp nói, tối hôm qua lúc ngồi vào dùng cơm Cô cầm dao, thỉnh thoảng có chút lén lút cũng làm cho cô lộ ra hết sức thô lỗ. Lúc nhai tôm hùm gai lộ ra vẻ kinh ngạc cũng hết sức hết sức thô lỗ. Phải biết, lễ nghi ăn uống trong bữa ăn tây, mặc kệ bày tỏ tán thưởng hoặc không hài lòng đối với món ăn thì cũng không thể có ngôn ngữ và động tác tay chân quá lớn. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hình có chút nghi ngờ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi, "Vậy tôi làm thế nào biểu hiện sự tán thưởng của mình đối với thức ăn?" Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hình, Mỉm cười nói, dùng ánh mắt truyền đạt cảm giác của cô đối với thức ăn. Từ trong ánh mắt của cô, nhóm phục vụ và đầu bếp tự nhiên sẽ bắt được mức độ hài lòng đối của cô với thức ăn và rượu. Như vậy vừa có thể bảo đảm sự tôn trọng của khách đối với đầu bếp và nhóm phục vụ, đồng thời không ảnh hưởng đến người khác. Đường Khả Hinh lập tức nhớ lại mỗi lần cha mang theo mình đi thưởng thức món ngon, nếm đến món ăn mình hài lòng thì hai mắt ông trầm ngưng trong chốc lát, sau đó chậm rãi lộ ra vẻ cảm động ngẩng đầu lên nhìn về phía đầu bếp trước mặt hai mắt lộ ra ánh sáng tán thưởng gật đầu một cái giống như một cử chỉ mỉm cười và gật đầu nho nhỏ như vậy cũng đã đủ biểu đạt sự thỏa mãn và tán thưởng trong lòng nguồn thích com cô sửng sốt không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn trang hạo nhiên trong lòng không nhịn được bắt đầu dâng lên cảm giác biết ơn giống như một câu nói đúng dịp như vậy liền hiểu ra cha để lại hình rất nhiều ngôn ngữ không tiếng động trang hạo nhiên lại nhìn về phía đường khả hinh hai tròng mắt ngưng tụ một loại ánh sáng mạnh mẽ nói, thế giới của cô, hôm nay vẫn một bầu trời bốn góc, cũng không biết là một nhân viên khách sạn phải chuẩn bị tất cả kiến thức và năng lực, rốt cuộc sẽ sinh ra ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc đời của cô. Trong tương lai, khi cô tiếp xúc càng nhiều, hiểu được càng nhiều, tự nhiên cô sẽ yêu cầu có trách nhiệm đối với mình. Cho nên đừng sợ hãi, bởi vì tôi vẫn cảm thấy người có thiên phú cũng không có giá trị bằng một chút tò mò muốn biết. Đường khả hình giống như cảm giác cuộc sống lắng động, nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không có thảo luận công việc với đường khả hình nữa, chỉ nhắc cổ tay, nhìn thời gian một chút, đã không còn sớm nữa, liền trực tiếp đứng lên, đi về phía bàn làm việc, mới nói thời gian đã không còn sớm nữa, tôi còn có việc bận, đối với chuyện tham gia tiệc sinh nhật tối của cậu chủ tô, cô cũng đừng từ chối. Đi ra ngoài làm việc đi, chấm ngoặc kép, đường khả hình không nhịn được đứng dậy, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không nói gì thêm, mà ngồi xuống xem ký tài liệu. Nguồn, thích com. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, liền im lặng đi ra ngoài văn phòng tổng giám đốc, vừa đi về phía phòng thư ký, vừa nghĩ đến lời nói lúc này của Trang Hạo Nhiên, lại nghe ở sau lưng, có người gọi mình, cô ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy tiêu đồng đang mỉm cười nhìn mình, cô cũng không nhịn được mỉm cười nói, cô tìm tôi. Tiêu đồng cười đi lên trước nói, đúng vậy. Có chuyện gì sao? Đường khả hình ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía cô nói, Tiêu Đồng không lên tiếng, chỉ xoay người, thần bí cười nói, đi theo tôi. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh ngạc nhiên đi theo phía sau cô, vừa đi vừa hỏi, đi đâu? Tiêu Đồng im lặng bước đi, không nói thêm gì nữa. Khách sạn Á Châu, trung tâm giải trí, phòng tập sim. Đường Khả Hinh một mình đứng ở giữa phòng tập gần 200 mét vuông, trừng to mắt nhìn một cô gái xinh đẹp, mắt một mí, lại hết sức có cá tính ở trước mặt vóc người cao giáo mặc ti shirt màu đen bó sát người, váy chân dài màu đen rộng rãi, mang giày cao gót 11cm, ôm vai, tóc dài phất phới, bước chân nhẹ nhàng, hết sức xinh đẹp hấp dẫn đi đến trước mặt của mình, hai mắt phong tình chớp một cái, nhìn cô từ đầu đến chân. Đường khả hình hoảng sợ, có chút đề phòng nhìn cô, lui ra sau một bước, run rẩy nói cô. Cô, cô muốn làm gì? Cô gái ở trước mặt vẫn ôm vai, nhìn bộ dáng đường khả hình, nở nụ cười, nói tạo sao hạo nhiên ném cho tôi một đồ ngốc như vậy. Tôi thật sự mắc bẫy anh ấy rồi, tối hôm qua còn tưởng rằng anh ấy muốn hôn tôi. Đường khả hình nghe được câu này, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn người ở trước mặt, sững sờ không thốt nên lời. Tiêu đồng mỉm cười tiến lên, nói với đường khả hình, vị tiểu thư này tên là Khúc Huyền Đình. Là một người mẫu nổi tiếng quốc tế, rất được những người lớn ở Paris yêu thích, nổi tiếng với kết, hiện tại là cố vấn hình tượng cho 13 khách sạn, không chỉ thế, cô ấy còn là đệ nhất danh viện tốt nghiệp học viện Hoàng gia Anh Quốc. Lần này cô ấy sẽ phụ trách toàn bộ quá trình huấn luyện trước khi cô đi tham gia tiệc sinh nhật tối của cậu chủ tô. Lúc này đường khả hình mới giật mình, cô lập tức nhớ tới lúc này Trang Hạo Nhiên nói tới nói lui chuyện phát triển, thì ra đã sớm đào cái hố hình nhảy, cô lập tức từ chối lắc đầu nói, không cần, cho dù đến lúc đó tôi đi qua, tôi cũng chỉ tìm góc yên tĩnh ngồi một chút, sẽ không để cho hoàn cầu mất mặt. Chấm ngoặc kép. Khúc Huyền Đình nhíu mày, nhìn hướng đường Khả Hinh, buồn cười nói yên tĩnh ngồi một chút. Nếu cô muốn yên tĩnh một chút, cô trực tiếp về nhà là được, tại sao phải đi tham gia bữa tiệc? Đường Khả Hinh đột nhiên không thốt nên lời, có chút đáng thương nhìn về phía Khúc Huyền Đình, cảm thấy cô mạnh mẽ, có chút giống Tử Hiền, không biết, cô và Tử Hiền cũng đến từ Paris, lại cùng là những cô gái nổi tiếng, tự nhiên khí thế giống nhau. Khúc Huyền Đình trực tiếp liếc thấy đường Khả Hinh hơi thấp, vô cùng bất mãn hỏi cô cao bao nhiêu. Đường khả hình trợn mắt hạt trâu, xoay tròn một vòng, hơi lơ đãng nói một. Một mét sáu hai, chấm ngoặc kép. Khúc huyền đình không thể tin nổi lập tức giơ lên thước mềm trong tay, ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, đến gần cô, nhìn cô chầm chầm cặp mắt to trong suốt của cô, trợn nhíu mày nói, tôi cảnh cáo cô, tôi lập tức đo chiều cao của cô, nếu cô không có một mét sáu mươi hai, thiếu không chấm một cm, tôi sẽ cầm thước cứng quất mông của cô một cái xem cô có dám nói dối hay không. Đường khả hình hoảng sợ, lập tức căng thẳng nói, đừng. Tôi một, một mét năm chính, một mét năm tám, chấm ngoặc kép. Khúc huyền đình cố ý lườm cô một cái, mới nói tôi biết ngay cô không đến một mét sáu. Đường khả hình có chút uất ức nói, còn thiếu 0.2cm thôi mà. Chấm ngoặc kép, cô biết 0.2cm và khoảng cách tiêu chuẩn khác nhau ở chỗ nào không? Khúc Huyền Đình ôm vai nhìn về phía cô, hỏi. Đường Khả Hinh không nhịn được nhìn cô. Khúc Huyền Đình ngẩng đầu lên, nhìn cô nói, khéo léo. Một cô gái không khéo léo nhất định sẽ buông tha vẻ đẹp và phong cách của mình. Đường Khả Hinh im lặng nhìn về phía cô. Khúc Huyền Đình không có thời gian nói nhảm với cô, trực tiếp xoay người, lưu loát nói, còn có ba ngày đến bữa tiệc, cô lập tức thay đồng phục trên người. Tôi cũng không biết ba ngày này tôi có thể cho cô cái gì, thật may là trên người cô còn có một chút khả năng thưởng thức cái đẹp để cho tôi cảm thấy có chút thử thách. Nhanh lên, ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình mới vừa muốn nói chuyện, cũng đã bị tiêu đồng nắm chặt cổ tay của cô, kéo cả người cô đi. Sau đó, đường khả hình đã thay bộ vest ôm sát màu trắng bằng váy trắng rộng rãi, mang giày thể thao màu trắng, có chút thấp thỏm đi vào phòng tập, cũng đã thấy trong tay khúc huyền đình cầm một cây thước màu đen, bề rộng cỡ hai ngón tay, nhanh chóng đi tới phía mình, không nói hai lời, liền nắm cổ tay của cô, kéo cô đến bức tường thủy tinh lấp kính, để cho cô đứng dán vào tường, mới nói, đầu ngửa lên, tư thái ột chút, ưỡn ngực, thóp bụng, hai chân trụm lại, hai đầu gối không thể xuất hiện khe hở. Chấm ngoặc kép. Nói xong, trong tay của cô đã xuất hiện một tờ giấy mỏng màu lam nhạt hình vuông. Đường khả hình đứng dán tường, có chút căng thẳng nhìn về phía khúc huyền đình, có chút kinh ngạc hỏi cô, cô muốn làm gì khúc huyền đình mỉm cười nhìn cô nói muốn đánh giá xem cô có lười biếng hay không tư thế có đúng hay không dùng tờ giấy thật mỏng là đủ rồi đường khả hình giật mình nhìn cô khúc huyền đình im lặng không lên tiếng cầm tờ giấy lên nhẹ nhàng khom người đặt ở giữa hai đùi đẹp thon dài của đường khả hình mới chậm rãi nói tôi nói cho cô biết cố mà mà dùng hai đầu gối của cô kẹp tờ giấy mỏng lại nếu như rớt xuống một lần tôi sẽ quất cô một lần chuyên đánh đùi và eo chấm than ngoặc kép. Trong lòng của đường khả hình chợt lạnh, lập tức nuốt cổ họng khô rát, để hình ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng, hai chân khép lại, kẹp thật chặt tờ giấy mỏng, cảm thấy nó thật sự rất mỏng, dường như cảm thấy nó không tồn tại, càng làm lòng người ta lạnh lẽo, cô thở mạnh một hơi, buộc chặt hai đầu gối. Khúc huyền đình im lặng lấy thêm một tờ giấy mỏng, kẹp ở trên cánh tay của cô, mới sâu kín nói kẹp tốt lắm, đừng có nhúc nhích đấy. Đường khả hình nuốt nước miếng, kẹp lấy tờ giấy mỏng bên cánh tay trái, lại kẹp tờ giấy mỏng bên cánh tay phải, có chút căng thẳng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng sợ mình há miệng, hơi sức cũng không có biện pháp tập trung trên tờ giấy kia, chỉ đành phải đau khổ, thở mạnh không dám lên tiếng. Khúc huyền đình hài lòng thái độ của cô, mỉm cười lại rút ra một tờ giấy mỏng màu xanh dương, kẹp ở sau bả vai cô và hốc tường, bắp đùi, bắp chân, vừa kẹp vừa nói, dán chặt tường cho tôi, buộc chặt bắp đùi, buộc chặt bắp chân, tập trung tinh thần dùng toàn bộ sức lực chú ý vào vị trí tôi kẹp tờ giấy, nếu có một tờ rơi xuống, tôi tuyệt đối không tha cho cô. Đường khả hình chớp chớp mắt, để hình đứng vững hơn, không ngờ, chuyển động nhẹ nhàng như vậy, tờ giấy màu xanh lam trên cánh tay mình, trên đùi, trên bắp chân, trên bả vai, tất cả đều bồng bềnh bay xuống giống như bông tuyết trắng, cô lập tức trợn to hai mắt nhìn khúc huyền đình. Bộ dáng nhẹ nhàng và vẻ mặt tươi cười vừa rồi của khúc huyền đình, lập tức cứng rắn, hai mắt trở nên vô cùng nghiêm nghị hét lên mang roi tới đây cho tôi trong phòng tập múa một cô gái đột nhiên đi ra trong tay cầm một cây trúc màu đen làm roi lập tức đưa đến trước mặt của khúc huyền đình cô lập tức chụp lấy quét qua một trận gió vèo một cái liền hướng hông của khả hinh vung tới a à, đường khả hinh lập tức hét lên một tiếng chừng lớn con ngươi cảm giác ra bên hông mình bị quất cũng tét ra rồi đau đớn kêu lên đau quá chấm than ngoặc kép khúc huyền đình lạnh lùng hỏi trợ lý trên mặt sàn có mấy tờ giấy đếm hết cho tôi vâng trợ lý vừa nghe lập tức cúi người xuống đếm một tờ hai tờ ba tờ bốn tờ năm tờ sáu tờ bảy tờ tổng cộng bảy tờ chấm ngoặc kép đường khả hinh nghe xong lời này hoảng sợ đến mất hồn vội vàng xoa eo lắc đầu một cái mới vừa khóc muốn cầu xin tha hai tờ giấy nhét ngang lưng cũng đồng thời nhẹ nhàng rơi xuống cái ót cô vang một tiếng, bùm, lòng bàn chân lạnh lẽo chui lên sống lưng, cô hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên, nhìn khúc huyền đình. chương 214 tiếng thét to. Khúc huyền đình đột nhiên vùng cây roi trong tay, không nói hai lời, quất trên hông của cô. a à, đường khả Hinh lại thét trói tai, dựa vào tường, che ngang lưng, kêu, đau quá. Đau, ai bảo cô phân tâm, làm cho giấy rớt xuống. Chấm hỏi ngoặc kép, khúc huyền đình không nói hai lời, lại vung lên roi hung hăng quất trên mông bít cô a à, chấm ngoặc kép đường khả hình lại kêu lên mặc kệ cô đã từng chịu khổ như thế nào nhưng cô thật sự rất sợ đau cô vừa khóc hoa hoa vừa che mông thét lớn đau quá chấm ngoặc kép đau đau thì một lát nữa chú ý cho tôi chấm than ngoặc kép khúc huyền đình nói xong lại ra sức quất mạnh một roi lên cái mông đường khả hình a à, chấm ngoặc kép đường khả hình thật đau đến rậm chân bật khóc kêu to mẹ ơi rất đau cứu mạng khúc huyền đình không có trông nom đường khả hình chỉ là không biết từ nơi nào lấy một cái khăn lông soạt soạt quấn lấy cây roi liền ra sức quất trên đùi đường khả hình nói tôi xem cô còn dám lỏng chân hay không rất xuống cô căng thẳng cái gì không bình tĩnh một chút sao cô nói xong lại quất mạnh một roi trên đùi đường khả hình a à, chấm ngoặc kép đường khả hình lập tức ngã xuống sàn không ngừng che chân vừa khóc lớn đau quá. uyển đình lúc này tiêu đồng mới căng thẳng đi ra kéo uyển đình nói này cô đánh bắp đùi cô ấy sao được đến lúc đó sưng đỏ không có tiêu làm sao mặc dạ phục. khúc uyển đình nhướng mày nhẹ nhàng ném roi thả lỏng bàn tay dừng một chút mới ngẩng đầu lên nói cho nên tôi mới dùng khăn lông bao cây roi quất như vậy chỉ có đau sẽ không sưng đỏ. chấm ngoặc kép qua wow, chấm ngoặc kép đường khả hình ngồi dưới sàn thật kích động bật khóc. Kéo cô ấy lên cho tôi, đứng dán vào tường, khúc huyền đình quát to một tiếng. Hai trợ lý lập tức đi tới kéo đường khả hinh lên, để cho cô đứng dán vào tường một lần nữa. Đường khả hinh vừa kích động đứng lên, vừa rơi lệ, thật đáng thương nhìn về phía khúc huyền đình. Chỉ thấy cô cầm một sấp giấy màu xanh lam, đi về phía mình, xòe ra như cây quạt. Thái độ hết sức cứng rắn nói, tôi nói cho cô biết, cô đi tới nơi này, cô đừng có khản giọng kêu rên, đừng có phản kháng, đừng có oán giận. Lập tức rối thẳng người của cô ra cho tôi. Đường khả hình đau không thở nổi, nhưng vẫn bất đắc dĩ đứng ngay ngắn, sau đó ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng, mồ hôi trên trán từng viên nhỏ xuống, nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng. Khúc huyền đình lạnh lùng nhìn cô một cái, mới đưa tờ giấy màu xanh lam, kẹp ở trên đùi của cô, trên đầu gối, còn có trên bắp chân, sau đó kẹp ở trên hai cánh tay của cô, cắm ở trong khe hở giữa bả vai của cô và bức tường thủy tinh, mới nói, rơi một lần nữa. Đánh hai roi. Đường khả hình thật hoảng sợ, thật hoảng sợ, bởi vì khúc huyền đình thật sự đánh người. Hơn nữa đánh rất đau. Cô cắn chặt răng, thở hổn hển không dám nhúc nhích. Khúc huyền đình không có nhìn cô mà xoay người đi về phía đầu kia phòng tập ngúa, ngồi ở trên ghế xoay tròn, nâng một ly trà trên bàn thủy tinh nhẹ nhàng thổi thổi, rồi tao nhã uống một hớp nhỏ, nhất thời cảm nhận được mùi hoa lavender tươi mát. Cô hài lòng mỉm cười, cũng không ngẩng đầu lên nói, cô đứng đàng hoàng cho tôi, bây giờ là 10 giờ đúng, cho đến hết 3 giờ xế chiều hôm nay, cô không được nhúc nhích. Đường khả hình nghe lời này, khiếp sợ, không thể tin nổi nhìn về phía khúc huyền đình, gào khóc nói cho đến 3 giờ chiều. Đó không phải là đứng 5 tiếng sao? 5 tiếng, trời à, lâu như vậy, tôi có mệnh đứng ở đó sao? Khúc huyền đình hết sức tao nhã ngẩng đầu lên, nhìn đường khả hình run rẩy đứng ở trước tường thủy tinh, khổ sở kêu rên, cô mỉm cười nói, chúng tôi làm người mẫu, một năm đầu, mỗi ngày đứng dán tường mấy giờ, cái loại khổ sở đó, cô nghĩ cũng không nghĩ ra. Tôi nói cho cô biết, lúc mới bắt đầu, cả người cô sẽ đau, sẽ sưng, sẽ mỏi như, sau đó cô không chịu nổi, cảm giác thân thể siêu vẹo chỉ trực sụp đổ, cố cắn răng chịu đựng cho qua thống khổ, sau đó thân thể cô sẽ tiến vào trạng thái chết lặng, khi đó cô sẽ liền phát hiện, thời gian ở trước mặt của cô đã không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình thở hồn hền, mồ hôi lạnh trên trán từng viên lăn xuống, lúc này, cô cảm giác cả người đau đớn, ê ẩm căng cứng, hai bắp chân cũng run nhẹ nhẹ, cô cắn chặt răng, cố gắng nhẫn nhịn, dùng tất cả hơi sức kẹp lại tờ giấy. Muốn giảm bớt khổ sở sao? Khúc huyền đình nâng ly trà, hấp một ngụm nhỏ, mới chậm rãi hỏi cô. Đường khả hình lập tức nhìn về phía khúc huyền đình. Khúc huyền đình chậm rãi đặt ly trà hoa xuống, nhìn đường khả hình, hai mắt lộ ra thần thái bình tĩnh nói, hiện tại, lực chú ý của cô đặt tất cả ở trên tờ giấy thật mỏng, không nên suy nghĩ lúc nào thì mới có thể đến 3 giờ. Không nên suy nghĩ đến bộ phận đau nhất trong thân thể, mà di chuyển lực chú ý tập trung ở trên tờ giấy mỏng, thả lòng. Chỉ chừa một chút ý thức để cho tờ giấy kia đừng rơi, cùng nó tạo thành một loại ngôn ngữ đối thoại như ăn ý. Đường khả hình nghe lời này, hai mắt nhanh chóng chợt lóe, dần dần buông lỏng thân thể và thần kinh, Mặc dù bắp thịt còn ở trạng thái căng cứng, nhưng vẫn cảm giác mình không có đau nhức nữa, sau đó nuốt cổ họng khô rát, để cho thân thể mình theo bản năng cảm nhận tờ giấy, nằm yên trên da của mình, cô nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Tiêu Đồng đang cầm một phần tài liệu thật to nhanh chóng đi tới, sau đó nặng nề đặt xuống ở trước mặt của Đường Khả Hinh, mới nói, đây là công việc hôm nay của cô, sửa sang xong số liệu tiêu thụ rượu đỏ thực tế của khách sạn cấp 3 sao hoàn cầu. Đường Khả Hinh mới vừa bình tĩnh sau đó nghe Tiêu Đồng nói câu nói này, cô lại nổi điên, cô không tin, hơi cười, có chút căng thẳng nói, không thể nào. Hôm nay tôi phải học bổ túc lâu như vậy, sau đó tôi còn phải làm thêm giờ. Tổng giám đốc sẽ không đối xử với tôi như vậy chứ? Đây chính là tổng giám đốc giao cho cô." Tiêu Đồng mỉm cười nói, "Cô học bổ túc lễ nghi, lễ tiết, còn có hình tượng, đây là chuyện cá nhân của cô, mà sửa sang lại số liệu là công việc chủ yếu của cô làm thư ký." hai thứ này, tại sao có thể nhập thành một? Vẻ mặt đường khả hình đau khổ nói, nhưng mặc kệ tôi là người hay là quỷ, tôi cũng chỉ có 24 giờ thôi. Cho dù tôi chen, cũng không chen ra được một phút đồng hồ nào nữa. Tôi làm sao có thể học xong bổ túc, còn có thể hoàn thành công việc. Tiêu đồng lập tức cười nói, thả lỏng một chút, học bổ túc xong, nhiều lắm là làm thêm giờ, hy sinh thời gian ngủ một chút. Tôi tin tưởng cô có thể hoàn thành, lúc này tổng giám đốc nói rồi, nếu hôm nay không có làm xong chuyện, trừ một nghìn đồng tiền lương. Đường khả hình nghe xong lời này, tuyệt vọng muốn khóc, đột nhiên nhớ đến sáng nay trang hạo nhiên tốt bụng bôi thuốc hình, hình ăn trứng gà, nhìn như rất đồng tình với mình, thật ra không có chút nào. Trang hạo nhiên, tôi lại bị anh lừa gạt. chương 215, vết thương cũ. Đúng 12 giờ 30 phút. Phòng làm việc tổng giám đốc, nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ cửa. Trang hạo nhiên cúi đầu chăm chú xem tài liệu, thỉnh thoảng cầm bút máy lên phê trên tài liệu, thấy dự án khách sạn dưới nước của tưởng thiên lỗi, ngày trước lại tiến hành thử nghiệm bảo vệ môi trường lần thứ ba, anh trao mày, nhìn tên của kỹ sư thử nghiệm bảo vệ môi trường ở bên trong tài liệu, anh xem từng mục, thấy là tên của tưởng văn phong, anh đột nhiên chầm chầm nhìn cái tên này, hai mắt xoay tròn, im lặng mở máy vi tính ra, dùng mật mã của mình, nhanh chóng tiến vào cơ sở dữ liệu, nhìn ba chữ tưởng văn phong xuất hiện từng đoạn tư liệu. Tưởng văn phong, năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp năm 2007 ở URE. Trang Hạo Nhiên thấy tên trường này, anh nhất thời kinh ngạc khẽ đọc Học viện Kiến trúc Anh Quốc. Nhẹ nhàng nhấn con chuột một cái, giới thiệu vắn tắt cá nhân hiện lên một bức ảnh. Ở bên trong bức ảnh là một người đàn ông trẻ tuổi, tóc ngắn, chán cao hơi nhô lên, da trắng, mặt mũi sáng rỡ, hai mắt thâm thúy chứa đựng bí ẩn và yêu thương, lỗ mũi cao thẳng và đôi môi mỏng dính mím thật chặt, người mặc áo sơ mi cổ tròn theo phong cách England, com lê màu đen, quần thường màu đen, đứng ở trên sân cỏ, ngưng mắt nhìn phương xa, dáng vẻ của người đàn ông trẻ tuổi kiêu ngạo lạnh lùng, giống như thế giới này, xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không liên quan đến anh. Trang hạo nhiên nhìn chằm chằm người đàn ông này, mới mở các tác phẩm thiết kế của anh, từng hình ảnh các quốc gia trên thế giới, mới mẽ và độc đáo hiện ra trước mắt mình, hấp dẫn người nhất chính là khách sạn ở sa mạc Sahara. Anh chỉ dùng phong cách không chính thống vẽ thiên Nga trắng, kéo mở gian phòng ăn, trên mỗi cánh chim cũng khắc lên một ít văn tự kỳ lạ, nghe nói người nào đọc đã hiểu những văn tự này, người đó chính là chú ngữ của một ác ma. Mặc dù anh trong thế giới, tràn ngập truyền thuyết bí ẩn đen tối, mặc dù phong cách cách tác phẩm của anh không có chút ấm áp, lại hấp dẫn quá nhiều người theo đuổi, dường như đây là một loại từ trường kỳ lạ. Trang hạo nhiên xem các tác phẩm của anh, rốt cuộc nhìn thấy tác phẩm cuối cùng 3 năm trước đây, chính là căn phòng thủy mặc hiên của khách sạn Á Châu. Sắc mặt của anh ngưng tụ, nhấp nhẹ con trỏ, mở thiết kế thủy mặc hiên, thấy con đường uốn lượn sâu thẳm mất hút ở trong rừng trúc, từng chiếc đèn lồng màu đỏ nho nhỏ lộ ra không khí thâm u, lại nhìn trên sân thượng màu trắng, có người mặc đồ trắng, ngồi xếp bằng, bày ra tư thế yoga đẹp đẽ. Một loại cảm giác không rõ dâng trào, kiến trúc của anh luôn muốn nhìn rõ lòng người, mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Trang hạo nhiên nhìn kiến trúc này, giống như có thể nhìn thấy một người đàn ông với vẻ mặt lạnh nhạt nghiêm nghị ngồi ở đèn bàn, không tranh quyền thế, cầm bút máy, phát họa đường nét mình muốn, mỗi một nét cũng lộ ra chủ nghĩa cá nhân mãnh liệt, bậc thầy chân chính, không quan tâm người khác cần gì, mà tôi có thể đưa cho anh cái gì. Tiếng gõ cửa lại vang lên, bắt đầu là gõ nhẹ nhàng, sau đó ầm 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 ầm. Lúc này Trang Hạo Nhiên tức giận ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh cửa chính phòng làm việc đóng chặt, lên tiếng, vào đi. Tiêu đồng lập tức đẩy cửa chính phòng làm việc, xảy bước đi tới. Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn cô, nhướng mày nói, cô dứt khoát đừng gõ nữa, đâm đầu gỗ vào đây đi. Tiêu Đồng mỉm cười đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, nói, tôi cũng đã sắp chết đói rồi, đang đợi anh ăn cơm đây. Tôi ở bên ngoài gõ 15 phút rồi, lần sau lúc anh đang xem tài liệu, có thể sửa đổi thói quen xấu này hay không? Lần sau lúc tôi không xem tài liệu, cô đi vào không được sao? Trang Hạo Nhiên tiếp tục xem tài liệu của Tưởng Văn Phong lúc nào anh không xem tài liệu, tiêu đồng mỉm cười nhìn về phía anh. Đừng nói nhảm, Trang Hạo Nhiên nói xong lại nhìn tài liệu của tưởng Văn Phong, hỏi tiêu đồng, Văn Phong hiện ở đâu? Tiêu đồng ngạc nhiên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, anh nói là Em họ của Tổng Giám Đốc tưởng sao? Ừ, Trang Hạo Nhiên đáp. Tiêu đồng suy nghĩ một chút, ngay lập tức nói, hiện đang ở Hàn Quốc, mới vừa hoàn thành học vị tiến sĩ, đang du lịch thư giản, tháng sau muốn về khách sạn Á Châu, tham gia dự án khách sạn dưới nước, chuẩn bị phô bày sở trường. Thường ngày, Tổng giám đốc tưởng cũng không có quá tán thành thiên phú kiến trúc của anh ta, cho nên lần này bảo anh ta trở về nước, giống như phụ trách một bộ phận, phòng Tổng thống. Trang hạo nhiên nghe vậy, hai mắt mãnh liệt chấp lóe. Tiêu đồng có chút ngạc nhiên nhìn về phía Trang hạo nhiên hỏi, anh cảm thấy anh có vấn đề gì không? Trang hạo nhiên suy nghĩ trong chốc lát, mới tắt máy vi tính nói, nói đi, cô vào tìm tôi có chuyện gì? Tiêu đồng nhìn anh, thật sự không nói nên lời, nói còn có thể có chuyện gì. Cũng đã đến giờ nghỉ trưa, ăn cơm á. Hôm nay Lâm Phó Tổng mời ăn cơm ở phòng ăn biển nhà khách Đại Dương. Không biết anh ấy từ nơi nào hỏi thăm biết phòng ăn biển mới chuyển tới hai con Mỹ nhân ngư ra sờ. Người kia rất nhiệt tình, sáng sớm liền sờ ngược tàu Phó Tổng, la hét nói muốn ăn kem lửa. Trang hạo nhiên nở nụ cười, khép tài liệu lại, mới nói đám quỷ kia đâu. Chắc là bọn họ đã lên đường rồi, anh có thể đi được sao? Tiêu đồng cũng cười hỏi. Ừ, chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên nắm tay Trang mặc vào, vừa cài cúc áo Tây Trang, vừa đi ra ngoài phòng làm việc, sau đó thấy cả phòng thư ký, mọi người cũng tay trong tay cùng đi tới phòng ăn, anh liền hỏi, đường khả hình đâu? Tiêu đồng nhìn về phía anh mỉm cười nói, còn có thể ở chỗ nào? Đang bị khúc tiểu thư huấn luyện mà, anh muốn đi xem cô ấy hay không? Cô ấy rất đáng thương, bị phạt đứng khóc hoa hoa có gì đáng thương, Trang Hạo Nhiên vừa đi về phía thang máy, vừa cười nói, phạt đứng cũng khóc, đồ vô dụng. Bụng của tôi đói chết rồi, đi ăn cơm. Thật không đi xem à, để cho khúc tiểu thư vẫn ái mộ anh xuống tay lưu tình một chút. Tiêu đồng cười nói, không đi, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên đi thẳng vào thang máy, đè xuống nút đóng cửa. Nhà khách đại dương, phòng ăn biển. Nhã tuổi căng thẳng bày kem lửa cho ba vị phó tổng, còn phải cầm bộ đàm bỏ túi, căn dặn công chúa mỹ nhân ngư dưới nước chuẩn bị biểu diễn. Lâm Sở Nhai vừa giúp vào trong ngực Tào Anh Kiệt vừa nhìn bộ dáng bận rộn của Nhã Tuệ liền hỏi, "Đúng rồi, Nhã Tuệ, hôm nay tại sao chỉ có một mình cô bận rộn?" Nhã Tuệ mỉm cười nói, "Bởi vì quản lý từ bị phái đến câu lạc bộ bên kia, cho nên phòng ăn biển chỉ có một mình tôi lo." "Tôi nói anh đừng dựa vào tôi." Tào Anh Kiệt tức giận nói, "Hôm nay tôi đi làm, mọi người nhìn tôi rất kỳ lạ đấy." Tô Lạc Hoành ngồi ở đối diện, lập tức nhạo báng nói: "Cậu thôi đi. Tối hôm qua anh ấy đưa Nhã Tuệ về xong, liền cùng một cô Hàn Quốc trở về phòng." Hai mắt Nhã Tuệ trước một cái, ngay lập tức đeo bao tay trắng, đánh cái bật lửa, thắp sáng phía trên kem lửa, phụt một tiếng, ngọn lửa màu xanh lam từ phía trên ly kem lửa cháy lên hừng hực, lập tức ngửi thấy một mùi kem sữa, mấy người bọn họ cùng nhìn về phía Nhã Tuệ vỗ tay khen ngợi một phen. Nhã Tuệ hơi gật đầu, liền tự mình nhận lấy thực đơn đặt xuống ở trước mặt các vị phó tổng nói mời các vị phó tổng chọn món ăn mỹ nhân ngư sẽ bắt đầu biểu diễn lâm sở nhai nhận lấy thực đơn trong tay nhã tuệ thu hồi thái độ đùa cợt nhìn về phía nhã tuệ nói quản lý lưu đã ăn cơm trưa rồi sao nhã tuệ mỉm cười nói không có định hẹn khả hình cùng đi ăn cô cũng đừng đợi khả Hinh đang học bổ túc theo lệnh tổng giám đốc giọng nói của tiêu đồng truyền đến từ đàng xa Nhã tuệ lập tức quay đầu lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mỉm cười đi tới phía này, đi theo phía sau là Tiêu Đồng và Thái Hiền. Cô lập tức căng thẳng khom lưng chào hỏi Trang Hạo Nhiên, nói Tổng Giám Đốc. Chấm ngoặc kép. Ừm, Trang Hạo Nhiên mỉm cười đi về phía bàn ăn dài gần cửa sổ, giơ tay bảo Nhã tuệ đừng tự mình tới phục vụ mà tự mình kéo ghế ra, vừa nới lỏng cúp áo Tây Trang, vừa cười nói, mấy tên xấu xa này, không có việc gì tại sao muốn chiếm dụng vị trí bàn ăn quan trọng của khách sạn lãng phí tài nguyên khách sạn. Làm ơn đi, chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai lập tức phản đối, cười nói tôi tính tiền bằng thẻ vàng thẻ bạc được chưa? Chỉ giảm giá có một chút, tôi dễ dàng sao? Nhã tuệ mỉm cười đem ba cái ly cao cổ cẩn thận đặt xuống ở trước mặt trang hạo nhiên, lại tự mình cầm bình thủy tinh, để cho trang hạo nhiên trải khăn ăn xong, cô cẩn thận bưng bình nước do tổ trưởng đưa tới, rót nước đá cho anh trước. Đúng rồi, Tô Lạc Hoành nghe ra trong lời nói của tiêu đồng có ý gì, liền trực tiếp nhìn về phía hai người bọn họ hỏi, mọi người nói. Khả Hinh đang học bổ túc, học bổ túc cái gì? Tiêu đồng gạt khăn ăn, vừa phủ trên bắp đùi, vừa mỉm cười nói, ba ngày sau Khả Hinh phải đi tham gia tiệc sinh nhật tối của cậu chủ tô, sau đó lão đại chúng tôi liền mời khúc tiểu thư tới dạy bổ túc cho cô ấy. Khúc tiểu thư này cũng thật là nghiêm khắc, trước tiên Khả Hinh bắt đầu học từ thế đứng, ấn định thời gian, có thể đang ở phòng tập múa, đứng hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Chấm ngoặc kép. Nhã Tuệ nghe vậy, trong lòng lo lắng, tay không cẩn thận nghiêng một cái, nước đá trong bình đổ xuống trên tay áo Trang Hạo Nhiên. "A." À, tiêu Đồng kêu lên trước. Nhã Tuệ cũng nhất thời kinh hãi, đang cầm bình nước, áy náy nói: "Tổng giám đốc, thật xin lỗi, lúc nảy tôi." Chấm ngoặc kép. "Không có việc gì, không có việc gì, chỉ bắn ướt ống tay áo một chút, không đáng sợ." Trang Hạo Nhiên mỉm cười kéo khăn ăn, lau nhẹ màu u bàn tay và ống tay áo mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhã Tuệ, cười nói, cô làm sao vậy? Có phải nghe được khả hình học bổ túc, cho nên đau lòng hay không? Mặt Nhã Tuệ nhanh chóng đỏ bừng, vẫn còn đang hoảng sợ chuyện lỡ tay, nhanh chóng giải thích, không phải, khả hình có thể được Trang Tổng đích thân dạy dỗ là may mắn của cô ấy. Tôi và cô ấy đều là hết sức hết sức cảm ơn anh, chỉ là tôi có chút lo lắng cho vết thương cũ của cô ấy. Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, có chút tò mò ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhã tuệ, khẽ ngưng thần nói, vết thương cũ. Nhã tuệ khẽ gật đầu nói, đúng vậy, vào ba năm trước, cô ấy gặp phải một biến cố, vì bảo vệ một món đồ quan trọng, bị lưu manh đâm một dao thật sâu trên bờ vai, mặc dù vết thương đã không còn đáng ngại, nhưng mỗi khi gặp trời mưa, hoặc trời lạnh, bả vai của cô cũng sẽ đau đớn, hoặc đứng lâu, bả vai của cô ấy cũng giống như bị đè ép nặng ngàn cân, đau đớn, thậm chí thỉnh thoảng sẽ bị chuột rút. Chấm ngoặc kép lúc này trang hạo nhiên mới thu lại nụ cười nhìn chằm chằm về phía nhã tuệ giọng nói hơi thấp hỏi năm ấy bị thương rất nghiêm trọng sao nhã tuệ nhớ lại chuyện cũ mặc dù không phải chính mình trải qua nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi nói bị thương rất nặng cả người đều là máu vừa mở mắt ra đã thất thanh khóc giống kích động bà vai nhuộm đầy máu tươi năm ấy cô ấy còn chưa tròn 20 tuổi cũng đã nếm mùi vị khổ sở nhất cũng bắt đầu từ lúc đó cô ấy nhìn thấy máu đều hoảng sợ tất cả mọi người nghe xong cũng im lặng không lên tiếng tiêu đồng nghe vậy lập tức căng thẳng nhìn về phía trang hạo nhiên nói vậy tôi lập tức đến xem cô ấy để cho khúc tiểu thư chấm ngoặc kép trang hạo nhiên bật cười nói đi xem cái gì nhưng chỉ có mấy giờ chuyện nhỏ như vậy đã kinh sợ thì sẽ bị kiêu ngạo dùng cơm mấy người nghe vậy tất cả đều bắt đầu dùng cơm nhã tuệ cũng đứng ở một bên nhìn Trang Hạo Nhiên mỉm cười gọi một chai rượu ướp lạnh năm 1987, không chút nào quan tâm vết thương của bạn thân, vừa cười vừa tán gẫu hôm nay ăn cái gì, cô liền xoay người, để bình nước xuống, có chút đau lòng cho bạn thân, không biết cô thế nào. 2 giờ trưa, Trang Hạo Nhiên cùng bọn Lâm Sở Nhai dùng xong bữa trưa của mình đứng lên, vừa nói vừa cười chuẩn bị đi khỏi phòng ăn. Nhã Tuệ lập tức dẫn các tổ trưởng tiễn mấy vị boss đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên nghe Lâm Sở Nhai nói có liên quan đến khách sạn dưới nước, 4 giờ chiều hôm nay, phải tới phòng hội nghị của khách sạn Á Châu tham dự hội nghị đầu tiên, thảo luận kế hoạch bảo vệ môi trường và phương án xây dựng, chọn lựa bỏ phiếu quyết định. Anh nghe xong, ánh mắt lóe lên một cái, hiểu rõ vòng bỏ phiếu thứ nhất, tưởng thiên lỗi đã có chuẩn bị, anh chỉ cười nhạt, sau đó cùng ba phó tổng đi ra khỏi phòng ăn biển. Nhã tuệ dẫn các tổ trưởng cùng khom lưng tiến tổng giám đốc đi khỏi. Lâm Sở Nhai vừa cùng Trang Hạo Nhiên trò chuyện về khách sạn, vừa quay đầu lại nhìn về phía Nhã Tuệ giống như có chút tâm sự nặng nề đứng ở cổng nhà hàng, cúi đầu thật thấp, không biết đang nghĩ cái gì, hai mắt của anh hơi nụ cười, có chút cảm động nói, một cô gái như vậy thật khó được, thế kỷ này còn có người coi trọng tình bạn như vậy, thực không tồi. Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên và mọi người cùng im lặng nhìn anh. Lâm Sở Nhai nhìn ánh mắt của mọi người liền bật cười nói, nhìn cái gì vậy? Trang Hạo Nhiên chỉ vào Lâm Sở Nhai, nói tôi cho cậu biết, mặc kệ cậu có ý tứ đối với người khác hay không, nhưng tôi cảnh cáo cậu, tôi không ăn cỏ gần hang, cũng không cho cậu ăn. Tại sao? Lâm Sở Nhai bật cười hỏi. Bởi vì cậu ăn cũng giống như tôi ăn, Trang Hạo Nhiên bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa cười nói. Phi, tôi ăn cũng giống như anh ăn, nếu anh dám trước mặt mọi người hôn lưỡi với tôi, tôi ăn coi như anh ăn. Chấm than ngoặc kép lâm sở nhai bật cười nói làm sao tổng giám đốc trang vĩ đại của chúng ta có thể cùng anh hôn lưỡi người ta giữ lại đầu lưỡi khiêu chiến bạn gái họa sĩ tô lạc hoành vừa nói cười vừa đi vào đại sảnh khách sạn á châu nếu như vậy tổng giám đốc trang vĩ đại của chúng ta có thể cả đời cũng không dùng đầu lưỡi rồi lâm sở nhai cất tiếng cười to sau đó nhìn thấy đông anh đang muốn xuống lầu anh lập tức vui vẻ gọi đông anh đông anh nghe được có người gọi cô liền dừng lại thấy Trang Hạo Nhiên, còn có bọn người lâm sở nhai, cô lập tức đi tới, cung kính cúi đầu kêu nhỏ, tổng giám đốc. Các vị phó tổng, chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên mỉm cười hỏi Đông Anh, cô muốn đi nơi nào? Đông Anh lập tức nói, sắp mở hội nghị đầu tiên dự án khách sạn dưới nước, tôi mới vừa đi qua kiểm tra đối chế nội dung thảo luận sắp tới, nghe nói tổng giám đốc tưởng sẽ trở về từ câu lạc bộ, tôi ra đón anh ấy. Vất vả cho cô rồi, Đông Anh chúng ta là thư ký tốt nhất thiên hạ. Dĩ nhiên, tiêu đồng của chúng ta cũng rất tốt. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười nói xong, liền vỗ nhẹ bả vai Đông Anh, lại nói tổng giám đốc tưởng của chúng ta bình thường là người làm việc điên cuồng, mỗi ngày kiếm tỷ bạc, luôn mất ăn mất ngủ, cô nhất định phải chăm sóc nhiều một chút. Vâng, Đông Anh lập tức lên tiếng trả lời. Vậy chúng tôi đi trước, cô bận rộn, Trang Hạo Nhiên nói xong, liền xoay người bước đi, Đông Anh lập tức đứng ở một bên, chờ cho bọn Trang Hạo Nhiên đi khỏi, cô mới xoay người, không ngờ sơ ý một chút, va vào trong ngực Lâm Sở Nhai, mặt của cô tức thì đỏ lên, lui về phía sau mấy bước, liên tục nói: "Xin lỗi, Lâm phó tổng." chấm ngoặc kép. Lâm Sở Nhai mỉm cười nhẹ đỡ bả vai của cô, cười nói: "Đông Anh, cẩn thận một chút, giày của cô quá cao." "Vâng, vâng." chấm ngoặc kép. Đông Anh nhất thời có chút căng thẳng, lui về phía sau mấy bước, lập tức xoay người đi ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 216, dương lớn. Lâm sở nhai nhìn theo bóng lưng vội vàng của Đông Anh, anh lập tức đi lên trước, đôi tay tròn bờ vai của bọn họ, thật bí ẩn cười nói, tôi nói với các người, tôi nghi ngờ Đông Anh yêu thích tôi. Tô Lạc Hoành a hát một tiếng, liếc anh một cái, mới nhạo báng nói, nói bậy. Cô ấy vẫn luôn đắm đuối đưa tình nhìn tôi, tôi cảm thấy cô ấy vẫn luôn yêu thích tôi đấy. Chập, chấm than ngoặc kép, tào anh kiệt khinh bị nhìn bọn họ nói, mọi người biết cái gì tôi đây ba năm đều ở đây khách sạn á châu vẫn hiểu tâm tư của cô ấy cô ấy yêu thích tôi đấy lãnh mặc hàn nghe vậy lạnh lùng nói thôi đi tôi cảm thấy cô ấy vẫn yêu thích trang tổng chúng ta chấm ngoặc kép mọi người đều cút xa một chút cho tôi có chuyện thì lăn đi làm không có việc gì chạy trở về phòng làm việc đập hạt dưa chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên nói xong đi về phía thang máy tổng giám đốc trang anh đi đâu vậy bọn lâm sở nhai nhìn về phía anh hỏi Trang hạo nhiên không lên tiếng, chỉ bảo tiêu đồng đi theo, đi vào thang máy, đóng cửa lại, cũng không muốn nhìn bọn họ lâu hơn. Phòng tập múa. Đường khả Hinh đã mệt mỏi cả người run rẩy, bắp thịt cứng ngắc vô cùng đau nhức, vết thương cũ trên bả vai giống như bị lửa đốt, cô nuốt cổ họng khát khô, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, tóc ướt đẫm dính ở trên khuôn mặt, vết sẹo màu hồng cũng dần dần nổi lên, nhất là lúc cô cực độ mệt mỏi, cô có chút tuyệt vọng suy nghĩ, tại sao nhất định phải khổ đứng ở chỗ này không phải mình học rượu đỏ sao, thế giới xa hoa này bản thân mình không muốn nghĩ tới, cô mệt mỏi, tê dại muốn buông tay rồi, nhưng trong lòng lại không chịu thua, để cho cô vẫn cắn răng, liều mạng đứng, đôi tay mềm nhũn dần dần nắm thành quả đấm, mồ hôi lạnh từ trên lưng lan xuống. Khúc huyền đình mới vừa đi trung tâm spa làm spa, sau đó ngủ thiếp một giấc, mặc vào váy ngắn tơ tầm màu trắng, bên hông quấn một đai lưng màu đen thật to, mang giày cao cổ màu đen, từng bước từng bước đi tới, ngồi vào vị trí, tiện tay nhận lấy trà trợ lý đưa tới, uống một gấp nhỏ, mới nhắc cổ tay, nhìn Crystal trên cổ tay mình, sâu kín nói, 2 giờ 30 phút, cô còn nửa giờ nữa. Chống tốt nha, chấm ngoặc kép. Đường khả hình nghe được câu này, cô đột nhiên phát hiện thì ra khổ sở cũng có kết thúc, cô thở dài một hơi, mồ hôi lại ảo ảo rơi xuống. Bên ngoài phòng tập ngúa, Trang Hạo Nhiên đứng ở trước cửa sổ thủy tinh, nhìn dáng đường khả hình gần như đau đến ngất xỉu ở bên trong bộ hai mắt anh lộ ra nụ cười a à, tiêu đồng nhìn khả hình như vậy ngược lại thật sự cảm thấy tội nghiệp nói đây cũng quá làm khó cho cô ấy anh nhìn xem cô ấy chảy mồ hôi cuối cùng tôi cảm giác chỉ cần chọc nhẹ trên người cô ấy cô ấy sẽ ngã xuống trang hạo nhiên không đồng ý mỉm cười đẩy cửa đi vào phòng tập múa đường khả hình trợn mắt nhìn anh một cái lập tức cắn răng nghiến lợi thật là ác độc a. À. Trang Hạo Nhiên hết sức đẹp trai phong độ đi đến trước mặt của Khúc Huyền Đình, ngồi ở bên cạnh cô, mỉm cười gọi nhỏ thân ái. Vất vả cho cô rồi. Chấm ngoặc kép. Đi, Khúc Huyền Đình có chút làm núng cười nói, cậu ấm đến đây lợi dụng triệt để con người ta rồi cho người ta ăn một quả táo ngọt. Nói bậy, tôi có lợi dụng cô đâu. Chấm hỏi ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lập tức nói với Tiêu Đồng, lập tức chuẩn bị một ly trà sâm trăm năm cho Khúc Tiểu Thư. Vâng, tiêu đồng lập tức xoay người đi ra ngoài. Đường khả hinh nín thở đứng, cả người đầy mồ hôi, chớp mắt một cái, mồ hôi liền từ trên trán lăn xuống, cổ họng khát sắp bốc cháy. Người kia lại còn muốn mời người ta uống trà sâm, cô càng nghĩ càng giận, đôi tay siết chặt quả đấm, mới vừa nghe trợ lý nói còn 5 phút đồng hồ, thân thể của cô đột nhiên giống như đã chút được giận, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, ba tờ giấy màu xanh ở giữa cánh tay rào rào rớt xuống cô chừng lớn con ngươi nhìn ba tờ giấy này cô kêu lên một tiếng trời ạ chấm ngoặc kép khúc huyền đình ngẩng đầu lên thấy đường khả hình đã sợ hãi kêu lên sau đó thân thể buông lỏng tờ giấy màu xanh trên người lại bồng bềnh bồng bềnh rơi xuống mấy phút sau cùng cô tức giận xanh mặt cầm roi lên sải bước đi tới đường khả hình tức giận nói tôi đã nói cô không có thành tựu chấm than ngoặc kép cô vừa dứt lời ngay lập tức vung roi quất mạnh lên hông của đường khả hình chát một tiếng a à, đường khả hình hét to lên một tiếng, đau đến nước mắt rơi xuống, kêu to, đau quá. Chấm than ngoặc kép. Lúc này tôi đã nói rồi, một trang giấy, đánh hai roi. Tổng cộng 10 trang giấy, đánh 20 roi. Khúc huyền đình không nói nhiều, lập tức vung roi lên, hướng hông của cô đánh trước. a à, chấm ngoặc kép, đường khả hình đau đến thét chói tai, thật sự không chịu nổi, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, né tránh khúc huyền đình cô dám tránh thử cho tôi nhìn một chút. Khúc huyền đình không nói hai lời, lập tức cầm khăn lông, quấn lấy đầu roi. Đường khả hình trừng lớn con ngươi, vừa nhìn động tác của cô, lập tức khóc to, liên tiếp lui về phía sau nói, tôi sai rồi, tôi không dám. Cô tha thứ cho tôi, tôi sẽ đứng 5 giờ, cô đừng đánh tôi. Cô cho rằng thượng đế sẽ báp cho cô 24 tiếng đồng hồ nữa sao? Người sống tiếp tục sống, thời gian thì ít, còn có thể cho cô thêm 5 giờ. Khúc Huyền Đình không nói hai lời, cầm roi lên, quất mạnh trên đùi của cô mấy cái, tiếp đó quất vài roi trên hông và bả vai của cô. A, à, chấm ngoặc kép, đường khả hình đau đớn ngã trên mặt sàn, ôm người, khóc kêu to, tôi đau quá. Bả vai của tôi đau quá, tổng giám đốc, cứu mạng, chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên giống như bị dọa sợ, ngồi tại chỗ, cao mày nhìn khúc huyền đình đánh khả hình như vậy, anh cũng có chút không nhịn được giơ tay về phía huyền đình nói, thân ái, cô nhẹ một chút cô ấy còn phải tham gia bữa tiệc tổng giám đốc chấm ngoặc kép đường khả hình tức giận vừa né tránh roi của khúc huyền đình vừa đau đớn kêu to kêu người nào cũng không giúp được cô còn hai roi nữa khúc huyền đình vừa dứt lời ngay lập tức vung roi lên ra sức quất mạnh xuống mông của cô lại hung ác quất trên vai trái của cô một cái đánh ngay miệng vết thương đường khả hình a hát một tiếng thét lên chói tai ngã trên sàn đầu dính vào trên sàn nhà bằng gỗ nước mắt và mồ hôi cùng nhau rơi xuống trên ván gỗ. Khúc huyền đình hư một tiếng, vứt bỏ roi trong tay, mới nói, nghỉ ngơi một giờ, ở nơi này chờ tôi, tiến hành khóa thứ hai. Đường khả hình cũng không nhúc nhích, miệng vết thương đột nhiên co rút, đau giống như bị lửa đốt. Trang hạo nhiên nhìn thấy khúc huyền đình đã đi ra ngoài, anh mới có chút đồng tình đứng lên, từng bước từng bước đi về phía đường khả hình. Cả người đường khả hình nằm trên mặt sàn, nước mắt và mồ hôi cùng nhau rơi xuống, Nghiêng mặt nhìn Trang Hạo Nhiên đang đi tới phía mình, cô đột nhiên trừng mắt. Trang Hạo Nhiên đứng ở trước mặt cô, thật sự rất đau lòng, rất đau lòng nhìn Đường Khả Hinh, thật khổ sở, có chút đau thương, thậm chí còn có chút kích động hỏi, "Thân ái, có khỏe không?" Đường Khả Hinh vừa nghe tiếng gọi thân ái, cái ót cô nhất thời nổ tung, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, trên mặt đột nhiên khổ sở co quắp, đôi tay án chặt bụng, kêu lên, "Đau quá." Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên a à hát một tiếng bật cười, nói, đừng giả bộ, tôi biết rõ cô không có việc gì, muốn lôi kéo tôi. Không có cửa đâu, học tiếp đi, chấm ngoặc kép. Người khác nói xong, cũng đã đứng lên, rất tiêu sái đi ra ngoài. Đường khả hình đột nhiên giống như con ếch chờ chết, hai tay rũ xuống nằm trên mặt sàn, nghĩ tới người kia có thể biết mình đang giả bộ đau bụng, cô vừa tức vừa thẹn gọi to, trang hạo nhiên. Chấm ngoặc kép, hành lang rung lên một cái. Trang hạo nhiên nhất thời sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn về phía lối đi thông qua hành lang trống vắng, nói, làm tôi sợ muốn chết. Dọa hỏng trái tim bé nhỏ của tôi. Buổi chiều, 4 giờ, cả người đường khả hình đã mềm nhún, rũ ra ngồi ở trong phòng tập múa, đang nuốt bánh ngọt do nhã tuệ phái người đưa tới, vừa ăn vừa nhìn đồng hồ trên tường, đã 4 giờ một phút, trong lòng cô ôm hy vọng, nghĩ tới người nọ cũng không đến nữa. Phịch một tiếng, cửa mở ra. Ánh mắt đường khả hình lập tức rời rạc, như giống như người chết ngẩng đầu lên, nhìn cái roi trong tay khúc huyền đình lại vung lên, vẻ mặt phách lối ngẩng đầu đi tới, một đoàn người đi theo phía sau, bọn họ hết sức vất vả khiêng ba cái dương lớn đi tới, sau đó đặt ở giữa phòng tập múa, ầm một tiếng, đập xuống đất. Thân thể đường khả hình chấn động, hoảng sợ đến hai mắt dớm lệ, nhìn về phía khúc huyền đình cầm roi chỉ về phía mình, vẻ mặt như muốn làm thịt dê, trái tim của cô chợt run lên, lần nữa vỡ nát. Chương 217, thái độ mở nó ra, khúc huyền đình đứng ở giữa phòng tập múa, lạnh lùng nói. Đường khả Hinh đã đau đớn khó chịu mệt mỏi tuyệt vọng ngồi phịch trên mặt sàn, trong miệng còn cắn khối bánh ngọt lớn, trên trán đổ mồ hôi nhìn những người đó, vô cùng nghiêm túc nghe theo hướng dẫn, sau đó không người kịt một tiếng, mở cái dương ra, một mùi rất kỳ lạ truyền đến, trái tim của cô không khỏi khó chịu, mồ hôi lớn chừng bằng hạt đậu từ trên trán lan xuống, cô không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái dương đầu, rốt cuộc đựng cái gì một trong ba nữ trợ lý cẩn thận khom lưng đem một đôi giày cao gót màu đen cẩn thận đặt ở bên ngoài cái dương đường khả hình chớp mắt tâm trạng có chút buông lỏng sau đó họ tiếp tục bưng ra một đôi giày cao gót màu đỏ thẫm giày cao gót màu trắng giày cao gót màu xanh mỗi một đôi đều ười mấy phân đường khả hình nhìn đến sừng sốt có cảm giác quên nuốt xuống bánh ngọt trong miệng chỉ ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn về phía khúc huyền đình sau đó bọn họ tiếp tục đem từng bộ váy đuôi cá, cẩn thận trải trên cái bàn nhỏ. Đường khả hình nhăn mày, suy nghĩ rốt cuộc các cô muốn làm gì. Khúc huyền đình ngưỡng mặt lên, ánh mắt lộ ra cứng rắn nói, đem váy bên mặc vào cho cô ấy, mang 17 đôi giày cao gót trên mặt sàn, mỗi đôi đi nửa giờ. Đường khả hình bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy nhìn về phía khúc huyền đình, kêu to cái gì. Nửa giờ, không được, chân của tôi sẽ gãy. Mang giày này, ít nhất tôi ổn mét bảy mấy, quá cao. Khúc huyền đình đột nhiên xoay người, nhìn về phía đường khả hình nói, cũng bởi vì cô quá thấp cho nên mới phải mang giày cao gót cao như vậy. Kéo cô ấy đứng lên cho tôi, chấm than ngoặc kép. Vâng, mấy trợ lý vừa nghe, lập tức bước nhanh tới đường khả hình. Đường khả hình vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức kêu to cứu mạng A. Ngoặc kép. A, à, tiếng gào khóc tuyệt vọng từ phòng tập múa truyền đến vẻ mặt khúc huyền đình bình tĩnh đặt ly trà xuống, nhấc mí mắt nhìn về phía trước. Đường khả hình cởi bộ quần áo bó sát người ướt đấm, mặc vào váy đuôi cá khúc huyền đình phái người mặc vào in, cô chống vào cây cột tường thủy tinh, tức giận đến không thở nổi, cảm thấy sau lưng ba người trợ lý dùng sức kéo căng sợi dây tới vị trí giữa eo, để cho phần eo nhỏ nhắn, đường khả hình không nhịn được hóp bụng ưỡn ngực, cả người bị siết không thở nổi, lúc này ăn bánh ngọt, giống như muốn bị ép ra ngoài, Cô thật sự không chịu nổi kêu to, thật khó chịu quá. Eo chặt căng như vậy tôi không thở nổi. Khúc huyền đình mỉm cười nhìn về phía đường khả hinh, sâu kín nói cô không thở nổi à. Cô không thở nổi còn rêu rao lớn tiếng như vậy, kéo cho tôi, chấm than ngoặc kép. Hai người trợ lý vừa nghe, ngay lập tức kéo mạnh sợi dây trong tay quấn ngang lưng khả hinh. a, chấm ngoặc kép, đường khả hinh lại kêu một tiếng, bên hông bị buộc chặt, bộ ngực hoàn toàn căng lên lộ ra nửa bầu tròn lẳng hết sức hết sức quyến rũ kéo nữa cho tôi chấm than ngoặc kép khúc huyền đình lạnh lùng quát hai người trợ lý vừa nghe lại ra sức kéo a à, chấm ngoặc kép mặt của đường khả hình cũng đỏ lên há to mồm ánh mắt rời rạc lộ ra ánh sáng tuyệt vọng quả nhiên là không còn hơi sức gieo hò mới vừa rồi tắm rửa xong lúc này lại đổ mồ hôi dầm đìa cô muốn lấy hơi cũng cảm giác bên hông quá chặt hơi thở cũng không xuống được toàn bộ nuốt ở trong cổ cô muốn khóc cũng không có hơi sức, chỉ đành phải cố gắng ưỡn ngực, hóp bụng, thậm chí liều mạng hóp bụng, để cho bên hông mình được nới lỏng. Lúc này khúc huyền đình mới đứng lên, cũng không có đi về phía đường khả hình mà ôm vai đi tới đống giày cao gót trước mặt, nhìn từng đôi giày xinh đẹp, duyên dáng, cao đến làm cho người ta kính nể, cô cười khẽ một tiếng, gật đầu nhìn đôi giày màu đen, cười ba nói, mang đôi này đi. Vâng, trợ lý lập tức cầm giày cao gót, đi tới trước mặt của đường khả hinh nói mang vào đi lúc này đường khả hinh thở không ra hơi nhìn đôi giày cao gót này cao như vậy đoán chừng chân phải nhón chân hoàn toàn không biết đầu ngón chân có thể chạm đất hay không cô thật sự không chịu nổi năn nỉ nói tôi không được tôi mang không được cao như vậy không phải muốn mạng của tôi sao không được tôi không mang tôi chết cũng không mang chấm than ngoặc kép Vậy cô đi chết đi, thái độ của khúc huyền đình hết sức hết sức cứng rắn nhìn về phía đường khả hình nói, lúc này tôi nhận được điện thoại của Tổng Giám Đốc Trang, anh ấy nói nếu như cô không muốn lành lặn tiếp nhận học bổ túc thì tự động từ chức đi. Đường khả hình nhất thời mở chừng hai mắt, nhìn vẻ mặt khúc huyền đình không giống đùa giỡn chút nào, cô đột nhiên cắn răng nghiến lợi hận, hận chết Trang hạo nhiên rồi, xiết quả đấm vang răng rắc, hận không được cắn chết người kia, tuyệt vọng rậm chân nói Trang hạo nhiên chết tiệt. Chấm than ngoặc kép mang vào khúc huyền đình không nói hai lời để cho trợ lý cứng rắn mang giày cao gót cho cô đường khả hinh mang đôi giày hận trời cao nhất thời cảm giác mắc cá chân của mình vang lên tiếng rắc cô đổ mồ hôi đầm đìa thở hổn hển vịn chặt cây cột đứng cũng không vững khóc nói giày này cao quá tôi không mang được khúc huyền đình lại không có để ý đến cô mà cất bước đi tới chiếc đường vạch trắng ở chính giữa phòng tập múa nói đối với cô tôi cũng không có yêu cầu quá cao muốn cô đi giống như đi trên sàn kết cô cũng không có trình độ đó, chỉ là cô phải có tư thế đi bộ cơ bản, mang giày cao gót vào, đi theo đường thẳng này, đi tới phía trước, mỗi một bước đều phải đạp trên đường thẳng này, nếu cô đạp không tới, chấm ngoặc kép vèo chấm ngoặc kép trong tay khúc huyền đình xuất hiện cái roi thật dài. đường khả hình vừa nhìn thấy cái roi, cô cam chịu, cô thật sự cam chịu số phận của mình, cô lập tức cắn chặt răng, mang vào giày cao gót cảm giác xương ở trong giày lại vang lên lách cách, cô cố nén khổ sở, lau mồ hôi trên mặt, hướng đường vạch màu trắng trên sàn nhà, ưỡn ngực ngẩng đầu, từng bước từng bước đi tới, đau đi, đau đi, đau chết tôi đi. Hai mắt của cô đột nhiên lộ ra ánh sáng kiên định, trong đáy lòng có cảm giác không chịu thua, kèm theo oán hận trang hạo nhiên, nắm chặt quả đấm, cắn chặt răng, mặc cho nước mắt từng viên lăn xuống, nhưng vẫn từng bước từng bước đi tới phía trước, đi chưa được mấy bước, cũng đã cảm giác ngón chân chống đỡ không nổi đau như bị lửa đốt hai chân của cô lại bắt đầu run rẩy sơ ý một chút giày cao gót xoắn vào một cái chân không có đạp trúng đường vạch trắng vèo khúc huyền đình vung roi lên đánh mạnh trên bắp chân cô a à, đường khả hình lại gào khóc nhưng vẫn chịu đựng cắn chặt răng bước trên đường vạch trắng đi về phía trước khúc huyền đình đứng ở sau lưng đường khả hình im lặng nhìn cô mặc váy đuôi cá vai hơi lộ ra mồ hôi nhỏ giọt ướt đấm, trơn bóng tuyệt vời, eo thon, ngực căng tròn, dễ dàng làm cho đàn ông muốn bóp nhẹ một cái, hai mông tròn hơi vỉnh, mang giày cao gót, bước đi nhẹ nhàng uốn éo, hết sức đẹp mắt. Cô cười khẽ. Một buổi chiều, từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, mặt trời ở đầu kia biển rộng minh mông, chiếu ánh sáng rực rỡ, bóng dáng trong phòng tập múa, từ lúc bắt đầu đung đưa không chừng, đến vững vàng đi lại, từ lúc bắt đầu run rẩy lo lắng, càng về sau càng tự tin ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi về phía trước, cô vẫn chịu đựng roi quất, cô vẫn kiên định bước đi, đột nhiên có chút hiểu ra, khi cô chăm chú, cắn răng chịu được khổ sở, trong cuộc đời sẽ có chút tiến bộ, có một chút tự tin, một chút kiên cường, một chút dũng cảm tới tìm mình. Khúc huyền đình ôm vai đứng ở cạnh cửa phòng tập múa, vẫn chăm chú nhìn về phía đường khả hình. Tiêu đồng lại có chút nghi ngờ đứng ở bên cạnh khúc huyền đình, nhìn về phía đường khả hình đón gió biển mãnh liệt, mang giày cao gót kiểu dáng khác nhau, từng bước từng bước đạp đường vạch trắng, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai mắt cố định đi về phía trước, mồ hôi lạnh tiếp tục tuôn ra, nhưng vẫn cắn chặt răng, cô liền không nhịn được đưa ra nghi ngờ với Khúc Huyền Đình, một ngày có thể thay đổi được gì? Khúc Huyền Đình mỉm cười nói, một ngày không thay đổi được gì. Tiêu Đồng quay đầu nhìn về phía cô. Khúc Huyền Đình nhìn Đường Khả Hinh ngẩng đầu ưỡn ngực, rốt cuộc có chút tư thế xinh đẹp, cô mỉm cười nói thay đổi ngôn ngữ tay chân rất đơn giản nhưng chủ yếu nhất là thay đổi thái độ của cô ấy thái độ của cô ấy mới là quan trọng nhất tôi muốn để cho cô ấy vĩnh viễn nhớ nếu không ngẩng đầu ưỡn ngực có thể cô ấy sẽ rơi lại phía sau bị đánh bị chửi mắng bị trừng phạt giày cao gót là kiêu ngạo của phụ nữ bởi vì nó giúp chúng ta nâng mông hóp bụng ưỡn ngực ngẩng đầu cho nên nó là bậc thầy tốt nhất trong cuộc đời phụ nữ Tiêu đồng nghe vậy lại nhìn về phía đường khả Hinh. Khúc huyền đình nhắc cổ tay nhìn thời gian đã qua 4 giờ, cũng đến giờ hẹn với Trang Hạo Nhiên, liền hỏi tổng giám đốc Trang của các cô đâu. Ách, chấm ngoặc kép, hai mắt tiêu đồng xoay tròn, mới cười nói, ở phòng hội nghị, mở hội nghị đầu tiên của dự án, chuẩn bị bỏ phiếu. Phòng hội nghị số 1 khách sạn Á Châu. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lối cùng ngồi ở vị trí tổng giám đốc, mở tài liệu ra, Ánh mắt hai người đều đông lạnh nhìn số liệu bên trong tài liệu, nghe dưới khán đài kỹ sư trưởng đứng ở giữa màn hình khổng lồ, cầm hộp điều khiển từ xa, mở bản vẽ, một tòa kiến trúc khách sạn dưới nước giống quả địa cầu bằng hiệu ứng 3D hiện ra trước mặt mọi người. Kỹ sư trưởng giải thích thiết kế khách sạn dưới nước sẽ là biểu tượng kiến trúc trong tương lai của toàn thế giới, tôi hy vọng bất kể thời gian bao lâu đi nữa. Loài người nhìn thấy tòa kiến trúc này sẽ nghĩ đến hoàn cầu cho nên chúng tôi thiết kế khách sạn dưới nước dùng mô hình quả địa cầu làm chủ, áp dụng toàn bộ máy móc giám sát tự động, nếu khách sạn dưới đáy nước xảy ra nguy hiểm, có thể tự động nổi trên mặt nước, câu lạc bộ thuyền buồm của khách sạn Á Châu chúng ta sẽ tiếp ứng từ phía xa. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lối cùng ngẩng đầu lên, xuyên qua bản vẽ mô phỏng 3D, thấy khách sạn dưới nước dùng mô hình trái đất làm chủ, tạo hình màu xanh dương, thiết kế ba khối bầu dục màu trắng tiếp xúc với quả địa cầu ở một điểm, do ba cái cột màu trắng khổng lồ chống đỡ, một kiến trúc hùng vĩ từ dưới đáy nước nổi trên mặt nước, đứng vững vàng ở trong biển, chính xác có hiệu quả đáng kinh ngạc. Kỹ sư lại báo cáo mô hình tiếp theo, phân chia từng phần khách sạn dưới nước, bởi vì môi trường dưới nước rất đặc biệt, trước tiên thi công phần khách sạn trên mặt nước, sau đó nối ghép phần ở dưới nước, phần thứ nhất là đại sảnh, phần thứ hai là phòng khách, vòng tròn trên không, lấy thiết kế trong suốt làm chủ, từng phòng khách vây quanh đại sảnh, nối ghép chung một chỗ, Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn hiệu ứng 3D, liền đặt câu hỏi, xây dựng dưới biển sâu như vậy, làm thế nào đi thông vào khách sạn dưới nước? Kỹ sư mỉm cười cầm hộp điều khiển từ xa, mở bản vẽ tiếp theo, xuất hiện cây cầu dài thiết kế đi thông vào khách sạn dưới nước, nói căn cứ vào tình hình này, chúng tôi sẽ thiết kế cây cầu dài thông qua chiếc Ron Royce sang trọng, đưa khách tới đầu cây cầu, sau đó dùng thang máy trong suốt, nhanh chóng xuống biển. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi lại ngẩng đầu lên nhìn bên trong màn hình xuất hiện một vòng tròn thủy tinh khổng lồ, xây gắn liền khách sạn dưới nước, sau đó bên trong vòng tròn đều là cái nhiệt đới nhiều màu sắc xinh đẹp. Trong lúc thang máy thủy tinh nhanh chóng trượt xuống, còn có thể ngắm nhìn những con cá biển xinh đẹp nhất, còn có mỹ nhân ngư biểu diễn. Khi thang máy trượt tới khách sạn dưới nước, còn có thể di chuyển ngang sang đại sảnh khách sạn, trong quá trình di chuyển, có thể thỏa thích ngắm nhìn quang cảnh chân thật dưới đáy biển. Trang Hạo Nhiên khẽ gật đầu. Hai mắt tưởng thiên lỗi lạnh lùng chợt lóe, trên mặt xẹt qua một chút nụ cười đắc ý. Kỹ sư tiếp tục nhấn hộp điều khiển từ xa, thông qua bản vẽ mô phỏng 3D, mở tính năng đầu tiên của khách sạn dưới nước, nói phòng khách hình tròn trong suốt, sẽ do khách hàng làm chủ, vì theo sát chủ đề khách sạn dưới nước, ở bên trong khách sạn dưới nước, tôi dùng thủy tinh trong suốt thiết kế 32 gian phòng khách hình cầu khổng lồ, hơn nữa khách có thể tùy ý điều khiển di chuyển vị trí phòng khách từ xa, Lúc khách sạn dưới nước hoàn thành, chúng ta có thể nhìn thấy vô số thủy tinh thể trong suốt, giống như bọt biển tung bay ở xung quanh khách sạn xa hoa. Mọi người lại ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy ở bên trong bản vẽ mô phỏng 3D, thiết kế vô số bọt thủy tinh thể tung bay ở xung quanh khách sạn, hết sức ảo mộng. Bốn người Lâm Sở Nhai ngẩng đầu lên nhìn thiết kế này nếu như ra đời, chính xác không có gì so sánh nổi, mà Thái Hiền không ngừng truyền tin quyền bỏ phiếu dự án khách sạn dưới nước, cổ đông hoàn cầu chiếm 37% khách sạn Á Châu chiếm 40%, quyền bỏ phiếu còn lại do hội đồng quản trị quyết định, tình huống đối với tổng giám đốc trang hết sức bất lợi. Hai mắt tưởng thiên lỗi lóe lên, nhìn màn hình máy vi tính trước mặt không ngừng nhận dữ liệu ý kiến bỏ phiếu của các cổ đông trên thế giới do Đông Anh truyền đến, hai mắt anh dần dần lộ ánh sáng hài lòng. Trang hạo nhiên hơi rũ mắt nhìn tất cả số liệu, trên mặt không lộ vẻ gì, chỉ là hai mắt lộ ra một chút ánh sáng sắc bén, Bản vẽ minh họa khách sạn dưới nước đang mở ra. Dưới khán đài cổ đông và nhân sự chủ chốt của hội đồng quản trị vẻ mặt nghiêm túc chuyên nghiệp nhìn mô hình diễn thuyết, có một số lãnh đạo cấp cao xem thiết kế lần này vẻ mặt cũng lộ ra kinh ngạc, nhìn một kiến trúc hùng vĩ như vậy, nếu một được thực hiện, đây là công trình to lớn cỡ nào, hơn nữa can đảm thiết kế ra như vậy, đội ngũ phía sau nhất định là ưu tú trong ưu tú của thế giới. Kỹ sư trưởng cầm hộp điều khiển từ xa, nhấn xuống mặt tiếp theo xuất hiện hình ảnh bãi biển đẳng cấp của các quốc gia Singapore, Hàn Quốc. Giải thích địa điểm liên quan đến việc xây dựng chuỗi khách sạn dưới nước đã được lựa chọn, chính quyền địa phương hết sức hoan nghênh hoàn cầu đầu tư dự án long trọng như thế. Diễn thuyết xong mô hình khách sạn dưới nước, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Sắc mặt của tưởng thiên lỗi lại hiện lên nụ cười, hai mắt lộ ra ánh sáng quyết tâm giành chiến thắng. Trang hạo nhiên mỉm cười ngẩng đầu lên, giơ tay lên vỗ tay khen ngợi. Sau tiếng vỗ tay, kỹ sư trưởng và kiến trúc sư trưởng cùng nhau đứng lên một lần nữa, cầm hộp điều khiển từ xa nhấn mô hình bảo vệ môi trường, chuẩn bị diễn thuyết. Mười mấy người thư ký lập tức đem tài liệu phân tích thiết kế thực tế, đặt từng phần xuống ở trước mặt mọi người, Đông Anh và Thái Hiền cùng cầm trong tay hai phần tài liệu, im lặng đưa tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên, hai người đồng thời mở tài liệu ra, ngẩng đầu lên, nhìn về phía hình ảnh mô phỏng trong màn hình lớn. Trong bản vẽ xuất hiện bản thiết kế khách sạn dưới nước lớn nhất thế giới, kỹ sư môi trường bắt đầu giải thích tường thủy tinh trong suốt, bỏ qua thủy tinh truyền thống và pha lê, mà áp dụng thủy tinh dẻo, chính là vì đối phó áp lực nước đánh mạnh vào, ngăn chặn nổ mạnh. Kỹ sư xây dựng và kỹ sư môi trường không ngừng thử nghiệm thủy tinh dẻo trong 3 năm, thậm chí xử lý qua mô hình thật dưới nước, cuối cùng thử nghiệm số liệu phân tích thực tế dưới nước trong 3 tháng mới ra số liệu chính xác nhất. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên cùng nhìn số liệu phân tích kỹ sư lại xoay người cầm lên hộp điều khiển từ xa, chuẩn bị mở mô hình kế tiếp. Trang hạo nhiên bình tĩnh hỏi, độ dày của thủy tinh dẻo là bao nhiêu? Ánh mắt kỹ sư trưởng trầm ngâm trong chốc lát, mới nói 38,7cm. Trang hạo nhiên nhíu mày, cuối cùng hai mắt lộ ra ánh sáng sắc bén, chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt hơi nghiêm túc hỏi, bao nhiêu? Kỹ sư trưởng nhìn ánh mắt sắc bén của Trang Hạo Nhiên cũng không thỏa hiệp, nói 38,7 cm dường như sắc mặt tưởng thiên lỗi hơi thay đổi, hơi nghiêng đầu. Vẻ mặt trang hạo nhiên căng cứng, vì làm dịu không khí mà hơi lộ ra nụ cười, nhìn về phía kỹ sư trưởng, nhàn nhạt hỏi anh. Tên gì? Hách trí tường, kỹ sư trưởng nói. Trang hạo nhiên chậm rãi trước mắt nhìn về phía hách trí tường mỉm cười nói, lúc anh nói dùng thủy tinh dẻo 38,7cm thì có kỹ sư nào khác nói lên ý kiến phản đối hay không? Có, hách trí tường gật đầu, chương 218, phản đối hay tán thành. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên hơi ngưng lại, hơn 10 giây, trong ánh mắt của tất cả mọi người chiếu thẳng vào trên người của anh thì anh mới lạnh nhạt nói, theo tôi được biết, phòng ăn dưới đáy biển của khách sạn Á Châu chúng ta ở các quốc gia trên toàn thế dùng thủy tinh dẻo có độ dày khác nhau từ 42,6cm đến 45cm. Tại sao anh có dũng khí thử thách với thủy tinh dẻo độ dày 38,7cm dưới đáy nước như vậy? Hách trí tường nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, Ánh mắt kiên định nói, bởi vì thủy tinh dẻo 38,7cm có hiệu quả làm cho khách sạn dưới nước có thể trôi lơ lửng, hơn nữa có kết cấu an toàn, một khi xảy ra sự cố, thời gian trôi lơ lửng của chúng ta sẽ rút ngắn 45 phút. Trang hạo nhiên mỉm cười, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ nói, tưởng tượng tương lai tươi sáng là chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới, chỉ là anh thử thách với thủy tinh dẻo 38,7cm, hiển nhiên là muốn sáng lập kỳ tích của cá nhân anh, 3 tháng thử nghiệm, sáng lập nên kỳ tích lịch sử, anh không cảm thấy quá vội vàng sao. Một công trình kiến trúc sau khi xây dựng hoàn thành sẽ trải qua mấy chục năm, thậm chí khiêu chiến trên trăm năm lịch sử. Chấm ngoặc kép. Chúng ta có khách sạn có kỹ thuật tân tiến nhất, tự nhiên sẽ mặc sức tưởng tượng mấy chục năm sau, rốt cuộc nó có thể chế tạo truyền kỳ hay không, cho nên khi chúng tôi thiết kế khách sạn đã sớm nghĩ đến điểm này, bởi vì đây là khách sạn được thiết kế ở trong nước, hơn nữa trang thiết bị nội thất để trang trí khách sạn và kiểm nghiệm an toàn kỹ thuật hết sức khó khăn, cho nên chúng tôi dùng thiết kế phân giá khách sạn khi chúng ta kiểm tra phát hiện bất kỳ một bộ phận nào của khách sạn xuất hiện vấn đề. Chúng ta cũng có thể một mình phân giá bộ phận này, một mình lên bờ để kiểm tra. Chấm ngoặc kép, hách trí tường nói nhanh. Trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng một lúc, cười nhẹ, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía chúng cổ đông nói, tôi phát hiện một chuyện rất thú vị, mọi người có muốn nhìn một chút hay không? chúng cổ đông cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên nghiêm túc, nhìn về phía Thái Hiền. Từ trên chỗ ngồi, Thái Hiền lập tức đứng lên, cầm USB trong tay, đi về phía đài diễn thuyết, đem USB cắm vào trong máy vi tính. Trong màn hình nhất thời xuất hiện hình ảnh bậc thầy kiến trúc sư đi cây người Đức đang giải thích độ dày của thủy tinh dẻo thấp hơn 40cm ở dưới nước, khắp trên thế giới đã từng có xảy ra sự cố, sau đó chuyên nghiệp giảng giải bởi vì thủy tinh dẻo ở độ dày 38,7cm, thủy tinh sẽ không cách nào truyền đầy đủ sóng âm, sóng ánh sáng, dẫn đến hiệu quả không rõ ràng, ở phương diện này hiệu quả khách sạn sẽ giảm đáng kể. Trang hạo nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, nghiêm túc nói, khách sạn dưới nước của chúng ta, tăng độ dày thủy tinh, một là đưa đến hiệu quả an toàn, hai là làm cho thủy tinh sâu hơn, giống như lời khuyên của bậc thầy đi cây, môi trường có lợi phải tiếp nhận khúc xả ánh sáng. Mọi người đều biết, thủy tinh dẻo có tính chịu lực, thời gian cao nhất chỉ có 8 năm, như vậy việc bảo trì khách sạn sẽ trở nên hết sức quan trọng. Trong môi trường nước nghiêm ngặt và điều kiện an toàn làm đầu, kỹ sư hách quyết định của anh có phải có chút mạo hiểm hay không? Cái này không chỉ bất lợi cho an toàn và bảo vệ môi trường, mà quyết định này sẽ tiềm ẩn hiểm họa trong giai đoạn bảo trì khách sạn sau này. Chấm than ngoặc kép. Hai mắt tưởng thiên lỗi lạnh lùng chợt lóe Hách trí tường cũng im lặng. Trang Hạo Nhiên tự mình cầm hộp điều khiển từ xa, nhấn mở hình ảnh bậc thầy kiến trúc sư người Đức đi cây ở trong buổi tọa đàm nghiên cứu về khách sạn dưới nước trên thế giới. Tất cả các bằng chứng thu được đủ để thể hiện ông ta có thực lực siêu phàm. Hình ảnh người đàn ông này gần 50 tuổi, nhìn về phía mọi người mỉm cười nói kiến trúc, chỉ có kinh điển và truyền kỳ mới có thể chịu được thử thách của thời gian. Gió mưa bão tuyết chỉ là kiệt tác hẳn sâu lịch sử của nó, những năm gần đây phong cách thiết kế trên thế giới càng đẹp, bởi vì chúng ta ngày càng tiếp cận với thế giới rất nhiều kiến trúc vô cùng sáng tạo giống như trăm hoa đua nở trải qua từng giai đoạn sáng tạo và cải tiến có người muốn khiêu chiến với truyền thống từ bỏ lý tưởng học kiến trúc lấy người làm gốc trước mắt ở trong nước xuất hiện rất nhiều công trình bã đậu nhất là người không có lý lẽ hoặc là người có tư tưởng chủ nghĩa cá nhân tưởng thiên lỗi quay đầu nhìn về phía trang hạo nhiên mỉm cười nói 127 kỹ sư của tôi là đội ngũ ưu tú mạnh nhất trên thế giới, không có cái gì gọi là chủ nghĩa cá nhân, những yếu tố trên mà cậu nói, toàn bộ đều dối rắm ở chuyện có an toàn hay không, có bảo vệ môi trường hay không, nhưng là kỹ sư hách có lý lẽ thực tế, số liệu và thử nghiệm thực tế. Chúng tôi cũng không phải không có căn cứ, mà lần này áp dụng kỹ thuật luyện thủy tinh hữu cơ mới nhất, tôi có thể khẳng định và bảo đảm tính an toàn thủy tinh hữu cơ lần này đứng hàng đầu thế giới. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói với Tưởng Thiên Lỗi, liệt kê số liệu, đưa ra câu hỏi là người làm lãnh đạo chúng ta phải có đủ năng lực ứng phó. Căn cứ vào tình hình này, tôi quyết định phản đối. Chuỗi khách sạn lấy an toàn và bảo vệ môi trường làm chủ. Khiêu chiến kiến trúc truyền thống như vậy, thật sự quá mức mạo hiểm. Hiện nay khoa học mỗi ngày lập chứng, mỗi ngày bị phủ định. Tôi muốn chính là số liệu và hiệu quả thử nghiệm mạnh mẽ hơn. Chủ tịch hội đồng quản trị Lưu ngồi ở dưới khán đài bình tĩnh hỏi Trang Hạo Nhiên, vậy Tổng Giám Đốc Trang cần số liệu và hiệu quả thử nghiệm mạnh mẽ như thế nào? Hai mắt Trang Hạo Nhiên chậm rãi chấp, tay nhấn hộp điều khiển từ xa một cái, trong màn hình xuất hiện nửa khuôn mặt đi cây, nói tôi vẫn luôn cho rằng không cần dùng nhiều đội ngũ chuyên nghiệp, chỉ cần tinh. Tôi cũng cho rằng trong một đội ngũ mới, cần phải chú ý đến thực lực và chuyên nghiệp, cũng như có sự kết hợp giữa sáng tạo và cố vấn thiết kế, cung cấp cho bọn họ những ý kiến trái chiều, chỉ có không ngừng tranh luận và nhiều lần biện chứng, chân tướng mới có thể dần dần lộ rõ, tôi không thích chủ nghĩa cá nhân. Nhất là ở dự án đầu tư 100 tỷ, gần như móc rỗng nguồn tài chính của hoàn cầu tôi, là điều kiện tiên quyết để triển khai dự án. Chấm than ngoặc kép chấm. Tất cả cổ đông và lãnh đạo cấp cao lập tức trâu đầu ghé tai. Hai mắt tưởng thiên lỗi lạnh lùng chợt lóe khuôn mặt bắt đầu cứng ngắc tràn ra sát khí đáng sợ. Vậy ý kiến của ngài là, chấm ngoặc kép, Chủ tịch Lưu ngẩng đầu lên hỏi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, ý kiến của tôi là. Mời bậc thầy kiến trúc nổi tiếng thế giới đi cây làm cố vấn thiết kế khách sạn dưới nước cho chúng ta lần này, để công bố với cổ đông trên tàn thế giới. Chúng ta còn có bằng chứng mạnh mẽ, chứng minh khách sạn dưới nước của chúng ta, không chỉ có khoa học kỹ thuật tân tiến, cũng tuyệt đối an toàn. Tất cả cổ đông dối rít gật đầu. Trang Hạo Nhiên mỉm cười quay đầu nhìn về phía tưởng thiên lỗi, nói tổng giám đốc tưởng, anh cảm thấy như thế nào? Tôi tin rằng chúng ta cùng chung lý tưởng xây dựng hoàn thành khách sạn dưới nước. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi cứng ngắc, cả người giống như căng cứng đáng sợ, ánh mắt của anh vô cùng thâm thúy giống như một cái động đen ngòm không nhìn thấy, không sợ được. Bọn người Đông Anh và Trần Tuấn Nam cùng Thẩm Quân Dụ căng thẳng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi khẽ xoay tròn, nhìn về phía chúng cổ đông và lãnh đạo cấp cao đưa mắt nhìn mình, một cỗ hơi thở muốn nổ tung trong lồng ngực nhưng anh chậm rãi rũ mắt, suy tư một lát, mới mỉm cười nói, thật ra lý tưởng của tôi và Tổng giám đốc trang không giống nhau, nhưng chúng tôi đều có chung mục tiêu, chính là thuận lợi hoàn thành công trình khách sạn dưới nước vĩ đại. Cho nên, tôi tán thành ý tưởng của Tổng giám đốc trang, thuê bậc thầy thế giới đi cây làm cố vấn dự án của chúng ta lần này. Hy vọng có thể tạo ra giám sát tốt nhất. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ánh mắt sắc bén của Trang Hạo Nhiên chợt lóe, ngẩng khuôn mặt tươi cười, tiếp nhận tiếng vỗ tay của mọi người. Sắc mặt của tưởng thiên lỗi lập tức cứng ngắc, trong con người đông lạnh lộ ra sát khí. chương 219, vai trái. Hai cánh cửa chính phòng hội nghị ầm ầm mở ra. Trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi cùng nhau đi ra, phía sau lưng lãnh đạo cấp cao lập tức bắt đầu bàn tán ẩm ý, bởi vì hôm nay Trang hạo nhiên lên tiếng phản đối, cho nên dự án lần này tạm thời ngừng bỏ phiếu vì không thống nhất ý kiến, chờ bậc thầy kiến trúc đi cây dẫn dắt đội ngũ riêng của ông ấy tiến vào đội ngũ thiết kế khách sạn Á Châu, mở cuộc thảo luận độ dày thủy tinh, sau khi cho ra kết quả rồi quyết định thời gian, triệu tập hội nghị bỏ phiếu lần nữa. Trang Hạo Nhiên vừa bước đi, vừa cười nói với tưởng thiên lỗi, đi cây hẹn thứ hai tới, từ trước đến giờ ông ấy thích kiến trúc Trung Quốc, tôi cố ý chọn Thủy mặc Hiên cho ông ấy. Hai mắt tưởng thiên lỗi lóe sáng, chậm rãi nói, ừm, cậu làm chủ đi, hy vọng ông ấy đi vào tập đoàn Á Châu, sẽ mang lại cho chúng ta đề nghị có ích trang hạo nhiên bật cười nói tôi không thể làm chủ khách sạn á châu là của anh ông ấy tới hoàn cầu chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi hơi nụ cười được đi về trước trang hạo nhiên cười nói tính tình của ông ấy rất quái dị từ trước đến giờ đối với kiến trúc cổ có tình cảm khắc sâu lần này có lẽ sẽ mang đến cho chúng ta nhiều tác phẩm hơn huống chi ông ấy vẫn là thầy của văn phong tôi tin tưởng giữa thầy trò bọn họ nhất định có thể hợp tác tốt hơn trong lòng Đông Anh chấn động mạnh một cái, không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về phía nửa khuôn trang hạo nhiên, lúc ngẩng khuôn mặt tươi cười, hai mắt lóe ra ánh sáng ấm áp nhưng cô cảm giác đầu ngón tay rét run. Sắc mặt tưởng thiên lỗi lạnh lùng, dần dần buông lỏng, mỉm cười nói, từ trước đến giờ văn phong sợ nhất là người thầy giáo này, hơn nữa bọn họ đã từng hợp tác chung dự án khách sạn lớn, tôi cũng tin tưởng dự án khách sạn dưới nước lần này, bọn họ sẽ không nảy sinh ý kiến trái chiều hai người nói cười đi về phía trước. Vẻ mặt hách trí tường nghiêm túc đi lên, cung kính nói với tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên, hai vị tổng giám đốc, chút nữa tôi sẽ đem cơ cấu phân giã mô hình khách sạn dưới nước đưa đến phòng làm việc mọi người. Trang hạo nhiên mỉm cười nhìn về phía hách trí tường, vươn tay vỗ nhẹ bờ vai của anh ta nói, lúc này anh cho chúng tôi một diễn thuyết rất đặc sắc, nhất là đồ án phân giã dưới nước, đây mới thật là một tác phẩm dũng cảm nhất thế kỷ, cố gắng lên hy vọng tương lai anh sáng lập huy hoàng trên mặt hách trí tường lộ ra nụ cười miễn cưỡng nói cảm ơn tổng giám đốc khích lệ tôi còn phải học tập rất nhiều đừng nói lời khách sáo tôi tin tưởng năng lực của anh trang hạo nhiên cười dừng lại nhìn thang máy đang ở trước mắt mới quay đầu nhìn tưởng thiên lỗi nói được rồi hôm nay hội nghị cực khổ nếu không có chuyện gì tổng giám đốc tưởng tôi xuống lầu trước tưởng thiên lỗi hơi mỉm cười nói tốt có thời gian ăn cơm tối chấm ngoặc kép mời anh trang hạo nhiên cố ý nói xong mới xoay người đi khỏi tiêu đồng thái hiền còn có bốn người lâm sở nhai cùng đứng ở trước mặt của tưởng thiên lỗi gật đầu chào hỏi mới xoay người đi khỏi tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn về phía bóng lưng trang hạo nhiên im lặng xoay người đi tới phòng làm việc tổng giám đốc đông anh trần tuấn nam thấm quân dụ hách trí tường bốn người bọn họ đồng thời đi theo anh đi trở về phòng làm việc tổng giám đốc tưởng thiên lỗi đi vào phòng làm việc im lặng cởi bỏ tây trang ngồi ở trên ghế ra. Trần Tuấn Nam ngồi xuống trước, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, không thể tin nổi cười nói, Tổng Giám Đốc Trang quả nhiên làm việc nhanh chóng, tôi đã dự đoán ở trong hội nghị anh sẽ lên tiếng phản đối, nhưng không nghĩ tới, anh ấy có thể dùng đi cây. Giống như tính an toàn của thủy tinh dẻo 38,7cm, điều này có thể là một đề tài sao? Đội ngũ của chúng ta có thể nói là đội ngũ ưu tú nhất trên thế giới, trải qua các loại khảo nghiệm, làm sao dẫm lên vết xe đổ để xảy ra loại sự cố trên. Cho dù anh ấy muốn an bài đi cây tiến vào tập đoàn Á Châu chúng ta, cũng không thể ở trên hội nghị lớn, không chút nể mặt làm mất thể diện của chúng ta. Thấm quân dụ ngồi ở một bên, lạnh lùng nói, đối với tình hình không thuận lợi của hội nghị lần này, khẳng định anh ấy đã nghiên cứu rất nhiều, Tô Lạc Hoành có kỹ thuật máy vi tính rất cao, tôi nghi ngờ máy vi tính của tôi bị anh ta xâm nhập. Chấm ngoặc kép. Trần Tuấn Nam quay đầu nhìn về phía thấm quân dụ, có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ bọn họ biết người của chúng ta nằm vùng ở Hoàn Cầu. Cũng biết chúng ta vẫn theo dõi máy vi tính của bọn họ. Thấm quân dụ chậm rãi nói, trình tự vẫn là chết, chỉ có nhân tài là sống, nó tuyệt đối không trung thành. Chống giám sát, chống hacker, chống theo dõi, một chút chuyện nhỏ như vậy cũng không khó khăn. Gần đây, nhất định phải tăng cường đề phòng, công ty sử dụng software mới nhất, toàn bộ đều phải trải qua kiểm tra, Lúc đang họp tôi mới nhận được một tin nhắn thư ký gửi cho tôi, tôi đã thầm kêu không ổn. Hai mắt tưởng thiên lỗi giống như giã thú trong đêm tối nhìn về phía anh. Thấm quân dụ trầm ngâm trong chốc lát, mới nói tôi mới vừa nhận được một tin tức, khách sạn của chúng ta ở Nhật Bồn, một thư ký chỉ download một ca khúc ở trên máy tính phòng làm việc tổng giám đốc, máy vi tính lập tức bị hacker xâm nhập, xóa bỏ tất cả dữ liệu của khách sạn, cho nên cuộc đấu thầu kế tiếp của chúng ta ở Nhật Bản đã bị thất bại. Trần Tuấn Nam cao mày nhìn về phía anh nói, ý của anh là có người sắp đặt chương trình hách dấu ở trong MP3. Vượt qua bức tường lửa mạnh mẽ nhất của khách sạn chúng ta, truyền vào thấm quân dụ nói. Đã tra ra được cái gì chưa? Trần Tuấn Nam có chút căng thẳng nói. Đang bí mật điều tra. Nhìn về phía phòng làm việc của Tô Lạc Hoành. Chấm ngoặc kép, thấm quân dụ lạnh nhạt nói. Hắc, Trần Tuấn Nam không thể tin nổi nở nụ cười, hơi tức giận nói thật là khó lòng đề phòng không khí đột nhiên yên lặng, mấy người cùng nhìn về phía tưởng thiên lỗi, anh vẫn ngồi tại chỗ, im lặng không lên tiếng. Trần Tuấn Nam nhìn về phía anh nói, Tổng Giám Đốc. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lạnh lùng mở miệng, tôi sớm đã nghi ngờ tại sao chỉ có một mình cậu ta ở trên hội nghị, nhưng tôi không nghĩ tới, cậu ta dùng chính là đi cây. Chấm ngoặc kép, mấy người im lặng nhìn về phía anh, hách trí tường cũng gật đầu nói, vâng. Tôi cũng không ngờ được, trần tuấn nam cũng khẽ thở dài cười khổ nói tôi thật sự nghĩ không ra tại sao anh ấy đoán được kỹ sư trưởng chân chính của khách sạn dưới nước là cậu chủ tưởng chuyện này chúng ta vẫn che giấu rất kín chấm ngoặc kép hai mắt tưởng thiên lỗi thâm thúy tĩnh mịch giống như huyệt động đáng sợ chậm rãi hỏi hiện tại văn phong ở đâu ở hàn quốc đông anh lập tức nói tưởng thiên lỗi do dự một lát mới nói gọi cậu ấy trở về vâng đông anh lập tức gật đầu Tưởng thiên lỗi chậm rãi chuyển động ghế ra, nhìn trời xanh mây trắng phía ngoài cửa sổ, hai mắt anh lộ ra lạnh lùng. Cửa thang máy mở ra. Trang hạo nhiên mỉm cười đi ra, liếc mắt nhìn bên ngoài khách sạn mặt trời chiều dần dần xuống núi rồi, tiên nắng chiều đỏ ao nhiễm đỏ mặt biển lớn như màu máu, anh nhìn cảnh sắc này, hai mắt lộ ra ánh sáng sắc bén. Lâm sở nhai vừa nói đùa với tô lạc hoành, vừa đi về phía trang hạo nhiên nói, tôi nghe nói, có hacker nhập vào máy vi tính của giám đốc khách sạn Nhật Bản của tập đoàn Á Châu, cho nên bọn họ đấu thầu thất bại ở Nhật Bùn. Trang hạo nhiên nghe vậy, lập tức xoay đầu lại nhìn về phía lâm sở nhai, tức giận nói, là ai? Người nào gan to như vậy? Tôi cũng không biết, lâm sở nhai nhún nhún vai. Lạc hoành đi thăm dò bên ngoài, trang hạo nhiên bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa cố ý xị mặt nói. Tô lạc hoành chật một tiếng, nói ăn no không có chuyện làm sao, Tôi đang bận. Tại sao tôi phải tra chuyện của bọn họ? Làm không tốt tôi còn bị oan uổng thì làm thế nào? Không được, cậu phải tra được, Trang Hạo Nhiên cố chấp nói. Tôi không muốn, Tô Lạc Hoành kiên quyết không chịu. Lãnh Mặc Hàn nói thẳng, cậu phải tra được, bởi vì rất có thể có người sẽ mượn tranh đấu lần này giữa tổng giám đốc và tổng giám đốc tưởng làm ngư ông đắc lợi. Thậm chí khích bác từ trong, nếu như mà tôi đoán không sai, bây giờ đã có người hách vào trong máy vi tính của Lạc Hoành rồi chấm ngoặc kép. Tô Lạc Hoành trợn to hai mắt, tức giận nói, lão tử nằm cũng trúng đạn. Chấm hỏi ngoặc kép, tổng giám đốc của chúng ta đã từng đứng cũng trúng đạn đấy. Lâm sở nhai mỉm cười nhìn về phía vai trái Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lập tức quay đầu nhìn về phía bọn họ tức giận nói, mọi người đừng luôn dâm ý thân thể của tôi được không? Đám cầm thú lâm sở nhai đồng thời cười lớn, đang muốn đi tới hoàn cầu, nói, đói chết rồi, thời gian cũng 6 giờ 30 xem ra mùa thu sắp tới rồi lúc này trời đã không còn sáng nữa trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng không để ý bọn họ chỉ một mình đi vào trong thang máy bốn người khoa trương nhìn về phía anh trang hạo nhiên đứng ở bên trong thang máy cũng nhìn về phía bọn họ nói nhìn cái gì vậy đêm nay tôi không mời mọi người ăn cơm đâu nên cút đi tất cả đều cút cho tôi cửa thang máy đóng lại Tô Lạc Hoành ngạc nhiên nhìn về phía mọi người nói, người này đi đâu? Lâm sở nhai nhìn về phía cánh cửa thang máy đóng chặt, cười nói còn có thể đi đâu? Xem tiểu đường thôi. Tiểu đường, Tô Lạc Hoành a hát một tiếng, cũng cười. Phòng tập múa. Bức tường thủy tinh hướng biển dần dần mờ nhạt, cả phòng tập múa chìm vào nắng chiều như lửa đỏ. Có một thân thể nho nhỏ, mặc váy ngắn tơ tầm màu trắng khêu gợi, bả vai chỉ khoác một cái áo khoác tơ tầm màu đỏ, hai chân thon dài đều đặn cuộn tròn mặt dính vào trên sàn nhà giống như quá mệt mỏi mà ngủ say xưa nhưng trong tay còn đang nắm một phần tài liệu rượu đỏ đoán chừng vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi tóc ngắn ướt đẫm còn chưa khô rũ xuống trên khuôn mặt trắng nõn hành lang thật dài truyền đến tiếng dài ra anh chậm rãi đi tới phòng tập múa khi anh đi tới cạnh cửa nhìn về phía bóng dáng cuốn rúc vào trên sàn rất đáng thương anh dịu dàng mỉm cười im lặng di chuyển bước chân. Đạp tiên nắng chiều như lửa rơi trên mặt sàn, chậm rãi đi tới trước mặt cô, đón gió biển mãnh liệt, hai mắt lộ ra thâm trầm, tao nhã ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn bị tóc ngắn che phủ, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại, giống như thiên thần ngủ say, áo khoác đỏ thấm rơi vào trên cổ, váy bên trong có chút ngắn. Cho nên cô nằm xuống hai chân cuốn lên, lộ ra chân dài hấp dẫn, hết sức dễ nhìn. Anh cười khẽ, chuyển mắt nhìn về phía bàn chân trần của cô, nơi này đã rách ra sưng đỏ. Hai mắt của anh khẽ lóe lên ánh sáng, nhớ tới lời của Nhã Tuệ, rốt cuộc chuyển ánh mắt rơi vào vai trái cô, cảm giác có vết thương che giấu ở trong áo khoác màu đỏ rực. Anh khẽ cau mày, lại cảm giác có chút đau đớn xông vào vai trái của mình. Anh im lặng khẽ nhích ngón tay, cầm một góc áo trên vai, dịu dàng cẩn thận khẽ kéo lớp vải mềm mại quả thật nhìn thấy phía sau bả vai trơn mềm trắng nõn của khả Hinh có một vết sẹo màu hồng thật dài. Hai mắt anh trượt lóe chương 220, màu sắc. Gió biển thổi mạnh, mang theo chút lạnh lẽo. Đường khả Hinh đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, theo bản năng giúp người, có hai chân lên muốn giúp vào trong áo khoác đỏ thấm, nhưng cho dù giúp như thế nào, đôi chân nhỏ vẫn lộ ra ngoài áo khoác, ngủ giống như con mèo nhỏ lười biếng. Trang hạo nhiên mỉm cười, liền cởi tay trang màu trắng của mình, nhẹ nhàng phủ lên người cô. Chút ấm áp này làm cho khả hình chợt cảm thấy thoải mái, mới muốn chở mình chui vào trong tay trang, chợt cảm thấy bên hông, trên đùi đau nhức, cô thở dốc một hơi, cau mày, nhắm mắt như đứa bé làm nũng với mẹ, kêu nhỏ đau quá. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên nghiêng mặt chú ý đến trên bắp đùi cô, trên bả vai, trên cánh tay mơ hồ sưng đỏ. Đường khả hình đột nhiên xoay người, cuối cùng mở mắt, đau đớn khó chịu muốn thở dốc, lại thấy Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi đen, quần tây đen, hai mắt thâm thúy sáng như ánh sao, đang nhìn mình, cô đột nhiên giật mình, vội vàng ngồi dậy, kéo tay Trang còn mang theo một chút hơi ấm khoác lên trên người của mình, che kín bộ ngực sữa và bả vai trắng nõn, sau đó xê dịch về phía sau, lưng dính vào tường thủy tinh, nhìn Trang Hạo Nhiên, tinh thần rời rạc mệt mỏi, hỏi tại sao anh biết chỗ này? Trang Hạo Nhiên bật cười nói, tôi đến xem đường khả Hinh tiểu thư bị dày vò đến mức nào một chút nói đến chuyện này mặt của đường khả hinh lập tức tối sầm nhìn anh cắn răng nghiến lợi nói anh còn dám nói lời anh này không biết xấu hổ lừa người ta đi lòng vòng lấy chuyện như vậy để chỉnh tôi khả hinh nói xong nhớ tới lúc này mang nhiều đôi giày cao gót như vậy thiếu chút nữa hai chân muốn gãy ngã trên mặt đất khúc huyền đình chỉ ném một cái áo khoác bên người mình nhẹ nhàng nói ngày mai huấn luyện tiếp cô nghe lời này hoảng sợ đến choáng váng hai chân sưng đau tuyệt vọng muốn chém nước chân, không ngờ còn phải huấn luyện tiếp, cô hòa khóc, nước mắt còn không kịp chảy xuống, tiêu đồng đã đi đến trước mặt của mình, nhắc nhở mình nhớ tối nay chỉnh sửa lại số liệu của công ty này cho xong. Cô nghe xong, sụp đổ thiếu chút nữa suy nghĩ muốn nhảy cửa sổ chết cho rồi, nhưng cô vừa muốn chết, vừa thừa dịp nghỉ ngơi cầm tài liệu xem, không nghĩ tới, xem một chút đã lã người đi. Cái gì gọi là chỉnh cô, người ta vì muốn tốt cho cô mà không phải cô nói hình tượng của mình không tốt, Trang Hạo Nhiên cười nói. Anh, chấm ngoặc kép, đường khả hình thức giận cầm tay Trang ném trên người của anh, nhất quyết chống người đứng lên muốn đi ra ngoài, không ngờ mới vừa đi vài bước, lòng bàn chân đau như bị kim châm, cô ôi một tiếng, cả người té xuống. Trang Hạo Nhiên cười, vội vàng tiến lên đỡ thân thể mềm mại của cô, bàn tay nhẹ nắm bả vai trắng như tuyết của cô nói, được rồi, được rồi, bài học hôm nay xong rồi, nghỉ ngơi một chút vất vả quá, chân nhỏ bị đau rồi. chấm ngoặc kép chấm Anh tránh ra, Đường Khả Hinh lập tức muốn đẩy ra anh. Đừng nóng giận mà, tức giận nhìn không đẹp, hôm nay sở nhai đặt cho cô nhũ danh là Tiểu Đường, tôi nghe thật vui, cái tên rất xinh đẹp đáng yêu. chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên bật cười đỡ bả vai của cô. Tôi không muốn anh đỡ tôi, anh cho người ta ăn một quả táo, lại đánh người ta một bạt tai. Tôi cam chịu cho cô đánh, đứa ngốc trang hạo nhiên cười rất đáng đánh đòn tôi không để cho anh lừa nữa chấm ngoặc kép đường khả hình mới vừa đi vài bước lại cảm thấy chân uốn éo đau muốn nứt liệt cô ôi một tiếng thân thể loạn choạng lại lảo đảo vào trong ngực trang hạo nhiên anh lập tức ôm khẽ thân thể của cô hai tay vịn eo nhỏ của cô cười nói cô xem xô xem không nghe lời đừng đỡ hông của tôi chấm than ngoặc kép đường khả hình gào lên một tiếng mới vừa cảm giác quen đai lưng bị anh vịn vào cảm giác mình thịt muốn rách ra, cô kêu lên ôi ôi, thân thể ngửa ra sau, đỡ bên hông của mình nói, siết chết tôi rồi. Trang hạo nhiên ngửa ra sau, thấy đường khả hình thật sự bị sợi dây xương cá kéo thật chặt rất khó chịu, anh thở nhẹ một hơi, nói, huyền đình này độc ác quá. Cũng tại anh làm hại, đường khả hình quay đầu, tức giận nhìn anh chầm chầm. Được được được, tôi làm hại, trang hạo nhiên đỡ thân thể khả hình. Sau đó cẩn thận cởi bỏ sợi dây xương cá cho cô, vừa cười vừa thở dài nói tại sao siết chặt như vậy. Lúc này cô ăn bánh ngọt vào cũng không có siết như vậy. Chấm ngoặc kép, đường khả hình mới vừa muốn mắng, lại hơi sửng sốt, nhưng mặt sang bên nói, làm sao anh biết tôi ăn bánh ngọt. Anh không đi họp sao? Trang hạo nhiên không lên tiếng, chăm chú cởi từng sợi dây màu trắng, rốt cuộc cởi xong mới thở dốc một hơi nói, làm xong rồi, tôi mệt quá. Chấm ngoặc kép chấm, đường khả hình thở dốc một hơi, Nghe được người sau lưng nói chuyện như vậy, tức giận hơn xoay người, muốn đẩy anh ra. Trang hạo nhiên lập tức nắm nhẹ cổ tay của cô, cách quần áo mềm mại, đỡ eo nhỏ của cô nói, đi phòng thay quần áo, đổi bộ quần áo trước, tôi bảo tiêu đồng chọn cho cô một bộ váy mùa thu, đã đặt ở trong phòng thay quần áo, cô tự mình thay đi, rất đẹp. Chấm ngoặc kép, không cần anh lo, đường khả hình đẩy tay Trang hạo nhiên, một mình đi vào phòng thay quần áo, chuẩn bị tắm. Trang Hạo Nhiên phì cười nhìn Khả hình đi vào phòng thay quần áo, cả phòng tập múa trống vắng, đôi tay anh cắm nhẹ vào túi quần, tao nhã cất bước đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn trời chiều phía ngoài cửa sổ, đang nhẹ vung với những tia nắng cuối cùng, sắp chìm vào biển rộng minh mông, hai mắt của anh lộ ra ánh sáng sắc bén, dường như nhớ lại nhiều năm trước, mơ hồ có bóng dáng một ông lão nằm trên giường giao uỳnh một vật, giọng nói suy yếu, khàn khàn, không còn hơi sức, hơi thở thoi thóp, giấy rựa lần cuối cùng nói: "Cậu" cậu cậu nhất định phải đem nó mang tới đưa tận tay tưởng lão tổng giám đốc ngàn vạn lần không thể mượn tay người khác cho người khác đó là tất cả vận mệnh kinh khủng nhất hoàn cầu cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cậu cũng nhất định nhất định phải mang tới chấm ngoặc kép cánh tay già nua rũ xuống bên mép giường trang hạo nhiên nhíu chặt mày hơi nghiêng mặt giống như nhìn về phía ánh chiều tà sắp biến mất thật ra nhiều năm qua vẫn không có nắm được hình ảnh chính xác, hai mắt anh lộ ra ánh sáng sâu thẳm nghi ngờ, đang suy nghĩ, rốt cuộc đó là vật gì? Rốt cuộc tại sao anh đánh mất nó? Tại sao vai trái của mình trúng đạn? Tại sao mình mất đi trí nhớ? Vật gì đó, nó ở đâu? Trong tay của người nào? Cửa phòng thay quần áo nhẹ nhàng mở ra. Đường khả hình mặc áo sơ mi màu trắng cổ lá sen, trước cổ áo buộc một sợi dây duy băng màu đen, kết hợp với váy ngắn màu đen, hết sức tươi mát linh hoạt đi ra, chân không đứng ở bên cạnh phòng tập múa, nhìn Trang Hạo Nhiên có chút thâm trầm u buồn, nhìn về phương xa. Cô có chút mất hồn gọi nhỏ, tổng giám đốc. Trang Hạo Nhiên đột nhiên xoay người nhìn đường khả Hinh mặc chiếc váy xinh đẹp, tóc ngắn, thật ngọt ngào giống như một viên kẹo, anh hoa một tiếng, bật cười nói, khả Hinh chúng ta thật xinh đẹp. Đường khả Hinh vừa nhìn thấy anh lại khôi phục bộ dáng đùa giỡn, liền cố ý chừng anh. Đừng chừng đừng chừng, hôm nay tôi thưởng cho cô. Đi ăn cơm với cô, Trang hạo nhiên cười, lập tức đi tới đỡ đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh không để ý tới anh, chỉ đi chân không ra ngoài, lại thấy cạnh cửa phòng tập ngúa, để một chiếc hộp màu trắng, thân thể của cô chấn động mạnh một cái, phản ứng tự nhiên, hỏi tôi không muốn mang giày cao gót nữa. Trang hạo nhiên cười lớn, đi tới, cầm hộp giày lên nói, đứa ngốc, đây không phải là giày cao gót. Anh nói xong, từ bên trong hộp lấy ra một đôi giày sang đan màu trắng cẩn thận dơ ở trước mặt của Khả Hinh, mới cười nhìn cô nói, biết chân của cô đau. Đường Khả Hinh nhìn khuôn mặt tươi cười của Trang Hạo Nhiên, bộ dáng rất dễ nói chuyện, cô vội nói tổng giám đốc. Hay là tôi không đi tham gia sinh nhật tiệc tối có được không? Hả, tôi không đi, tôi thật sự không muốn đi. Chấm ngoặc kép. Không được, Trang Hạo Nhiên vừa cười, vừa khom người xuống, nhắc bàn chân nhỏ của cô xuyên vào trong xăng đan màu trắng, mới hỏi, vết thương trên bả vai cô, làm sao mà có. Sắc mặt của đường khả hình hơi thu lại, không biết nên nói gì, nhưng thân thể có chút hư mềm, đứng trên mặt sàn để mặc cho Trang Hạo Nhiên mang giày xăng đan, in, cô cũng không nhúc nhích. Trang Hạo Nhiên chậm rãi đứng dậy, nhìn bộ dáng ngây ngốc của đường khả hình, đôi mắt to linh động chấp chấp, anh đột nhiên cười một tiếng, vươn tay nắm nhẹ bả vai của cô, thậm chí nhẹ nhàng vuốt bả vai mảnh khảnh của cô, có chút cảm tính nói, vết sẹo này. Thật sự khó coi, chấm ngoặc kép đường khả hình cúi đầu cười khổ nói khó coi thì thế nào nghe người ta nói vết sẹo kiếp này là nơi kiếp trước đã bị thương để lại in như vậy linh hồn của mình mới có thể theo đuổi đến kiếp này nếu như tôi muốn có linh hồn thì nhất định phải có một hai vết sẹo như vậy đến nhắc nhở tôi còn sống chấm ngoặc kép trang hạo nhiên yên lặng nghe xong hai mắt lóe sáng sâu kín nói nếu sự thật như vậy vết sẹo này là vết sẹo kiếp trước theo đến vậy kiếp này của chúng ta quyền quyết định bi thương của mình quyết định vết sẹo của mình hay không. Đường khả hình không hiểu, liền ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn cô thần bí nở nụ cười, nói sẵn sàng. Chấp nhận thay đổi mình một chút không? Tối nay, làm cho vết sẹo có thêm một chút màu sắc xinh đẹp. Chấm ngoặc kép. À, đường khả hình không hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô chầm chầm, lại nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, cứng rắn kéo cả người đi ra ngoài. Chúng ta phải đi nơi nào?" Đường Khả Hinh không hiểu hỏi. Anh không có trả lời nữa, chỉ dắt cô đi ra ngoài. Khả Hinh vừa đi, vừa ngẩng đầu lên nhìn nửa khuôn mặt đẹp trai của Trang Hạo Nhiên, hai mắt chiếu sáng lấp lánh như ánh sao, mặc dù cô mờ mịt, nhưng vẫn di chuyển bước đôi đau đớn bước đi theo anh. Có một bóng dáng màu xanh nhạt xuất hiện tại đầu kia hành lang, ôm vai nhàn nhạt, nhạt nhìn hai bóng dáng này. Audio điện tử Võ Tấn Bền